Chương 2001. Cô ấy cười nói, con đường tu luyện minh mông, cháu chỉ tạm thời dẫn đầu thôi. Bằng tài hoa thiên phú của Đinh Thịnh, có lẽ có một ngày nhận được cơ duyên, sẽ có thể nhất phi trùng thiên, bỏ cháu lại đằng sau. Lão nhân nổi, tính tình nó tên mạn, muốn xuất hiện siêu việt mới, không phải chuyện đơn giản. Mặc dù nói như vậy, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt lão nhân cũng rất rõ ràng. Thiên phú tu luyện của Đinh Thịnh không tệ, chỉ kém một chút so người trong thế hệ thanh niên có khả năng phản siêu. Cho tới nay, anh ta đều theo cùng thế hệ mạnh nhất yêu cầu huấn luyện đinh thịnh, người sau cũng không khiến ông ta thất vọng. Cô ấy đưa mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, ông đính, lần này cháu tới, ngoại trừ chúc mừng bên ngoài, còn có một tin tức truyền đạt thay ông nội cháu. Mấy ngày nay cảm ứng thiên địa của ông nội cháu thay đổi quả nhiều, suy tính ra mấy ngày nữa, sẽ có thể nhập chỗ kia. Ông ấy chuẩn liên thủ tất cả nhà tiến nhập chỗ kia ông ấy chuẩn bị liên thủ tất cả nhà, tỏi. Sắc mặt lão giả đột biến, sợi dâu cũng hơi run rẩy, có chút kích động quá tốt rồi. Nói cho ông nội cháu, ông nhất định đến nơi hẹn. Audio điện tử võ tấn bền. Cô gái khẽ gật đầu. Hai người vừa định đàm phán, lúc này, một hồi âm thanh huyện náo truyền vào trong tai hai người. Đại công tử bị người ta trấn áp, quỳ gối tại cửa ra vào phòng đấu giá. Gia chủ đi cứu viện, cũng bị chấn AP. Ram, thanh y lão giả đột nhiên đứng lên, sát ý trong mắt giạt rào, nói ai dám phạm đến nhà họ đinh tôi. Ông ta nói với cô gái, Lưu Tuệ, cháu ngồi trước, ông đi chém người rồi sẽ trở lại nói chuyện với cháu. Nói xong, lão nhân biến mất. Tên khốn từ đâu tới, dám phạm đến nhà họ đinh tôi. Đi ra nhận lấy cái chết, ngay sau đó, một tiếng quát lớn vang lên. Lưu Tuệ thi triển kính tượng pháp thuật, xem xét động tính khi thấy kính tượng bên trong đường tuần, cô ta hơi nhíu mày, là anh ta. phía trước phòng đấu giá, rất nhiều người nhìn xem thanh y lão giả cũng không nhịn được biến sắc. khi tức thanh y lão giả như rồng phát ra uy thế mạnh mẽ, khiến người ta sinh ra sở hải. là đinh nước tài, người này là gia chủ nhà họ đinh đời trước, ông nội đinh thịnh. vậy mà ông ta đã bước vào nửa bước hóa thần chi cảnh. rất nhiều người so hai thán phúc. đại nhân, sở hải nhìn xem đường tuấn mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng có chút bất mãn. Đều nói cường long không để địa đầu xa, đường Tuấn thì ngược lại, đi ngược lại con đường cũ. Đường Tuấn, nếu không thì chúng ta đi thôi, cổ văn minh khuyên nhủ, cô ấy không nhìn ra tu vi đường tuần nhưng thời gian hai người tách ra cũng không lâu, đường Tuấn tu luyện lại nhanh, cũng không khỏi khả năng đến nửa bước hóa thần. Thủy Thanh Lam cũng rất lo nghĩ, sợ đường Tuấn xúc động bị giết. Trường 2002 ha ha một lão già khú mà thôi còn chẳng phải đối thủ của tôi đường tuấn mỉm cười thực lực của đinh đức tài này còn không bằng hồng thiên trụ cột anh đứng dậy đi ra ngoài cổ vân minh thấy đường tuấn không nghe khuyên bảo có chút không vui dậm chân nhưng vẫn đi theo bên ngoài phòng đấu giá đinh đức tài đứng phía định thanh công cùng đình thịnh lông mày trước đinh thanh công cùng đình thịnh lông mày nhíu chặt lúc nãy ông ta thử mở ra phong ấn không những không mở còn thiếu chút nữa bị phản phệ. Mở ra, Đinh Nước Tài trông thấy Đường Tuấn dẫn người đi ra, phẫn nổ quát. Đường Tuấn lắc đầu, vẻ mặt Đinh Nước Tài lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Hừ, chờ tôi giết cậu, phòng ấn sẽ tự nhiên mất đi hiệu lực." Em mờ tôi giết chết cậu, bàn cờ thiên địa, xem tôi giết chết cậu." Bàn cờ thiên địa. Theo tiếng Đinh Nước Tài quát lớn, cả tòa đinh trấn bỗng nhiên rung rung, vô số nguyên khí hội tụ, ở trên không tạo thành một bàn cờ vô cùng to lớn dường như có thể bao trùm trời đất. Ông ta không cho đường Tuấn cơ hội, vừa ra tay đã sắc nhọn nhất công phạt thủ đoạn. Một kích này, đinh nước tài mượn nhờ sức mạnh cả tòa đinh chấn, đã đến gần tầng cấp vô hạn hóa thần. Trong đinh chấn, không biết bao nhiêu người tu hành ngước đầu nhìn lên bàn cờ, hai đùi rung động. Là nguyên anh cảnh đỉnh phong đều như vậy, uy thế này, coi như chỉ có bộ phận hùng mạnh, cũng có thể dễ dàng giết bọn họ. Cổ vân minh cùng Thủy Thanh Lam đều không chắc trong lòng, Ngày trước Đường Tuấn có thể xưng vô địch, nhưng dù sao thời gian tu hành quá ngắn. Sở Hải lẩm bẩm nói, xong rồi. Chỉ có sắc mặt Đường Tuấn coi như bình tĩnh, bàn tay anh giơ lên lên, quát khẽ chấn thiên địa. Tiếp đó, quang hoa vô tận bộc phát từ trong lòng bàn tay anh. Đinh chấn chợt sáng rõ, tia sáng chói mắt ước nào những chói mắt người khác không cách nào nhìn tê thẳng. Đến mức, chờ quang hoa tán đi, lúc mọi người mở mắt ra, cuối cùng nhìn thấy một màn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đường Tuấn chống được bàn cờ thiên địa. Cánh tay anh không phải rất cường tráng, nhưng giờ phút này lại giống như trụ trời, không thể dung chuyển. Cái này, không phải tôi nhìn lầm rồi. Chẳng lẽ anh ta là hóa thần cảnh sao? Vô số người vuốt mắt, không ngừng xác nhận sự thật này. Thì ra, ông cũng không thể khống chế chính xác toàn bộ lực lượng đại trận này. Đột nhiên, Đường Tuấn nói với Đinh Nước Tài, bàn cờ thiên địa này nhìn như sức mạnh hùng vĩ, nhưng sức mạnh cũng rất phân tán. 10 phần sức mạnh, Đường Tuấn tác dụng trên người Đường Tuấn chỉ có không đến một nửa. Thật tương đối, cũng mạnh hơn một chút so với hình chiếu thái thượng trưởng lão ngày đó. Sắc mặt Đinh Nước Tài khó coi, cắn răng nói, coi như là thế, vậy thì sao? Tôi ở trong Đinh Chấn, sức mạnh vô cùng vô tận, hao tổn cũng có thể mài chết cậu, tôi không tin cậu có thể chống đỡ được. Chương 2003. Nói xong, Đinh Nước Tài lần nữa điều động sức mạnh Đinh Chấn, muốn tiếp tục oanh kích Đường Tuấn hai vị có thể nghe tôi một lời hay không đúng lúc này một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên một bóng người xinh đẹp xuất hiện giữa sân lại là cô gái lưu tuệ đã đánh cờ cùng đinh đức tài lưu tuệ đây là việc nhà nhà họ đinh ông cháu muốn can thiệp sao đinh đức tài trầm giọng nói trong lòng đường tuấn khẽ nhúc nhích cô gái này tên lưu tuệ chẳng lẽ là người nhà họ lương anh cẩn thận quan sát dung mạo đối phương phát hiện lại có ba bốn phần giống với lương thiên lam Lưu Tuệ bí mật truyền âm cho Đinh Nước Tài, ông Đinh, người này e rằng tạm thời không thể giết. Một tia phân tâm của cô cháu ở trên người cậu ta, cái này quan hệ đến chuyện cô cháu có thể hóa thần thành công hay không. Hơn nữa thực lực người này rất mạnh, so than cả hình chiếu của thân đình thái thượng trưởng lão cũng dám chém giết. Cô ấy nói lại chuyện xảy ra bên trong thần đình một lần. Sắc mặt Đinh Đức Tài đột biến, nếu như những chuyện này là thật, ông thật sự vẫn không chắc chắn có thể bắt giữ đối phương. Ninh nước tài đang tự hỏi lưu tuệ lại nói với đường tuấn cô của tôi là lương thiên lam nhà họ đinh đã trả giá đắt chuyện nơi đây không cần tiếp tục náo loạn nhà họ lương tôi có một số việc muốn nói với cậu một chút náo đường tuấn chỉ vào thủy thanh lam nói chỉ so anh ta cung nếu như hôm nay tôi không đến chỉ sợ anh y chết lưu tuệ hơi nhíu mày trong lòng có chút không vui cô ấy có hảo ý khuyên nhưng hình như đối phương không có ý định dừng tay một người không thuộc ma tộc hắc ám thuần huyết, tôi đại diện nhà họ lương bồi thường cho cậu. Lưu tuệ rất hào phóng. Đường Tuấn cười nói, một kiện linh khí, hoặc một ên tuyệt phẩm báo khói kiên linh khí, hoặc một trăm kiện bảo khí. Anh không có nhu cầu gì đối với thứ đồ thần binh này, nhưng bây giờ có một đám người thủ hạ, nhất thiết phải chuẩn bị chút hàng tồn. Cái gì, Lưu Tuệ chợt biến sắc, nhìn chăm chăm đường Tuấn, tên khốn này thật sự đúng là dám công phu sư tử ngoạm sao cậu không đi cướp luôn đi? Đinh Đức Tài nói, nếu không phải vừa nãy Lưu Tuệ đã đồng ý một vài điều kiện với ông ta, chắc chắn lúc này ông ta đã động thủ lần nữa, thể phải giết chết Đường Tuấn. Nhiều quá, nhà họ lương tôi cho cậu tối đa là 10 tuyệt phẩm bảo khí. Lưu Tuệ nói, trong lòng sớm mắng Đường Tuấn không biết bao nhiêu lần, lúc này còn dám ra điều kiện. Đường Tuấn lắc đầu, lạnh lùng nói, xem ra cô không muốn sợi phân thần kia của Lương Thiên Lam. 100 món bảo khí, đổi lấy một vị hóa thần cảnh cao thủ nhà họ lương nhà cô, cái này rất có lời. Ngơ ngán, quy tư một chút, nói tôi đồng lưu tuệ ngơ ngẩn, suy tư một chút, nói. Ý, nhưng cậu cần phải theo tôi trở về nhà họ lương một chuyến, trên người của tôi không có nhiều bảo khí như vậy. chương 2004 Lưu tuệ, thế mà cháu dám nháo cùng một chỗ với cậu ta. Đinh nước tài tức giận đến sợi dâu cũng loạn, đường tuần công phu sư từ ngoạn càng không ngờ tới lưu tuệ vậy mà lại đồng ý. Một trăm tuyệt phẩm bảo khí, dù có như nhà họ lương, cũng phải thương cân động cốt. Lưu tuệ nhìn chằm chằm đường tuấn, khẽ nhíu mày, nói, dạng này đủ chức. Lòng tên khốn này quá tham, nhưng việc liên quan đến nhà họ lương có thể lại sinh ra một vị hóa thần hay không, cô ấy nhất định phải cẩn thận một chút. Đường tuấn cũng sừng sốt một chút, rõ ràng không ngờ lưu tuệ sẽ đồng ý điều kiện này. Anh vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của sợi phân tâm kia đối với nhà họ Lương. Lưu Tuệ, ông nội cháu sẽ đồng ý sao? Ninh Nước Tài truyền âm hỏi. Lưu Tuệ cúi đầu, ánh sáng lạnh lùng trong mắt lóe lên, cũng truyền âm nói, cậu ta có thể ra khỏi Lương Trấn đã rồi nói. Đinh Nước Tài hơi biến sắc mặt, lập tức hiểu rõ. Thì ra nhà họ Lương từ khi mới bắt đầu đã không có ý định cầu hòa, cái gọi là trao đổi chỉ là giả vờ bên ngoài mà thôi. Lương Trấn là tinh thần hải trọng địa bố trí trận bố trí pháp còn đánh là tinh thần hải trong biệt sợ lần chấn. Nếu đường Tuấn thật sự tiến vào lương chấn, tương đương với tính mệnh bị bóp trong tay người nhà họ lương, nhào nặn như thế nào đều nhìn tâm trạng người nhà họ lương. Nén lại hoan ức, nhà họ lương, ông Đinh tạm thời cháu sẽ cho nhà họ Đinh một lời giải thích, làm ra bồi thường thực tế. Lưu tuệ sợ Đinh nước tài không buông tay, tiếp tục nói. Đinh nước tài nói, được, các cháu bắt giữ cậu ta xong, không nên giết cậu ta, Ông muốn để cậu ta quỳ gối trước cửa chính nhà họ đinh ông 100 năm, phát thiết sự phẫn nộ của ông. Nếu như có thể, ông ta cũng nghĩ tự mình bắt giữ đường Tuấn nhưng bây giờ bằng ta bao dung trên chỉ có vận pháp, đều không biện pháp bắt giữ đường Tuấn, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực tìm về mặt mũi. Lưu Tuệ gật đầu, nói chuyện này cháu có thể đồng ý với ông Đinh. Nói chuyện của bọn họ cũng là bí mật truyền âm, không ai có thể nghe được. Sau khi trò chuyện xong, Đinh Đức Tài nói với Dương Tuấn xem một mái nhà mũi họ Lương, chuyện này nhà họ Đinh tôi sẽ không truy cứu. Lời vừa nói ra, đám người vang lên một tràng thẳng thốt, đến thời điểm này, nhà họ Đinh ngược lại cúi đầu. Cha, nhà họ Đinh ta không thể chịu nhục. Ông nội, người này đáng chết, dùng máu anh ta rửa sạch nỗi nhục nhà họ Đinh ta. Hai người Đinh Thành Công và Đinh Thịnh kêu khóc, hôm nay bọn họ mất hết mặt mũi, chỉ có thể trông cậy vào nhà họ Đinh báo thù không ngờ Đinh nước Tài thế mà lại có bộ dạng này. Đùng đùng, Đinh nước Tài ra tay, hung hăng đánh mấy người Đinh Thanh Công Hòa Đinh Thịnh to mồm, mặt mũi là mình cho. Hai người các con trở về bế quan khổ tu cho cha, không đột phá nửa bước hóa thần đừng ra quan. chương 2005, lửa giận trong mắt ông ta hừng hực, giáo huấn Đinh Thịnh, nếu như không phải tên bất hiếu con cứng rắn muốn cưới con gái nhà họ cổ, sẽ xảy ra chuyện này sao? Đinh Thịnh buồn khổ trong lòng, chuyện này anh ta đã sớm trưng cầu qua ý kiến đình nước tài, lúc đó đính nước tài còn hết sức vui vẻ, nói anh ta có tiền đồ. Bây giờ lại ngược lại của trách anh ta. Có thể không, đinh nước tài hỏi đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu một cái, nói cổ thể miền cưỡng. Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng kia của Đường Tuấn, Đinh Nước Tài hận không thể giết người. Đường Tuấn mở phòng ấn định thanh công hòa Đinh Thịnh ra, vỗ hai người xuống, nói cha con cùng quỳ, đây chính là một đoạn giai thoại hai đạo pháp lực lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong cơ thể hai người, mai phục xuống. Cảnh giới đường Tuấn bây giờ đã coi như là nhà bằng hóa hát phúc xuống cảnh hứa bước thần lại thêm thần tàng quyết thần bí, ngoại trừ hóa thần cảnh xem xét cơ thể cẩn thận tỉ mỉ cho bọn họ, nếu không hoàn toàn không phát hiện được khác thường. Mặc dù đường Tuấn không biết nội dung hai người lưu tuệ hòa đinh nước tài truyền âm, nhưng có thể đoán được một chút, sao có thể không mang cho nhà họ đinh niềm vui lớn. Đinh Thịnh Hòa Đinh Thanh Công Nghiên rằng nghiến lợi, hận không thể ăn đường tuấn. Đi về, Đinh nước Tài quát lên. Hát Thịnh Hòa Đinh Thanh Công chỉ có thể từ bỏ Đinh Thịnh Hòa Đinh Thanh Công chỉ có thể từ bỏ. Lưu vệ đi tới bên cạnh đường tuấn, nói, bây giờ có thể theo tôi trở về nhà họ lương chưa? Đường tuấn lắc đầu, nói tôi đến vì hội đấu giá, vẫn chưa mua được đồ, sao có thể trở về? Sở hải phía sau anh đã sớm thấy sửng sốt một chút, vị đại nhân này đến bây giờ vẫn chưa quên hội đấu giá. Đã đắc tội nhà họ Đinh đến mức này, người ta còn để cho anh tham gia sao? Chuẩn bị cho cậu ta phòng khách đỉnh nhất, ai biết sở hải vừa nghĩ như vậy, Đinh nước tài đã nói. Đinh nước tài cười ha hà nói, hy vọng vị đại nhân này chơi vui vẻ. Ông ta rất muốn nhìn biểu cảm đường tuấn sau khi biết chân tướng một chút, cũng không ngại bây giờ nâng lên một điểm cho anh. Càng cao, ngã mới có thể càng đau. Tôi cũng hy vọng nhà họ Đình An khang thịnh vượng, con cháu đầy đàn. Đường Tuấn cũng thật lòng chúc phúc. Nghe nói dòng chính nhà họ Đinh đều nhất mạch đơn truyền, Đinh Thanh Công chỉ có một đứa con trai là Đình Thịnh, mà mặc dù Đình Thịnh nhà thi ép giang đảo, nhưng vẫn không có nối dõi. Đông, nếu như không phải biết quan hệ của hai người, sợ rằng sẽ bị người ta nhìn như bạn bè tốt giao tình rất sâu. Rất nhanh, nhà họ Đinh liền cho người thu thập phòng đấu giá một phen, khôi phục như lúc ban đầu, chuẩn bị hội đấu giá xung đột giữa Đường Tuấn và nhà Hòa Đinh chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng đến trận hội đấu giá lớn này. Đường Tuấn ở trong phòng bao cùng Lưu Tuệ, Sở Hải, Thủy Thanh Lam và Cổ Vân Minh đứng ở phía sau. Đường Tuấn nhìn xem tờ đơn trong tay, phía trên ghi lại đồ vật lần hội đấu giá này sẽ phải bán đấu giá. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 2006 Hỗn loạn trái cây, tinh thần hải hỗn loạn mang đặc sản, ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Nhưng lực lượng pháp tắc quá cuồng bạo, nửa bước hóa thần ăn vào, có 6 phần tỷ lệ tử vong. Ma thân, ma tộc luyện thể công pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể sánh ngang với Phật tộc trượng 6 kim thân. Áo thương, tuyệt phẩm bản khó có thể. Ngục thần thương, tuyệt phẩm bảo khí, có thể xưng nửa bước linh khí, vô cùng sắc bén, có thể hại nửa bước hóa thần. Đủ loại vật phẩm bán đấu giá, viết 10 phần kỹ càng, thậm chí còn có nữ tu cửu vĩ yêu tộc Nguyên Anh Cảnh. Loại yêu tu tu thành thân người phía sau này, xinh đẹp kiều diễm, mười phần chịu một chút quý công tử cùng nam tu ưa thích, ngày bình thường khó gặp, không ngờ tới ở đây thế mà lại có đấu giá. Anh cũng nhìn thấy đồ vật muốn bán đấu giá chuyến nay. Mảnh vụn thần binh ma khí, sản xuất từ biên giới hỗn loạn mang về, nắm giữ huy năng đặc thù. Giới thiệu rất đơn giản. Đường Tuấn nghi ngờ, những mảnh vỡ này bị người đánh giá thấp, hoặc không ai giải bí mật trong đó cũng chính là loại khí tức ẩn núp anh quan sát một chút điển tịch mấy ngày nay đối với loại khí tức kia có nghi ngờ sơ bộ loại khí tức kia rất có thể là nguyên khí thế giới nguyên khí thế giới đó là bảo vật ngay cả hóa thần cảnh cũng sẽ vì đó ra tay đánh nhau phía cuối tờ đơn không có gì viết mấy dấu chấm hỏi sắc mặt đường tuấn thay đổi xem ra còn có vật phẩm càng quý giá hơn nhìn thấy biểu cảm đường tuấn Lưu Tuệ khẽ cười lại, nói tôi đối với lần áp trục vật phẩm đấu giá này ngược lại có chút hiểu rõ, nghe nói là một khối nguyên tinh ẩn chứa nguyên khí thế giới. Cô ấy lắc đầu, nói, nhưng mà chỉ to bằng móng tay, hơn nữa không thuần, vô dụng với hóa thần cảnh. Được không thuần A dùng dấu hóa thiên hành T nhưng để ở chỗ này, hắn là có thể đấu ra giá trên trời, ít nhất mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Nguyên tinh, đường tuấn nhíu mày, cũng chưa từng gặp qua đồ vật này. Lưu Tuệ âm thầm khinh bỉ trong lòng, quả nhiên là chưa hề trải qua cảnh tượng hoành tráng. Nguyên tinh mặc dù thưa thớt, nhưng nhà họ lương cũng có mấy khối. Cậu đường nếu như không có linh thạch đấu giá to co the đờ ken nót hết, khơ đầy gian. Mà nói, tôi có thể cho cậu mượn một chút, không tính lãi. Lưu Tuệ giống như để biểu hiện mình nhiều tiền, rất hào phóng nói. Trên người tôi không mang bao nhiêu linh thạch, cũng chỉ mấy chục y mấy chục vạn thượng phẩm lĩnh thạch thôi. Lưu Tuệ nói rất vị ý nhưng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Thế nào? Lưu Tuệ nhìn về phía Đường Tuấn, giọng điệu trêu tức. Đường Tuấn nói: Cô tự dùng đi. Đúng là anh không thiếu linh thạch. Bên trong lôi chỉ anh cướp sạch rất nhiều người, trong đó còn có tên nhà giàu Tiêu Cửu Trọng. Sau đó lại trấn áp trì công tử, đoạt được giới chi không gian của anh là lấy thạch luật, chỉ ít có hơn triệu thưởng phẩm linh thạch. Thật sự không thiếu linh thạch như Lưu Tuệ nghĩ. Lúc này người tu hành mạnh mẽ một chút cũng đến rồi. chương 2007 Trong một phòng bao, người thanh niên được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu bạc rực rỡ trói mắt thấp giọng tự nhủ, nguyên tinh, thứ tốt đấy, tôi muốn mượn đột phá này. Trong một phòng bao khác có mấy người đàn ông vạm vỡ cường tráng đang ngồi, một cỗ sát khí hung ác tàn bạo tràn ngập vào, bọn họ nhìn về phía của sơn bó sổ nhỏ. Nơi đó có một người đang đứng, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, anh ta kiêu ngạo trói mắt như vậy, lại đạt tới cảnh giới bán bộ hóa thần. Lão đại, anh cứ yên anh chúng ta tự giết hắn làm đấu giá, ai dám tranh với sẽ. Chúng ta là tiểu đội thao thiết lợi hại nhất trong Diệt Thần, dù bán bộ hóa thần cũng phải cúi đầu. Mấy người mở miệng, bọn họ thế mà lại là người của Diệt Thần. Rất nhanh sau đó buổi đấu giá bắt đầu. Atomu gió đầu tiên là Ngục Thần Thương đang gần vật đấu người ta mua với giá 100.000 linh thạch thượng phẩm. Đường Tuấn cũng không quan tâm lắm thứ anh để ý là trái cây hỗn loạn và mảnh nhỏ thần binh. Trái cây hỗn loạn có hai quả, nó chứa pháp tắt hệ hỏa và hệ thổ. Không bao lâu sau, người chủ trì buổi đầu giá tiếng. Lên, lập tức có một nữ tu bê một cái khay đi lên, trong khay đặt hai quả trái cây, một quả màu đỏ đậm, một quả màu huyền hoàng sao, chúng tỏa ra năng lượng kinh người, vô cùng đặc biệt nam. Sao huyền hoàng, sự hòa quyện, đan sen giữa màu đen và màu vàng. Giá khởi điểm 50.000 linh thạch thượng phẩm, người chủ trì mở miệng nói. 100.000, có người trực tiếp báo giá. Hai quả trái cây hỗn loạn đủ để khuấy lên một trận sóng gió. 200.000, bỗng nhiên, một giọng nói từ phòng bao nào đó vang lên. Anh ta vừa mở miệng đã tăng thêm 100.000 làm cho rất nhiều người chỉ có thể nhìn lên. Người nâng giá là thành viên tiểu đội thao thiết của Diệt Thần, một người vạm vỡ tóc vàng trong đó cười ha ha nói. Người khác không hấp thu được loại trái cây hỗn loạn này nhưng với chúng ta thì nó là một loại trái có mùi vị không tệ. Ha ha ha, mùi vị của trái cây hỗn loạn đúng là không tệ, tôi đã từng ăn một lần, giờ vẫn còn nhớ mùi vị đó. Sư tử, cậu hô thẳng lên 200.000, đúng là chặt đứt ý muốn của bọn họ. Tên cao to tóc vàng cười lạnh nói, tiểu đội thao. Thiết chúng ta đã ra tay, chẳng lẽ còn có người dám cướp của chúng ta sao? mặc dù bọn họ đều ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao nhưng đều có khả năng chiến đấu vượt cấp có thể đánh giết bán bộ hóa thần. đúng lúc này có người nâng giá phẩm ai trăm năm mươi linh thạch thương sư tử vàng và mấy người khác trong phòng bao tức khác ngơ ngẩn bọn họ không ngờ có người không sợ chết dám trả giá với bọn họ chương hai nghìn tám đáng ghét trong mắt sư tử vàng bùng lên lửa giận anh ta lại nâng giá lần nữa lên ba trăm 350 ba trăm năm mươi sau đó người kia lại nâng giá. Hơ đát vang đi pi be đờ gơn chết tiệt. Sư tử vàng đập bề một cái ghế, gần giọng người này cố ý đối chọi với chúng ta à. Phòng bao nào đó, giờ tôi sẽ đi giết hắn ngay. Là khách ở phòng A6, có người nói. Sư tử vàng xoay người định đi ra ngoài đến phòng bao A6 làm thịt kẻ dám trả giá với anh ta. Người đó nâng giá bất chấp, phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Bọn họ là tiểu đội thao thiết, trước giờ chỉ có bọn họ cướp của người khác đứng lại ngay lúc đó người đàn ông đứng cạnh cửa sổ quát đại ca sư tử vàng đáp với đàn ông nói đừng để xuất hiện chuyện người đàn ông nói đừng để xuất hiện chuyện ngoài ý muốn trước khi đấu giá hạ nguyên tinh chờ mua được hạ nguyên tinh rồi cậu hẳn ra tay bây giờ cứ cho anh ta trái cây hỗn loạn đến lúc đó vẫn sẽ tới tay chúng ta sư tử vàng gật đầu nói được em nghe đại ca đợi lát nữa em nhất định sẽ lột ra rút xương hắn, dám cướp đồ của chúng ta. Cuối cùng, hai quả trái cây hỗn loạn bán ra với giá 350.000 linh thạch thương phẩm. Trong phòng bao A6, Lưu Tuệ kinh ngạc nhìn đường Tuấn lấy 350.000 linh thạch thượng phẩm trả tiền, cái loại hào khí đồ khiến cho cô ấy không kìm được ghé. Mắt nhìn sang, bỗng cô nhíu mày, nói hơi khinh thường, xem ra cậu không biết giá trị thật của trái cây hỗn loạn một quả trái cây hỗn loạn đắt nhất chỉ 100.000 linh thạch thượng phẩm, hai quả này vẫn còn khá non nên còn không tới cái giá đó. Cô ấy muốn nhìn thấy dáng vẻ tức anh ách của Đường Tuấn nhưng đáng tiếc vẻ mặt Đường Tuấn vẫn rất bình tĩnh, tựa như 350.000 linh thạch thượng phẩm chẳng đáng là bao nghìn vây. Thấy dáng vẻ đó của Đường Tuấn, Lưu Tuệ càng tức hơn, cô nói, và lại cậu biết người vừa nãy hô giá là ai không? Là ai? Đường Tuấn nhìn hai quả trái cây hỗn loạn trong tay, thuận miệng hỏi. Anh vốn không định đấu giá, nhưng lúc thấy trái cây hỗn loạn anh lại có cảm giác loại trái cây này có thể dùng để sắc thuốc luyện đan, có lẽ có thể loại bỏ khí tức hỗn loạn của trái cây, mở ra bí mật mấu chốt để tăng tốc độ tu luyện, thậm chí có thể khiến người ở cảnh giới nguyên anh ảnh cao hành cao tăng thẳng đến bản bộ hóa thần. Tất nhiên nếu giờ anh ăn vào thì có thể tăng tu vi nhưng sẽ phí phạm của trời, lãng phí rất nhiều năng lượng. Anh đang suy nghĩ phương pháp sắc thuốc nên chẳng bận tâm lắm vấn đề của Lưu Tuệ. Hừ, Vẻ mặt Lưu Tuệ cao cổ, nói, rất có thể là tiểu đội thao thiết trong Diệt Thần. Tiểu đội thao thiết của Diệt Thần, Đường Tuấn tạm dừng suy nghĩ, nhìn về phía Lưu Tuệ. Chương 2009. Lưu Tuệ cười lạnh nói, tiểu đội thao thiết có tổng cộng 5 người, nghe nói là 5 người mạnh nhất trong số đệ tử của Diệt Thần, mỗi một người trong số đó đều có thể chiến đấu vượt cấp, đánh giết bán bộ hóa thần. Đặc biệt là đại ca thao thiết của bọn họ, anh ta được xưng là chưa từng thất bại đã thành công bước lên cảnh giới bán bộ hóa thần. Đám người này làm việc rất ngang ngược, chỉ có bọn họ cướp của người khác chứ tới bây giờ chưa ai từng dám cướp của bọn họ. Lần này cậu đấu giá với bọn họ, bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Lưu Tuệ muốn nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của Đường Tuấn, nhưng Đường Tuấn vẫn rất bình tĩnh như cũ. Anh nói chiến đấu vượt cấp sao? Cũng chẳng ghê gớm lắm. Từ lúc anh bắt đầu tu luyện tới nay hầu như đều đánh vượt cấp. Lưu Tuệ vô cùng tức giận không muốn nói chuyện với Đường Tuấn nữa. Nghe giọng điệu người này như thể chiến đấu vượt cấp là chuyện bình thường như bữa. Tiếp theo lại đấu giá vài món đồ nữa nhưng Đường Tuấn không ra giá. Lúc này, người chủ trì hô, "Kế tiếp đấu giá ba mảnh nhỏ của Thần binh ma khí, giá khởi điểm 300.000." "350.000." "400.000." Vọt lên tới 800.000 giá cả nhanh chóng. Mặc dù không phải Thần binh ma khí hoàn chỉnh, nhưng được tạo nên từ vùng hỗn loạn tất nhiên không tầm thường, như thanh đoạn đao đó của sở hải, trong trường hợp tập kích bất ngờ có thể làm bị thương bản. Bộ hóa thần, một triệu, sư tử vàng của tiểu đội thao thiết lại hô giá, lần này anh ta không hề che giấu chút nào mà đứng cạnh cửa sổ la lớn, tiểu đội thao thiết chúng tôi muốn ba mảnh nhỏ của thần binh ma khí. Ở nơi hỗn loạn như biển tinh thần, tiểu đội thao thiết nổi tiếng hung ác, ngoại trừ người ở cảnh giới hóa thần ra tay còn không thì không ai muốn chọc vào bọn họ. Không ai nói gì cả, có lẽ vì giá trị của mảnh nhỏ thần binh ma khí không đáng, nhưng cũng nói lên địa vị của tiểu đội thao thiết. Sư tử vàng ngạo nghễ nhìn lướt qua hội trường, cuối cùng tầm mắt anh ta dừng ở A6, cười lạnh nói, "Đồ vật mà tiểu đội thao thiết muốn thì chắc chắn sẽ lấy được, nếu có người dám cướp thì chặt đứt hai tay hai chân thôi." Đây là khiêu khích, ai nghe cũng hiểu anh ta đang nói chuyện đấu giá trái cây hỗn loạn trước đó. Lần này lớn chuyện rồi người nọ có thể vào trong phòng bao ắt hẳn có thân phận tôn quý, nhưng e rằng vẫn tranh lệch so với tiểu đội thao thiết. Nhà họ đinh sắp xếp tiểu đội thao thiết ở phòng A2, người nọ chỉ ở phòng A6, điều này đã nói rõ thân phận tranh lệch rồi. Rất nhiều người cảm thấy đồng cảm với vị khách ở phòng A. 1 triệu 50 nghìn, ngay tại lúc này, phòng A6 lại truyền ra âm thanh nâng giá. Cả hội trường lặng ngắt như tờ. Trường 2010 đừng có mơ mộng. Trong phòng bao A2, nụ cười của sư tử vàng cứng đờ, trong mắt xuất hiện sự giận dữ. Anh ta đã cho biết thân phận mà người kia còn dám hô giá, điều này tức là coi thường anh ta. Trên mặt những thành viên khác của tiểu đội thao thiết cũng lộ vẻ tức giận. Đáng chết, người này đang khiêu khích trắng trợn. Dám đụng đến uy nghiêm của tiểu đội thao thiết chúng ta thì phải giết chết. Trong mắt của đám người đó bắt đầu nổi lên sát khí. Tại hội đấu giá, vốn là ai ra giá cao hơn thì thắng. Đường Tuấn thấy chỉ là buổi đấu giá bình thường nhưng bọn họ cảm thấy bị khiêu khích bèn muốn giết chết đối phương, có thể thấy được hành vi kiêu ngạo, không hề kiêng rẻ bất kỳ điều gì. Một triệu năm trăm nghìn, sư tử vàng cắn răng nói. Anh ta đứng cạnh cửa sổ rồi loại bỏ cấm chế để mọi người thấy được anh ta. Anh ta nhìn về phía phòng A6 với ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói đây là thứ tiểu đội thao thiết muốn. Ý tứ rõ ràng rằng đó là thứ đồ tiểu đội thao thiết muốn, không cho phép mày trả giá tiếp. Trong phòng bao A6, vẻ mặt Lưu Tuệ hơi lạnh đi, trầm giọng nói, đừng hô giá nữa, nếu tiếp tục đấu giá sẽ thực sự chọc giận tiểu đội thao thiết. Bọn họ sẽ đấu với cậu đến chết mới ngừng. Đường Tuấn nói, không phải người trả giá cao hơn sẽ thắng sao. Lưu Tuệ nhìn anh đầy khinh bỉ như nhìn thằng ngu, nói, trong biển tinh thần làm gì có nhiều quy định như vậy, nếu không phải kiêng rẻ 24 nhà hợp tác với nhau thì tiểu đội thao thiết đã sớm cướp thẳng rồi năm người bọn họ ngang ngửa năm bán bộ hóa thần liên thủ, ngoại trừ hóa thần chân chính ra thì chẳng ai dám chọc vào. Cậu đừng tưởng nắm được thóp nhà họ lưu thì nhà họ lưu tôi sẽ ra mặt cho cậu. Đừng có mơ mộng. Lưu tuệ không vui, cô cho rằng đường tuấn muốn mượn tay mình. Ánh mắt sợ hãi khẽ run, giọng nói pha chút sợ hãi, đại nhân, đó là tiểu đội thao thiết nổi tiếng hung ác á. Lúc này, trong phòng A2 sư tử vàng đã biết được thân phận của đường tuấn, anh ta đứng cạnh cửa sổ nói lớn, "Tao còn tưởng rằng cậu chủ nhà nào trong 24 gia tộc kia, hóa ra chỉ là một thống lĩnh của phá quân doanh." Anh ta dùng thái độ khinh thường nhìn sang đối diện, nói "Tiểu đội thao thiết tao đã lên bảng truy nã của thần đình, bây giờ tao ở đây này, mày dám đến bắt tao sao?" Ha ha ha. "2 triệu." Đáp lại lời sư tử vàng là câu nói nhẹ nhàng nâng giá của Đường Tuấn. Mặt sư tử vàng tái xanh như bị người ta bóp cổ. Anh ta muốn tiếp tục nâng giá nhưng đại ca lên tiếng, "Đủ rồi, không cần phải phí nước bọt với câu tạ, đợi kết thúc đấu giá rồi ra tay giết cậu ta." Linh thạch chúng ta mang theo lần này không nhiều, đợi lát nữa còn mua nguyên tinh nên phải cẩn thận một chút. "Được, sư tử vàng vật đầu." Anh ta la lớn với phòng A6, "Những mảnh nhỏ thần binh ma khí này cho mày, có điều mày nên cẩn thận một chút." Lúc nói chuyện, anh ta còn đưa tay lên cổ làm động tác chặt đầu không ai đấu giá nữa nên đường Tuấn lấy 2 triệu linh thạch thượng phẩm mua 3 mảnh thần binh ma khí. Anh trả tiền xong thì nhanh chóng có người đưa mảnh nhỏ đến phòng bao. Lưu Tuệ thờ ơ lạnh nhạt, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, nếu bây giờ cậu đưa mảnh nhỏ và trái cây hỗn loạn cho tiểu đội thao thiết và nói xin lỗi thì tôi có thể xin tha giúp cậu. Đường Tuấn nói, để bọn họ đến đây đi, đúng lúc tôi muốn biết một chút về thực lực của tu hành giả đứng đầu biển tinh thần chương 2011, rất khó sao. Hừ, cậu muốn chết thì tôi mặc kệ, nhưng tốt nhất giao phân thần của cô tôi ra đây. Lưu Tuệ trầm giọng nói. Đường Tuấn nhìn cô một cái rồi nói, đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó. Người phụ nữ đó luôn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, vênh mặt hất hàm sai khiến như thể người ta nợ cô ấy mấy triệu linh thạch, dáng vẻ đó khiến Đường Tuấn hơi khó chịu. Lưu Tuệ vẫn muốn nói tiếp nhưng chẳng biết vì sao khi bị Đường Tuấn nhìn chằm chằm khiến cho cô ấy có cảm giác như đối diện với hung thú thái cổ, trong chốc lát không nói nên lời. Trong một phòng bao khác, người thanh niên được bao phủ trong làn ánh sáng vàng để lộ mặt mũi, gương mặt kia giống như đúc Tiêu Xuân Minh, người nọ là anh em sinh đôi của Tiêu Xuân Minh. Tay anh ta đang mân mê một tấm bia đá, đó là bia vạn giới mà Thái Thượng trưởng lão đã cướp của Đường Tuấn. Thật là điếc không sợ súng, gây hỏa khắp nơi người thanh niên nói một cách châm chọc. Cùng lúc đó trong phòng A6, trong lòng đường Tuấn khẽ dao động, đó là khí thức của bia vạn giới. Xem ra lão cho chỉ định để người dùng bia vạn giới tới giết mình. Chợt có tia sáng lóe lên trong mắt anh, cuối cùng quay lại trạng thái yên ả. Đường Tuấn dằn lửa giận trong lòng xuống, nếu người đó dám ra tay thì đường Tuấn sẽ dùng thủ đoạn quyết liệt dạy anh ta làm người. Anh đang quan sát ba mảnh thần binh ma khí, cảm nhận khí thức ẩn giấu trong đó ba mảnh nhỏ là súng, đao và chùy chúng không lớn như thanh hắc đao của sở hải, nhưng loại khí tức đó không thể làm giả được. Lưu Tuệ cảm thấy hơi buồn cười, cô ấy nói, quả thật trong mảnh nhỏ của thần binh ma khi có chưa khí có chứa khí tức rất mạnh mẽ, nhà họ Lưu chúng tôi cũng từng nghiên cứu nhưng đều thất bại. Cậu cho rằng chỉ có một mình cậu thông minh thôi sao? Đường Tuấn lười quan tâm người phụ nữ nghĩ một đằng nói một nẻo này. Anh suy nghĩ trong lòng rồi chia tinh thần lực thành ba phần đi sâu vào không gian của mảnh nhỏ, rất nhanh sau đó đã tìm được ba luồng khí tức kia. Mặc dù mỗi luồng không nhiều như trong hắc đao nhưng cũng được một nửa của hắc đao, cộng lại thành một lượng kha khá. Đúng là nguyên khí thế giới, lần này đường Tuấn nghiêm túc cảm nhận rồi phân biệt thuộc tính của khí tức. Mặc dù hỗn loạn nhưng chính xác là nguyên khí thế giới không chật đi đâu được. Đường Tuấn vận dụng nguyên anh chi lực loại bỏ khí tức hỗn loạn trong nguyên khí thế giới rồi chiếm đoạt nó. Nguyên khí thế giới bị chiếm đoạt, Ba mảnh nhỏ vang lên tiếng rắc rồi vỡ thành bột phấn. Lưu Tuệ tức khắc ngơ ngẩn như nhìn thấy quái vật, cậu lại có thể chiếm đoạt khí thức của thần binh ma khí. Sau khi ba luồng nguyên khí thế giới dung nhập vào cơ thể, 99 chữ cổ trong đầu Đường Tuấn có xu hướng hợp lại rõ ràng hơn, nhưng vẫn chưa hoàn thành, anh cần nhiều nguyên khí thế giới hơn nữa. Đối với câu hỏi của Lưu Tuệ, Đường Tuấn nói, rất khó sao? Lưu Tuệ rất tức giận. Chuyện mà bao đời người nhà họ lưu tốn mấy trăm năm đều không làm được mà người này lại hoàn thành nhẹ nhàng như thế. Rốt cuộc mảnh nhỏ của thần binh ma khí được tạo ra bằng cách nào? Loại thủ pháp luyện chế này không giống thế giới man hoang. Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 2012, đây là hình ảnh có liên quan. Mảnh nhỏ chưa nguyên khí thế giới có hại với tu hành giả bình thường nhưng với anh lại là vật cực kỳ bổ, có thể giúp anh tăng thực lực nhanh chóng. Lưu Tuệ nói có thể, nhưng rất nguy hiểm. Đường Tuấn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trước đó sở hải đã từng nói với anh nhưng anh không tin tưởng sở hải lắm. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Nguyên Tinh đã được đấu giá xong, nó được tiểu đội thao thiết dùng 10 triệu linh thạch thượng phẩm mua. Giá tiền này hơi đắt, vì lúc tiểu đội thao thiết mua vẻ mặt năm người đều cực kỳ âm trầm. Người vừa này hét giá với chúng tôi là ai? sư tử vàng hỏi người phụ trách hội đấu giá. Vốn dĩ hô giá cuối cùng đã không có ai dám đấu với tiểu đội thao thiết, nhưng đột nhiên xuất hiện một người liên tục nâng giá khiến cho tiểu đội thao thiết phải trả thêm mấy triệu linh thạch. Người phụ trách nói, chỉ biết tên anh ta là Tiêu Thịnh Hùng. Tiêu Hùng Thịnh, đám người sư tử vàng nghiến chặt răng, hận chỉ muốn giết chết người này. Bởi vì người này đã khiến bọn họ trả hơn vài trăm triệu linh thạch. Đại ca của bọn họ bỗng nhiên nói, xem ra tiểu đội thao thiết chúng ta cần phải đứng lên rồi. Sư tử vàng nói, đại ca, hãy giết cái tên thống lĩnh thần đình kia, giết gà để dọa khỉ. Đại ca thao thiết gật đầu đồng ý và chế diếu, người này đúng là kiêu ngạo, giết anh ta trước rồi cướp hết trái cây hỗn loạn và cả thần binh nát vụn. Lúc này, người phụ trách đấu giá vẫn còn trong phòng chợt lên tiếng, miễn phí báo cho mọi người một tin này. Hôm nay, trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, vị thủ lĩnh mới này đã đấu với chủ nhân nhà họ Đinh của chúng ta. Anh ta còn rất trẻ, nhưng sức mạnh tu luyện rất đáng kinh ngạc, anh ta đã bước vào cảnh giới nửa bước hóa thần. Chủ nhân của chúng ta phát động trận lớn cũng không làm gì được anh ta. Đây là hình ảnh có liên quan. Anh ta đã lấy ra một miếng ngọc thạch kỷ lục rồi rót vào pháp lực và hình ảnh được tạo ra, chính là cảnh giao đấu giữa Đường Tuấn và Đinh Đức Tài. Quả là có thực lực, thao thiết gật đầu và cười, khinh thường nói tiểu đội thao thiết chúng tôi không phải là loại rác rưởi như nhà họ đinh các người người phụ trách nhà họ đinh mặt đỏ bừng các người cút đội trưởng thao thiết lạnh lùng nói đừng so sánh nhà họ đinh các người với chúng tôi đó chính là sự sỉ nhục đối với tiểu đội thao thiết người phụ trách nhà họ đinh lạnh lùng ngừ một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng anh ta nhận lệnh của đinh nước tài báo cho thao thiết về một ít tình hình của đường tuấn không ngờ đối phương lại ngạo mạn như vậy hoàn toàn không màng đến anh ta. Không ngờ giờ nhà họ Đinh ngày càng vô dụng, ngay cả một thằng nhãi danh cũng không xử được. Dù sao Đinh nước tài cũng già rồi, nếu không phải vì kiêng nể 24 nhà thì tiểu đội thao thiết chúng tôi có thể tiêu diệt Đinh Trấn, tàn sát nhà họ Đinh rồi. Trong tiểu đội thao thiết, có vài người đang nói chuyện, không coi nhà họ Đinh ra gì. Thao thiết xua tay, nói, sư tử, lát nữa anh ra tay, tôi trần áp giúp anh coi như là rèn luyện. Vị thống lĩnh mới này dù sao cũng là nửa bước hóa thần, chắc cũng có chút thực lực nên rất thích hợp làm đá mài giao cho anh, có lợi cho anh đột phá nửa bước hóa thần. Sư tử vàng nhếch mép cười, đại ca yên tâm, tôi sẽ chơi lâu một chút. Chương 2013 Đường Tuấn chắc chắn phải chết. Cậu thực sự định rời khỏi đây luôn sao? Người của tiểu đội thao thiết chắc chắn sẽ đón đầu, cậu đang đi nộp mạng đấy. Trong phòng giáp lục, Lưu Tuệ nói với Đường Tuấn: cũng chưa biết là ai giết ai. Đường Tuấn cười và nói, ánh mắt Lưu Tuệ sáng long lanh, nói cậu muốn chết thì tôi mặc kệ, nhưng phân thân của cô của tôi thì cậu phải đưa cho tôi bây giờ. Nếu không cậu chết rồi thì cô của tôi cũng phải chết theo cậu. Cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Đường Tuấn, cô ấy chỉ quan tâm phân thân của Lương Thiên Lam. Nếu không thì sao cô ấy có thể cùng anh náo loạn được? Ánh mắt Đường Tuấn trở nên nghiêm nghị, nói tôi sẽ đích thân đưa cho Lương Thiên Lam cậu thật vô liêm sỉ. Ngực lưu tuệ phập phồng, cô ấy tức giận nói, cậu tưởng làm như vậy là có thể khiến cho nhà họ lương giúp cậu đối phó tiểu đội thao thiết sao. Đừng có mơ, cô ấy rõ ràng đã hiểu sai rồi, cô ấy nghĩ đường Tuấn đang muốn mượn thế lực nhà họ lương. Đường Tuấn không nhịn được cười, xoa vào cái chán nhẫn nhụi của lưu tuệ và nói cô nghĩ quá nhiều rồi. Nói xong anh quay người rời đi. Lưu Tuệ tức giận nghiến chặt răng nhưng không biết phải làm sao, chỉ có thể đuổi theo. Đinh nước tài nhà họ Đinh đang nghe tên đầy tớ báo cáo. Chủ nhân, người của tiểu đội thao thiết quá kiêu căng rồi, hoàn toàn không nghe lời đề nghị của ngài. Người đang nói chính là người phụ trách đấu giá đang nói rõ về thực lực của đường tuấn cho tiểu đội thao thiết. Đinh nước tài cho mày, nói tiểu đội thao thiết vốn kiêu ngạo, đường tuấn chắc chắn phải chết. Ông ta cười lạnh lùng và nói, nhà họ lương các người tự cứu mình còn hạnh phúc hơn. Đường Tuấn bảo Sở Hải dẫn Cố Vân Minh và Thủy Thanh Lam về phá quân doanh trước. Anh tự mình cùng Lưu Tuệ đến nhà họ Lương. Sau khi Đường Tuấn rời khỏi Đinh Trấn thì anh bay không nhanh lắm, rất chậm rãi. Rõ ràng biết tiểu đội Thao Thiết đang đợi anh mà vẫn thản nhiên như vậy, không hiểu là không biết gì hay là không sợ hãi nữa. Lưu Tuệ chỉ trích trong lòng. Đừng nghĩ là tôi sẽ báo cho nhà họ Lương. Hỏa cầu tự gây ra thì tự mình giải quyết. Lưu Tuệ lại nhắc nhở Đường Tuấn một lần nữa. Đường Tuấn chỉ mỉm cười. Sau một giờ, hai người đã bay được rất xa, nhưng xung quanh vẫn hoang vắng. Biển tinh thần đúng là rất rộng. Lúc này, Đường Tuấn bỗng dừng lại và nhìn về phía trước. Ở đó có sương mù che phủ và có vài bóng người xuất hiện. Một giọng nói không tốt lành từ đó chuyển đến. Mã Việt Khải, anh thật là chậm chạp để cho ông đây chờ lâu như vậy. Sương mù tản đi, giờ có thể nhìn thấy rõ diện mạo của một vài người, chính là nhóm 5 người thao thiết người đang nói chính là sư tử vàng. Anh ta cầm hai cái búa lớn, cao gần 3 mét, nhìn đường tuấn với nụ cười dữ tợn. chương 2014, côn trùng nhỏ bé. Sư tử vàng châm chọc, thì ra là tìm một cô gái làm chỗ dựa, tiếc là vô dụng. Hôm nay đừng nói là nhà họ lương, cho dù là toàn bộ 24 nhà đứng ra thì tôi cũng phải giết chết anh. Cô gái nhà họ lương lùi sang một bên thì tôi sẽ không làm cô bị thương lưu tuệ không thay đổi sắc mặt cô ấy nói với đường tuấn cậu tự giúp mình sẽ hạnh phúc hơn nói xong cô ấy lùi sang một bên sư tử vàng quăng hai chiếc búa khổng lồ trong tay cười hi hi đấu thầu với tôi có phải là rất vui giờ ông đây để cậu vui thêm chút nữa sư tử anh mạnh tay chút đừng bất cần đập nát anh ta sư tử anh đừng làm anh bạn nhỏ giật mình những người khác của tiểu đội thao thiết đứng cạnh khiêu khích yên tâm đi Tôi sẽ dịu dàng một chút, từ từ giày vỏ anh ta. Ha ha ha. Nói xong, hai chiếc búa khổng lồ trong tay sư tử vàng bắt đầu vung vẩy, ánh sáng xoay chuyển, gió to gào thét, nhìn anh ta có vẻ như vị thần hủy diệt thế giới. Âm. Um, một búa đập xuống, trời đất dường như rung chuyển, người này là sư tử vàng, sức mạnh như là sư tử. Côn trùng, chết đi, sư tử vàng gào thét. Một búa này có thể phá núi là thể hiện nhỏ giọt của năng lượng mạnh mẽ đủ để giết nửa bước hóa thần chút sức mạnh này thôi ư lúc này một giọng nói vang lên dưới chiếc búa khổng lồ đám người lưu tuệ thao thiết giờ mới nhìn thấy chiếc búa khổng lồ không chạm xuống đất mà đã được đường tuấn dùng tay đỡ lấy cơ thể anh vẫn như vậy không có thay đổi nào dường như chiếc búa khổng lồ kia không có chút trọng lượng nào để chèn ép anh đám người kia đều thay đổi sắc mặt thật là mạnh biết bao sư tử vàng tức giận có cảm giác bị coi thường trước kia chỉ có anh ta coi thương người khác nhưng giờ ngược lại rồi côn trùng nhỏ bé anh ta lại hét lên lần này anh ta quăng hai chiếc búa qua hai bên trái phải anh ta muốn nghiền đường tuấn thành bột mịn Âm, ánh sáng vàng rung chuyển sương mù xung quanh tạm tan ra côn trùng yếu ớt chết rồi chứ sư tử vàng thì thầm sư tử vàng căm phẫn là cao thủ thứ hai trong tiểu đội thao thiết nhưng đây là lần đầu bị người khác khinh thường như thế. Hai búa ánh vàng hừng hực, khắp xung quanh phủ toàn màu vàng. Lúc này, sư tử vàng cao ba bốn thước, tỏa ra hơi thở điên cuồng mạnh mẽ, khóe miệng đang chảy máu, anh ta vừa liều mạng, sức mạnh chấn động của hai búa khiến anh ta bị thương nhẹ, nhưng như vậy cũng đáng rồi, dám kinh thường người của tiểu đội thao thiết đều phải chết. chương 2015 chỉ là có sức mạnh huyết mạch anh ta mở to đôi mắt sư tử nhìn vị trí Đường Tuấn đang đứng. Ngay sau đó, một bóng đen phóng ra từ nơi hai cây búa va chạm nhau, vượt qua tia chớp và đánh mạnh vào đầu sư tử vàng. Một tiếng ầm, khuôn mặt của sư tử vàng đang chảy máu, vô cùng thê thảm. Đường Tuấn đứng trong hư không, anh thu lại nắm đấm và nói, sư tử vàng cũng chỉ có vậy. Mới có một chiêu, sư tử vàng đã bị thương nặng. Một nửa khuôn mặt của sư tử vàng nát vụn, chỉ còn toàn máu thịt và xương. Khả năng phục hồi xác thịt của anh ta thật đáng kinh ngạc. Lúc này, máu thịt của anh ta đang xoắn lại và tạo ra mô hạt, đã và đang dần hồi phục. Cảnh tượng này giống như nhiều côn trùng đang lúc nhúc trên mặt anh ta, càng thêm gớm ghiếc, anh ta gầm lên, đồ côn trùng. Chết tiệt! Anh mới là côn trùng! Đường Tuấn cười lạnh lùng. Anh tung một cú đấm, nắm đấm của anh xuyên vào ngực của sư tử vàng. Một hú máu, trước sau đều sáng trưng ánh mắt đường tuấn lạnh như băng và đằng đằng sát khi sư tử vàng này quá kiêu ngạo một hơi một côn trùng như muốn thể hiện sự cao to của mình anh dám vào đúng lúc này một tiếng hét từ bên cạnh truyền đến bốn bóng người cùng bay đến và bảo vệ sư tử vàng đang bị thương nặng bốn người còn lại của tiểu đội thao thiết nhìn chằm chằm đường tuấn sát khi đằng đằng trong ánh mắt bọn họ ngang qua biển tinh thần hóa thần không ra dường như không sánh được nhưng giờ sư tử vàng suýt bị người khác đánh chết bọn họ vô cùng căm giận anh đáng chết đại ca thao thiết gào thét cơ thể anh ta rung lắc dữ dội một lúc sau một con quái thú đáng sợ xuất hiện trước mắt mọi người nó cao gần mười thước thân cừu mặt người có con mắt dưới nách đầu to miệng lớn hơi thở mạnh mẽ tràn ngập khiến trong hư không xuất hiện những gợn sóng không gian mờ nhạt đặc biệt là cái miệng to với hàm răng sắc nhọn và ánh sáng lấp lánh xem ra có thể nghiền nát mọi thứ Thao Thiết, Lưu Tuệ nghẹn ngào nói, quái thú ở trước mắt hệt như Thao Thiết trong lời đồn. Nghe nói, Thao Thiết tồn tại trong truyền thuyết thần thoại nghe có thể nuốt tiên nhân. Đôi chân Lưu Tuệ run cầm cập, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cô ấy không ngờ đại ca của tiểu đội Thao Thiết lại chính là Thao Thiết. Ánh mắt Đường Tuấn như ngọn đuốc, anh liếc nhìn cơ thể của Thao Thiết, nói, không phải là Thao Thiết thật sự, chỉ là có sức mạnh huyết mạch. Lưu Tuệ dường như sắp phát điên. Cô ấy nhìn đường Tuấn với vẻ oán hận, nói nếu không phải là cậu thì bà đây đã không xui xẻo như vậy. Cô ấy thấy tuyệt vọng, cho dù chỉ có huyết mạch thao thiết thì bọn họ cũng không thể sánh bằng. Ông nội của cô ấy cụ tổ nhà họ lương đến đây còn tạm chấp nhận được. Cô ấy thấy mình sắp chết rồi, làm gì còn bận tâm đến việc bao dung. Cậu đúng là tên hại người, bà đây xui tận tám kiếp mới gặp phải cậu. Audio điện tử võ tấn bền chương 2016, ô quang yêu diệp. Cô ấy liên tục mắng chửi để chút hết nỗi uất hận trong lòng. Nhìn thấy cơ thể thực sự của thao thiết, cô ấy không nghĩ mình vẫn sống tiếp được. Các người dám làm lão nhị bị thương, đi chết hết đi. Thao thiết mở miệng thật to và cắn hai người. Cái miệng to lớn ấy có kích thước từ 3 đến 4 mét, giống như một cái miệng hang sâu thẳng và tối tăm có thể nuốt chửng mọi thứ. Lưu tuệ bị dọa ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, hai mắt nhắm lại bốp lát say cô ấy bỗng nghe thấy tiếng trong vắt bốp bốp tiếp đó vẫn là những âm thanh như vậy truyền đến cô ấy nghi ngờ trong lòng nên mở mắt cái miệng to lớn ở trước mắt chỉ còn cách cô ấy và đường tuấn vài mét dường như cái miệng ấy có thể nuốt chừng hai người nhưng không thể nào đi vào được đường tuấn vung cánh tay thì cái miệng to lớn kia đã lệch sang một bên và phát ra âm thanh trong vắt đường tuấn cách một khoảng tát vào cái miệng lớn này Lưu Tuệ ngẩn người, đây chẳng phải là hung thú thao thiết trong truyền thuyết sao? Sao lại để đường tuấn tùy ý bà tai? Chẳng lẽ có xu hướng ngược đãi hư? À, tôi phải nuốt anh, thao thiết gào thét, căm hận đến điên cuồng, anh ta không có xu hướng ngược đãi mà tại đường tuấn ra tay cũng quá mơ hồ rồi. Mỗi lần cái tát tát giáng xuống khoảng không thì không gian xung quanh bị phong ấn làm anh không thể nào cử động, chỉ có thể chịu trận. Tiếng gầm của thao thiết làm rung chuyển bầu trời, trong cái miệng to lớn phun ra chùm ánh sáng màu đen. Ô quang yêu diệm, lưu tuệ kinh ngạc. Chùm ánh sáng này có kích thước bằng cánh tay của một người đàn ông trưởng thành và nằm giữa hình dạng ánh sáng và lửa, rất giống với ô quang yêu diệm mà cô ấy biết. Ô quang yêu diệm là một trong những thần thông của thao thiết, được mệnh danh là mọi vật đều thiêu đốt. Đây chắc là thủ đoạn cuối cùng của thao thiết rồi. Xong rồi, lưu tuệ lẩm bẩm nói. Đường Tuấn lạnh lùng hư một tiếng, trong đôi mắt dường như có ngọn lửa đang xoay chuyển, cuối cùng hai chùm lửa màu vàng từ trong mắt anh phóng ra. Kể từ sau khi thu hút nguyên khí thế giới, cơ thể của anh bắt đầu cảm nhận được một vài thần thông và có bản lĩnh siêu phàm. Hỏa nhãn kim tinh, toàn thân Lưu Vệ run rẩy, đây là thủ đoạn đại năng cảnh giới hóa thần đều ngưỡng mộ, nghe nói có thể thâm nhập vào thế giới âm u. Chưa phải là hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng đủ giết anh ta rồi. Đường Tuấn khẽ nói, nếu có thêm nhiều nguyên khí thế giới thì một ngày nào đó đồng kỹ sẽ đi đến bước này, nhưng giờ vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Ngọn lửa màu vàng và ngọn lửa quỷ quái va vào nhau, đối đầu và tan chảy, nhưng rõ ràng trùng ánh sáng vàng mạnh hơn, tiến lên từng chút một với tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa quỷ quái đã hoàn toàn bị chôn vùi, ánh sáng màu vàng đánh lên cái miệng lớn. Ầm. Uhm, chương 2017, bọn mày muốn chết thế nào? tiểu đội 5 người thao thiết đều là dị chủng, không phải là con người. Ba con dị thú nhìn đường Tuấn với ánh mắt hận thù, đồng thời bảo vệ thao thiết và sư tử vàng. Còn muốn giết tôi, trong đôi mắt đường Tuấn lóe lên tia sáng lạnh giá, hai tay anh bắt lấy hư không, sương mù xung quanh nhanh chóng được dùng để biến thành một ngọn đồi cao hơn 20 mét và đè xuống phía ba con thú lạ. Ngọn núi nhỏ này được tạo bởi sương mù, lẽ ra trọng lượng không lớn lắm, nhưng khi rơi xuống, ba con dị thú bị chấn áp đến mức cơ thể liên tục bị thu nhỏ lại, cuối cùng ba con dị thú hoàn toàn bị đè dưới núi, ngay cả sư tử vàng thao thiết bị thương nặng cũng không may mắn thoát khỏi. Ba con dị thú gầm gừ, nhưng cũng không biết làm sao. Bọn mày muốn chết thế nào? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn bọn chúng. Nếu đổi lại là bất cứ nửa bước hóa thần nào thì hôm nay chắc chắn phải chết. Lưu Tuệ hoàn toàn thơ thần, tiểu đôi năm người thao thiết hung dữ cứ như thế bị giải quyết rồi sao? cô ấy có cảm giác như một giấc mơ. Chúng tôi đồng ý đầu hàng, vào đúng lúc này, thao thiết bị thương nặng bỗng mở miệng. Đại ca, sư tử vàng và những người khác hét to. Bọn họ đều là dị trùng thượng cổ, có huyết mạch khác thường, làm sao có thể đầu hàng con người như côn trùng. Thao thiết nhìn đường Tuấn và nói, chúng tôi đồng ý cắt máu ăn thể với anh, không bao giờ phản bội. Không vì điều gì khác, cái tên ở trước mắt quá mạnh, có thể nói là một trọi năm thì tiểu đội thao thiết thua hoàn toàn. Cuốn hồ tính mạng bọn họ hiện giờ đang bị đối phương khống chế, không thể không cúi đầu. Đường Tuấn liếc mắt nhìn, cuối cùng anh nói, thao thiết chỉ tạm đủ tư cách, nhưng những người khác thì quá yếu. Anh, đám người sư tử vàng tức giận nhìn chằm chằm đường Tuấn. Đây không phải là lần đầu có người nói bọn họ yếu ớt như vậy. Chúng ta năm người như một, thao thiết rất trọng tình nghĩa, kiên quyết nói. Cuối cùng, Đường Tuấn bảo năm người cắt máu ăn thề rồi mới trả tự do cho bọn họ. Chương 2018. Đường Tuấn, cậu có muốn cân nhắc gia nhập vào nhà họ Lưu tôi không? Lúc này, rốt cuộc Lưu Tuệ đã phục hồi lại tinh thần, đưa ra lời mời với Đường Tuấn. Thực lực của Đường Tuấn làm cho cô ấy khiếp sợ, ở một thời điểm không xa, gần như chắc chắn có thể bước vào hóa thần. Đường Tuấn lắc đầu, thân phận trước mắt của anh đã đủ làm anh đau đầu rồi gián điệp mà tạ cẩm chỉ định vào thần huyền này nếu như lộ ra ánh sáng, anh lập tức sẽ trời đình, chuyện thành kẻ thù chung của thần đình. Lưu Tuệ nói, nhà họ Lưu tôi có thể cho cậu sự tự do lớn nhất, sẽ không ảnh hưởng đến thân phận của cậu trong thần đình, thậm chí có thể cung cấp đan dược và tài nguyên tu luyện cho cậu, giải quyết rắc rối của cậu ở trong thần đình. Người tu luyện có thiên phú lợi hại thế nào, sau lưng đều cần một gia tộc hoặc thế lực trèo trống, mới có vốn nội tình vùng dậy và trường thịnh không suy giảm, Đường Tuấn nói, không cần, tôi có phá quân doanh. Lưu Tuệ lắc đầu, giọng nói mang theo diếu cợt, nói phá quân doanh thuộc về hạng trói trong quan doanh của thần chối quân đình. Binh sĩ doanh trại 50 cậu mang đến từ thần đình, ngay cả con chốt thì cũng không được tính, nhỏ bé đến đáng thương. Còn có tên đầy tớ ma tộc hắc ám kia của cậu, cảnh giới cũng rất thấp kém. Cô ấy nhìn về phía đám người thao thiết, nói, đừng nói là bọn họ, ngay cả tiểu đội thao thiết cậu vừa thu phục được, cũng chỉ có thao thiết và sư tử vàng tính là một phía cường giả. Nhưng chỉ cần cậu vừa chết, kết quả của bọn họ có thể tưởng tượng được. Bọn họ sẽ không trở thành trợ lực của cậu, chỉ có thể trở thành gánh nặng của cậu. Gia nhập vào nhà họ Lưu, nhà họ Lưu tôi có dược sư luyện đan chuyên môn, có thể luyện chế đủ loại đan dược cho cậu, để cho cậu tu luyện nhanh chóng. Đám người thao thiết nghe thấy những lời này, mặc dù tức giận, nhưng cũng biết là sự thật. Nhà họ Lưu đích thực là gia tộc khổng lồ tôn quý trong biển tinh thần, nắm giữ thực lực ngay cả bốn học bia không nhầm nên mạnh thuộc đáng sợ, ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội. "Như thế nào đây?" Lưu Tuệ cười nói, "Cô ấy tin tưởng Đường Tuấn sẽ động lòng. Thực lực bọn họ nhỏ yếu, tôi có thể giúp bọn họ nâng cao thực lực. Còn về đan dược, bản thân tôi cũng có thể dung luyện. Bản thân anh chính là y sư, lại là người tu hành, nấu thuốc luyện đan chỉ là kỹ năng cơ bản." vẻ mặt lưu tuệ không tin, nói, đừng mạnh miệng. Dung luyện đan dược, hả lại là chuyện đơn giản như vậy. Chuyện này có khó khăn gì? Đường Tuấn cười. Anh ta nhìn về phía đám người thao thiết, hỏi các cậu cũng có đỉnh lô dung luyện đan dược. Thao thiết gật đầu, lấy ra một cái đỉnh ba chân cao cỡ một người dưới người, trên đỉnh khắc vẽ dị thú, những dị thú kia có thần vận, giống như đang sống. Bách thú đỉnh, đỉnh lô không tệ, tiếc là không dược sư, luyện đan và vật liệu tương ứng cũng là uổng phí lưu tuệ nói cô ấy xuất thân từ nhà họ lưu trong mắt người ngoài giới rất ít gặp dược sư luyện đan cô ấy gặp qua một vai người cũng có hiểu biết đường tuấn lấy ra hai viên trái cây hỗn loạn nói đây chính là vật liệu lưu tuệ cười nói trái cây hỗn loạn quả thực là vật liệu ích nữ tu lốc hoa nam những ngoại để phong pháp không tồi có thể luyện chế đan hóa thần để cho người ta sung kích nửa bước hoa thần nhưng cậu có phương pháp luyện đan sao? Đường Tuấn hơi giật mình, nhìn về phía đám người thao thiết. Đám người thao thiết lắc đầu, bọn họ có thể có đỉnh lô đã là không tệ rồi. Lúc này đã lúng túng. Lưu Tuệ phì cười, nụ cười càng đậm, cô ấy lấy ra một tấm phương pháp luyện đan, nói đây là phương pháp luyện đan hoa thần nhà ân Lưu tôi cần giữ rãi còn kêu công cho câu rất kế tê mượn xem một chút. Nhưng tôi có một điều kiện. Nếu như cậu nấu thuốc luyện đan thất bại, thì nhất định phải gia nhập vào nhà họ Lưu tôi. Chương 2018. Đường Tuấn, cậu có muốn cân nhắc gia nhập vào nhà họ Lưu tôi không? Lúc này, rốt cuộc Lưu Tuệ đã phục hồi lại tinh thần, đưa ra lời mời với Đường Tuấn. Thực lực của Đường Tuấn làm cho cô ấy khiếp sợ, ở một thời điểm không xa, gần như chắc chắn có thể bước vào hóa thần. Đường Tuấn lắc đầu, thân phận trước mắt của anh đã đủ làm anh đau đầu rồi gián điệp mà tạ cẩm chỉ định vào thần huyền này nếu như lộ ra ánh sáng, anh lập tức sẽ trời đình, chuyện thành kẻ thù chung của thần đình. Lưu Tuệ nói, nhà họ Lưu tôi có thể cho cậu sự tự do lớn nhất, sẽ không ảnh hưởng đến thân phận của cậu trong thần đình, thậm chí có thể cung cấp đan dược và tài nguyên tu luyện cho cậu, giải quyết rắc rối của cậu ở trong thần đình. Người tu luyện có thiên phú lợi hại thế nào, sau lưng đều cần một gia tộc hoặc thế lực trèo chống, mới có vốn nội tình vùng dậy và trường thịnh không suy giảm. Đường Tuấn nói, không cần, tôi có phá quân doanh. Lưu Tuệ lắc đầu, giọng nói mang theo diếu cợt, nói phá quân doanh thuộc về hạng trói trong quan doanh của thần chối quân đình. Binh sĩ doanh trại 50 cậu mang đến từ thần đình, ngay cả con chốt thì cũng không được tính, nhỏ bé đến đáng thương. Còn có tên đầy tớ ma tộc hắc ám kia của cậu, cảnh giới cũng rất thấp kém. Cô ấy nhìn về phía đám người thao thiết, nói, đừng nói là bọn họ, ngay cả tiểu đội thao thiết cậu vừa thu phục được, cũng chỉ có thao thiết và sư tử vàng tính là một phía cường giả. Nhưng chỉ cần cậu vừa chết, kết quả của bọn họ có thể tưởng tượng được. Bọn họ sẽ không trở thành trợ lực của cậu, chỉ có thể trở thành gánh nặng của cậu. Gia nhập vào nhà họ Lưu, nhà họ Lưu tôi có dược sư luyện đan chuyên môn, có thể luyện chế đủ loại đan dược cho cậu để cho cậu tu luyện nhanh chóng. Đám người thao thiết nghe thấy những lời này, mặc dù tức giận, nhưng cũng biết là sự thật. Nhà họ Lưu đích thực là gia tộc khổng lồ tôn quý trong biển tinh thần, nắm giữ thực lực ngay cả bốn học bia không nhầm nên mạnh thuộc đáng sợ, ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội. "Như thế nào đây?" Lưu Tuệ cười nói, "Cô ấy tin tưởng Đường Tuấn sẽ động lòng. Thực lực bọn họ nhỏ yếu, tôi có thể giúp bọn họ nâng cao thực lực. Còn về đan dược, bản thân tôi cũng có thể dung luyện. Bản thân anh chính là y sư, lại là người tu hành, nấu thuốc luyện đan chỉ là kỹ năng cơ bản." vẻ mặt lưu tuệ không tin, nói, đừng mạnh miệng. Dung luyện đan dược, hả lại là chuyện đơn giản như vậy. Chuyện này có khó khăn gì? Đường Tuấn cười. Anh ta nhìn về phía đám người thao thiết, hỏi các cậu cũng có đỉnh lô dung luyện đan dược. Thao thiết gật đầu, lấy ra một cái đỉnh ba chân cao cỡ một người dưới người, trên đỉnh khắc vẽ dị thú, những dị thú kia có thần vận, giống như đang sống. Bách thú đỉnh, đỉnh lô không tệ, tiếc là không dược sư, luyện đan và vật liệu tương ứng cũng là uổng phí. Lưu Tuệ nói, cô ấy xuất thân từ nhà họ Lưu, trong mắt người ngoài giới. Rất ít gặp dược sư luyện đan, cô ấy gặp qua một vai người, cũng có hiểu biết. Đường Tuấn lấy ra hai viên trái cây hỗn loạn, nói đây chính là vật liệu. Lưu Tuệ cười nói, trái cây hỗn loạn quả thực là vật liệu ích nữ tu lốc hoa nam. Những ngoại để phong pháp không tồi, có thể luyện chế đan hóa thần, để cho người ta sung kích nửa bước hoa thần nhưng cậu có phương pháp luyện đan sao đường tuấn hơi giật mình nhìn về phía đám người thao thiết đám người thao thiết lắc đầu bọn họ có thể có đỉnh lô đã là không tệ rồi lúc này đã lúng túng lưu tuệ phì cười nụ cười càng đậm cô ấy lấy ra một tấm phương pháp luyện đan nói đây là phương pháp luyện đan hoa thần nhà âm lưu tôi cần giữ giải còn kêu công cho câu rất kế mượn xem một chút nhưng tôi có một điều kiện nếu như cậu nấu thuốc luyện đan thất bại, thì nhất định phải gia nhập vào nhà họ lưu tôi. chương 2019 Cô ấy cũng không phải là tốt bụng, mà là muốn mượn cái này thu phục Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, được. Anh cầm lấy phương pháp luyện đan, sau đó nghiêm túc xem. Nhìn dáng vẻ của Đường Tuấn, Lưu Tuệ hỏi, cậu sẽ không phải là ngay cả tính chất đặc biệt của trái cây hỗn loạn cũng không rõ đó chứ. Vốn chỉ là một câu nói đùa, không ngờ rằng đường Tuấn lại ngẩng đầu lên, nói quả thực là tôi không rõ. Cho dù là ở trái đất, cơ, hội anh nấu thuốc luyện đan cũng ưng anh xuất thần tà ở thành nhân họ đường loại huấn rất ít, nhưng ở y luyện này từ nhỏ đã tiến hành, kiến thức tương quan đã sớm dung nhập vào trong huyết mạch của anh, sẽ không quên. Thứ anh thiếu hụt là hiểu biết về thuộc tính của các vật liệu. Ở đây là thế giới man hoang, cũng không phải là trái đất, rất nhiều giống loài đều không giống nhau lưu tuệ cảm thấy buồn cười một tên ngay cả tính chất đặc biệt của trái cây hỗn loạn cũng không rõ vậy mà nói muốn luyện chế đan hóa thần chuyện này không khỏi có chút nực cười phải biết dược sư luyện đan trận pháp sư và y sư ở thế giới man hoang rất khan hiếm không có hệ thống truyền thừa và tu luyện hoàn chỉnh cho dù có cũng là một vài đạo chính thống rất yếu không ra gì thế giới man hoang ở trong cả với vũ trụ chỉ là thuộc về khu vực biên giới rất nhiều hệ thống tu luyện cũng không đầy đủ chỉ có nơi thế giới trung ương ngân hà thế giới kia mới có đủ loại chuyên ngành thậm chí là tiến hành phân cấp cặn kẽ trái lại lưu tuệ cũng không sốt ruột ngồi ở một bên xem đám người tiểu đội thao thiết tiểu đội đang thầm thì sư tử vàng tái nhợt khuôn mặt nói đợi lát nữa luyện không ra thì vô cùng mất mặt thao thiết nhíu mày quát bảo sư tử vàng ngưng lại tránh khiến cho đường tuấn không vui nhưng trong lòng anh ta cũng lo nghĩ cảm thấy đường tuấn luyện chế đan dược chắc hẳn chỉ là nói một chút mà thôi. Qua nửa ngày, Đường Tuấn mới thu phương pháp luyện đan lại, trả cho Lưu Tuệ. Lưu Tuệ cười một tiếng, nói, xem phương pháp luyện đan en thời gian nửa ngày, xem ra cậu thật sự là oan mới đối cũng cần thời gian nửa ngày, xem ra cậu thật sự là lính mới đó. Đường Tuấn không lên tiếng, phương pháp luyện đan rất đơn giản, anh dùng nửa giờ đã xem xong, thời gian khác cũng là đang cải tiến anh muốn kết hợp tất cả phương pháp nấu thuốc luyện đan mình với thuật luyện đan của thế giới này, biến thành thứ của mình. Việc này rất khó, ngay cả Đường Tuấn cũng tốn thời gian nửa ngày mới thành công. Này, cậu luyện đi, vật liệu tương quan tôi đều đã chuẩn bị xong cho cậu. Tôi ở đây xem, Lưu Tuệ Kiên quyết muốn xem trò cười của Đường Tuấn, đồng thời thu nhận anh vào nhà họ Lưu. Vẻ mặt Dương Tuần nghiêm nghi tâm niệm vào động du L không sinh ngọn lửa, đốt cháy bách thú đỉnh. Coi như cũng có chút thú vị. Lưu Tuệ thấy thế, khẽ gật đầu. Nhất niệm động, hư không sinh ngọn lửa, biến hóa để cho bản thân mình sử dụng. Đây là mánh khóe thiết yếu của dược sư luyện đan. Theo ngọn lửa thiêu đốt, dị thú trên bách thú đỉnh lại bắt đầu di động, tăng tốc độ quá trình làm nóng. Đường Tuấn phân ra một chút tinh thần lực, đưa từng dược liệu kia vào đỉnh lô. Động tác của anh vô cùng thuần thục, không có một chút ngừng lại và do dự, giống như quá trình này đã từng làm mấy trăm lần vậy. Sắc mặt Lưu Tuệ dần dần cứng lại, thầm nói, chẳng lẽ tên này là kỳ tài luyện đan? Học, trái cây hỗn loạn lập tức hóa tan hơn hợp cung C2 viên trái cây hỗn loạn đưa vào bách thú đỉnh, ngọn lửa lớn hừng, hòa với dược dịch trước đó, trở thành một vật trong suốt óng ánh. Không có bất kỳ việc ngoài ý muốn nào xảy ra, quá trình vô cùng thuận lợi, cuối cùng ngọn lửa dập tắt, 6 viên đan dược xuất hiện ở trong bách thú đỉnh. Lớn chừng trái nhãn, phát ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh cùng mùi thuốc nhàn nhạt thật sự đã luyện thành, sư tử vàng không thể tin được. Trong mắt lưu tuệ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hai viên trái cây hỗn loạn luyện được sáu viên đan dược, năng suất cũng rất cao. Giọng của cô ấy ngừng một lát, nói, nhưng cậu chắc chắn đây đúng thật là đan hóa thần, mà không phải là đan dược tùy tiện luyện chế ra. Phải biết chỉ cần quá trình luyện chế xuất hiện một chút sai lầm, uống đan dược vào sẽ chết người đấy. chương 2020 Cô ấy cũng không phải dược sư luyện đan, đương nhiên không nhìn ra vấn đề trong quá trình luyện đan của Đường Tuấn. Nhưng cô ấy không tin Đường Tuấn thật sự luyện chế được đan hóa thần. Rất đơn giản, tìm người thí nghiệm thuốc, Đường Tuấn nói. Ánh mắt của anh nhìn về phía sư tử vàng, tên này chỉ kém thận một bước uống giản hoa tên chỉ hợp nửa bước hóa thần một bước, uống đan hóa thần thích hợp nhất. Sư tử vàng dùng mình một cái, liều mạng lắc đầu, anh ta sợ mình vừa uống đan dược xuống, thì toàn thân nổ tung lên. Mặc dù sư tử vàng tỏ ra cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn uống một viên đan dược vào, không phải là vì sợ hãi uy nghiêm của Đường Tuấn, mà là mùi thuốc của đan dược tuy nhạt, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không có cách nào chống cự, giống như là khát vọng đến từ sâu bên trong thân thể. Có lẽ viên đan dược này thật sự có thể làm cho tôi đột phá. Khi sư tử vàng uống đan dược vào, trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Phải biết rằng dị thủ đột phá so với tu sĩ bình thường phải gian nan mấy lần chớ nhìn anh ta bây giờ chỉ cách nửa bước in một chút nhưng mắc kết ở ngưỡng của bà viếng cố hóa thần thể trăm năm rồi, thậm chí chết già. Mà bây giờ, một viên đan dược vậy mà làm cho anh ta sinh ra suy nghĩ thế này, thật là kỳ lạ. Như thế nào, Lưu Tuệ có chút gấp gáp hỏi. Việc này liên quan đến cuộc đánh cược của cô ấy và Đường Tuấn. Sư tử vàng nhìn tay một chút, lại sờ mặt một cái, thậm chí bình tĩnh lại tâm thần cảm ứng động tĩnh bên trong cơ thể, kết quả cũng không phát hiện ra bất kỳ tình hình gì khác thường. Anh, ta có chất thất vọng lắc đầu. Lưu Tuệ cười, dưới cái nhìn của cô ấy, không có tình hình mới là bình thường. Cô ấy mỉm cười, nói với Đường Tuấn, cậu thua rồi. Có thể khiến cho Đường Tuấn tên nhóc có tiềm lực này gia nhập vào nhà họ Lưu, đối với tương lai của nhà họ Lưu có trợ giúp cực lớn. Cô ấy cười nói, cậu không cần cảm thấy thất vọng. Cậu chưa bao giờ học qua kỹ thuật luyện đan nấu thuốc, vẫn có thể luyện ra đan dược thành công, ờ, mặc dù không phải là đan hóa thần, nhưng cũng chứng minh rằng cậu có thiên phú nhất định. Nhà họ Lưu tôi cũng có cất giữ một ít đan kinh, sau khi cậu gia nhập vào nhà họ Lưu, cũng có thể xem. Cô ấy quy kết đường Tuấn có thể luyện đan thành công là trùng hợp. Cô ấy tiếp tục nói, may mắn là đan đốc cầu tuyên chiếm dược luyện thì con sư tử vàng này sợ là khó thoát không độc, nếu không khỏi cái chết. Loại đan dược này còn đáng sợ hơn so với hắc ám xử lý rõ ràng cô ấy rất vui vẻ cảm thấy mình đã thắng bản đánh cược này cô vui mừng quá sớm rồi bỗng nhiên đường tuấn nói chẳng lẽ còn có thể có biến hóa gì sao giọng nói lưu tuệ khá khôi hài nói thua rồi thì phải nhận không có gì đáng ngay đường tuấn đi đến bên cạnh sư tử vàng lấy một cây ngân châm ra nhẹ nhàng đâm vào gương mặt sư tử vàng vốn đang đau khổ vô duyên vô cớ mình làm chuột bạch một lần có thể vui vẻ sao tên này lại làm cái gì vậy? Sư tử vàng nhìn động tác của đường Tuấn, trong lòng oán thầm. Đối với người chủ nhân mới này, anh ta cũng không có bao nhiêu ý nghĩ tôn kính. Bỗng nhiên, sắc mặt anh ta chợt biến đổi. Oanh oanh oanh. Bên trong cơ thể sư tử vàng phát ra một hồi âm thanh vang loạn, kiềm nén lắng xuống, giống như Hoàng Trung, đại lữ vậy. Đồng thời, thân thể của anh ta khắp nơi bắt đầu tóe lên hào quang, ở chỗ vốn dĩ bị đường Tuấn đánh bị thương lóe lên tia sáng, lành lại hồi phục với tốc độ có thể thấy được. Nét mặt sư tử vàng trở nên bình tĩnh, cơ thể bao phủ bên trong một tầng ánh sáng mịt mờ, lại cho người ta một loại cảm giác tươi sáng tốt lành. Bùm bùm bùm, bên trong cơ thể sư tử vàng truyền đến tiếng động lạ, giống pháo bị châm lửa. Sau đó, một luồng khí thức mạnh mẽ hơn phóng ra, nguyên khí trời đất xung quanh dường như có cảm ứng, nhanh chóng vọt tới. Đột phá, đôi mắt đẹp của Lưu Tuệ lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tử vàng thế mà đột phá đến nửa bước hóa thần tại thời khắc này. Cô ấy không thể tin được, cho dù là đan hóa thần chân chính, chỉ sợ là cũng không cấp tốc như vậy. Cô ấy hồi tưởng một châm kia của Đường Tuấn trước đó, thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta còn là một y sư sao? Audio điện tử võ tấn bền. Chương 2021. Tôi đột phá rồi, cảm nhận được lực lượng pháp tắc như dòng nước chảy bên trong cơ thể, sư tử vàng trước tiên là không dám tin. Sau đó vui mừng khôn xiết. Sư tử vàng cung kính thi lễ với Đường Tuấn, mặt đầy khiêm tốn chủ nhân. Anh ta vốn còn oán hận, bây giờ lại chỉ còn lại cảm kích. Đường Tuấn khẽ gật đầu, nhìn về phía Lưu Tuệ, nói, hẳn là tôi thẳng rồi chứ nhỉ? Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tuệ đỏ hồng, nghĩ đến bộ dạng chắc chắc của mình trước đó, không khỏi có chút lúng túng. Cô ấy buồn bực nói, xem như cậu lợi hại, nhưng cái này cũng không thể chứng minh điều gì, nói không chừng chỉ là Thao thiết, sư tử vàng hai người căm tức nhìn Lưu Tuệ. Lưu Tuệ kìm lòng không được lui lại mấy bước, le lưỡi, thầm nghĩ tên này đúng thật là đã thu phục được tiểu đội Thao thiết. đương nhiên cô ấy biết tiểu đội Thao thiết vẫn chưa tính là tử trung đối với Đường Tuấn, nhưng ít ra cũng đã bắt đầu bày tỏ thiện chí. Tùy theo cô nói thế nào đi, Đường Tuấn cười khẽ, không hề tranh cãi với Lưu Tuệ. 100 trăm gam ra biên giới khi khôn. Lưu Tuệ nhìn chằm chằm đan hóa thần trong tay đường Tuấn một hồi, nói, đan hóa thần này của cậu có sẵn lòng bán ra không, tôi có thể mua với giá cao. Ánh mắt cô ấy hơi nóng như lửa, cô ấy cách nửa bước hóa thần cũng chỉ kém một bước, muốn mượn đạn hóa thần xung kích một chút. Đường Tuấn lắc đầu, nói, đan hóa thần đối với cô vô dụng. Khí cơ cô dồi dào, thần nguyên hợp nhất, chắc hẳn cũng đã dùng qua đan dược tương tự đan hóa thần. Lưu Tuệ gật đầu. Cô ấy xuất thân nhà họ Lưu, đan dược quý giá hơn so với đan hóa thần đều uống qua, nhưng vẫn kẹt lại ở một bước cuối cùng. Nên, cô có ánh mắt đường tuấn sáng quốc, nghiêm nghị nói, cô có án phong sàng qua bệnh, cho nên mới không có cách nào đột phá được. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch, đám người thao thiết, sư tử vàng há hốc miệng, giống như hóa đá. Vị chủ nhân này thật đúng là dũng cảm, dám nói như vậy với cô cả nhà họ Lưu. Lưu tuệ hít thở nặng nề, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, gần như muốn ra tay giết người. Đè nén lửa giận trong lòng, Lưu Tuệ khẽ cắn răng, yêu kiều nói cậu mới là có bệnh. Thân là cô cả nhà họ Lưu, thế mà bị người khác nói có bệnh, nếu không phải là kiêng để thực lực của đường huấn có ấy thật sự muốn giết người cho hả giận. Đường Tuấn thở dài, lắc đầu nói, không tin thì thôi. Nhìn dáng vẻ đường Tuấn thương tiếc thở dài, Lưu Tuệ càng ngày càng cảm thấy tên này đáng giận, thầm nghĩ tên này không chỉ tự đại, mà còn muốn ăn đòn tiếp tục lên đường đi. Lưu Tuệ dẫn đường, cô ấy cảm thấy mình không thể nói chuyện cùng với Đường Tuấn, bằng không thì không có bệnh cũng sẽ biến thành có bệnh. Đường Tuấn sờ lỗ mũi một cái, cười khổ, nói thật cũng không có người nghe sao. Nhà họ Lưu chiếm giữ một góc của biển tinh thần, thực lực vô cùng hùng mạnh, nửa bước hóa thần chưa bao giờ cắt đứt. Ở trong 24 nhà có thể xếp 3 vị trí đầu, thậm chí là hạng nhân 24 ôn nhà có thể xếp 3 vị trí đầu, thậm chí sương mù bị một vòng kim quang cách ra bên trong kim quang là một vùng không gian mênh mông trên không từng tòa cung điện lơ lửng ngàn đường thụy hà làm nổi bật lên vẻ vô cùng thần thánh một đường thiên hà vô cùng rộng lớn vắt ngang vòng trời sung kích hư không không biết từ nơi nào đến chảy đi hướng nào bên dưới từng cây từng cây thần thụ giống như lắc lư theo gió vẩy xuống cơn mưa ánh sáng vào xanh lá cây vô tận đủ loại linh thú may mắn lao nhanh rõ ràng là phi phàm Tùng đội từng đội về binh mặc bộ giáp mẫu bạc tuần tra ở trên dưới mặt đất, phòng biến động. Đây chính là nhà họ Lưu, siêu cấp thế gia mạnh mẽ chiếm cứ biển tinh thần. chương 2022 là anh cản đường của tôi. Lúc này, đám người thao thiết đều đổi một dáng vẻ, không dám lộ rõ chân dung. Danh tiếng của bọn họ ở trong biển tinh thần không ra làm sao, nếu để cho nhà họ Lưu biết thân phận, sợ rằng sẽ bị trấn áp trong nháy mắt, sau đó giết chết. Đường Tuấn hơi đổi sắc mặt, có thể ở biển tinh thần loại môi trường này mở ra một vùng không gian như thế, đủ để chứng minh bản lĩnh nhà họ Lưu siêu việt, không thua kém các thế lực siêu cường ngoại giới. Lưu Tuệ ngạo nghễ nhìn lướt qua Đường Tuấn, nói, "Lần đầu tiên thấy à?" Đường Tuấn gật đầu một cái. Khóe miệng Lưu Tuệ mỉm cười. Lúc này, mấy đường hào quang từ đằng xa lướt đến, hóa thành mấy người nam nữ trẻ tuổi trong đó dẫn đầu là một người thanh niên tướng mạo phong thái đều rất xuất chúng, anh ta trông tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức không yếu, vậy mà cũng đạt tới cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, cách nửa bước hóa thần chỉ thiếu chút nữa. Lưu Tuệ, cô đã trở về. Anh ta trông thấy đường Tuấn cùng Lưu Tuệ ở rất gần, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, đi lên phía trước, dùng cơ thể của mình ngăn cách giữa hai người. Đồng thời, anh ta nhìn lướt qua đường Tuấn, nói xin vui lòng đứng phía sau đi giọng nói lạnh như băng và bá đạo giọng nói lạnh như băng và bá đạo anh ta muốn kéo tay lưu tuệ lại bị lưu tuệ nhẹ nhàng tránh thoát khiến cho nụ cười anh ta hơi sượng lương vũ thần tôi với anh không thân cho lắm lưu tuệ nhướng mày giọng nói có phần tức giận lương vũ thần lại nở nụ cười và nhẹ nhàng nói lưu tuệ chỉ cần bố tôi trị khỏi bệnh cho ông nội của em thì đến lúc đó hai ta là người một nhà rồi lưu tuệ thấy hơi khó chịu bố của lương vũ thần Lương Minh là người duy nhất trong nhà họ Lương có dược sư luyện đan thiên bẩm, tuy không phải là chính quy nhưng cũng có địa vị rất cao. Hơn nữa, ông nội của cô ấy xảy ra sự cố khi luyện công nên chỉ có thể nhờ Lương Minh giúp. Nếu như Lương Minh thật sự trị khỏi bệnh của ông nội cô ấy thì nói không chừng cô ấy phải gả cho Lương Vũ Thần. Nhìn thấy Lưu Tuệ im lặng, nụ cười trên khuôn mặt Lương Vũ Thần càng thêm rạng rỡ anh ta nói, vậy mới đúng chứ. Chúng ta vốn cùng huyết mạch, xa cách như thế làm gì. Sứt lời, anh ta lại kéo tay Lưu Tuệ, đồng thời anh ta còn bí mật truyền âm cho Lưu Tuệ, nếu em còn làm tôi mất mặt, ngộ nhớ bố tôi luyện đan có gì sai sót gây ra hậu quả nghiêm trọng thì đến lúc đó tôi không dám bảo đảm đâu. Bàn tay của Lưu Tuệ cứng đờ trong không chung. Lương Vũ Thần cười hì hì. Nhường đường. Vào đúng lúc này, bỗng nhiên có người đụng vào lưng của Lương Vũ Thần, sức mạnh cũng không nhỏ khiến Lương Vũ Thần loạn choạng bị đẩy về trước hai ba bước. Lưu Tuệ nhân cơ hội đó rút tay lại. Lương Vũ Thần thấy mất mặt nên tức giận nhìn sang, không ngờ lại là cái tên trước kia bị anh ta chen lấn, ép. Mày dám động tao, Lương Vũ Thần trầm giọng nói. Thái độ của Đường Tuấn rất thản nhiên, nói là anh cản đường của tôi. Lương Vũ Thần hung dữ nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong ánh mắt hiện ra ý định giết người. Đi đường không có mắt sao, dám động vào cậu chủ lương. Thằng nhãi, quỳ xuống nhận sai rồi xin lỗi cậu chủ lương ngay mấy kẻ đi theo lương vũ thần bỗng nhiên lầm bầm. Nhất mạch lương vũ thần sắp có được quyền thế nên rất nhiều người muốn tâm bốc anh ta. chương 2023, nửa bước hóa thần. Sắc mặt lương vũ thần u ám, anh ta không thèm nhìn đường tuấn mà nhìn về hướng lưu tuệ và nói, lưu tuệ. Em thấy thế nào, đầy tớ của em quá ngang ngược rồi, ngay cả tôi cũng dám đụng vào. Em bảo anh ta quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể nể mặt em mà không truy cứu chuyện này anh ta không coi đường tuấn ra gì cứ nghĩ là đầy tớ của lưu tuệ lưu tuệ lắc đầu nói đây là khách mời của ông nội tôi cô ấy ngưng lại rồi bỗng nói tiếp anh ta cũng là một dược sư luyện đan lưu tuệ không quan tâm đường tuấn có thật sự là dược sư luyện đan hay không cô ấy chỉ muốn mượn sự kiêu ngạo của đường tuấn đánh bại lương vũ thần lương vũ thần nghe xong cơ thể khẽ run lên trong mắt anh ta lộ ra vẻ xấu xa và thù địch liếc nhìn đường tuấn và nói thì ra là dược sư luyện đan mà ông cụ đã mời đến thất lễ rồi lương dũng ra đây anh ta hét lên trong số những người đang đứng phía sau có một người bước ra với ánh mắt dữ tợn hai bên má có những đường hằn nhà họ lưu sẽ không mời những vị khách rác rưởi như thế mày hãy ra tay xem thử bản lĩnh của đại sư đan dược này anh ta nhìn lưu tuệ và nói chắc là không sao chứ Lưu Tuệ biết nguồn gốc của Lương Dũng người đang đứng trước mặt, đó là con lai giữa tộc hổ và tộc người, chỉ là cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ nhưng thực lực thật sự không yếu hơn cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Lương Dũng rất mạnh, nhưng cô ấy biết sức mạnh của Đường Tuấn. Anh cứ việc ra tay, Lưu Tuệ nói. Lương Vũ Thần cười hì hì rồi nhìn Đường Tuấn, nói, đại sư đan dược. Cậu cũng nghe thấy rồi, lát nữa hãy cẩn thận đấy, tôi sẽ bảo Lương Dũng thu lực, cùng lắm chỉ phế đi một tay và một chân một người tàn phế thì không thể nào luyện đan được lương dũng bước ra và nhìn chằm chằm đường tuấn cái đầu trông rất dữ tợn nó biến thành đầu hổ mau quỳ xuống xin lỗi cậu chủ lương lương dũng hét lên anh là cái thá gì vừa dứt lời thì một cơn gió mạnh thoáng qua sau đó một cái bóng đẻ xuống ầm lương dũng phát ra tiếng hổ gầm vang trời đôi tay hóa thành vuốt hổ để tấn công ầm ầm liên tiếp hai tiếng cánh tay của lương dũng nổ tung hoàn toàn bị phế rồi sư tử vàng lạnh lùng nhìn lương dũng và nói dựa vào anh mà cũng đòi đấu với chủ nhân của tôi anh vốn là dị thú sư tử vàng nay đã bước vào cảnh giới nửa bước hóa thần bất kể là cảnh giới hay huyết mạch đều cao hơn lương dũng nếu như không phải thu lực thì lúc nãy lương dũng đã bị anh đánh chết rồi lương dũng gào thét nhưng chẳng ăn thua gì anh ta đã bị phế rồi chỉ vì nhất thời tức giận nửa bước hóa thần Lương vũ thần kiêng rè nhìn sư tử vàng, anh ta không ngờ đối phương lại có nửa bước hóa thần làm đầy tớ. chương 2024, quá ngạo mạn rồi. Ngoặc kép, được chưa, Lưu Tuệ mỉm cười hỏi Lương vũ thần. Lương vũ thần với sắc mặt u ám, nói đương nhiên là được. Tôi đi gặp ông nội trước đây, Lưu Tuệ nói. Sứt lời, cô ấy dẫn đường Tuấn bước vào danh giới nhà họ Lưu với tâm trạng rất thoải mái. Cậu cẩn thận đấy, Lương Vũ Thần truyền âm cho Đường Tuấn với ý định giết người đáng sợ. "Tôi đợi." "Đáng ghét." Lương Vũ Thần đá thật mạnh vào ngực của Lương Dũng với ánh mắt hung dữ, "Đồ vô dụng." "Đường Tuấn, cảm ơn anh, trên đường đến gặp ông nội, Lưu Tuệ bày tỏ cảm ơn với Đường Tuấn." Đường Tuấn lắc đầu, cái tên đó thật sự rất đáng ghét. Lưu Tuệ cũng không nói thêm gì nữa, ngay sau đó cô ấy thay đổi sắc mặt. Ông nội cô ấy là ông chủ nhà họ Lưu, quyền cao chức trọng. Nơi ở có thể nói là cứ 10 bước là có người đứng gác vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng giờ rõ ràng phòng ngự đã nâng lên một cấp bậc khác, hơn nữa số binh sĩ mà cô quen thuộc đã giảm đi rất nhiều, có thể nói là đã thay máu. Những binh sĩ mới thay hầu như đều là thân cận nhất mạch của Lương Minh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy bị bao phủ bởi một lớp băng giá và trong mắt cô ấy hiện lên sự tức giận. Đây là người có quyết tâm chuẩn bị tranh quyền. Vào đúng lúc này, giọng nói của lương vũ thần từ phía sau truyền đến trương hải công việc mới thế nào rất tốt cảm ơn cậu chủ lương cố gắng mà làm nếu cảm thấy không hợp thì nói với tôi vừa đúng lúc có mấy lão hắc long vệ của nhà tổ làm tôi gai mắt để tôi chọn thời gian thay thế bọn họ vậy tôi xin cảm ơn cậu chủ lương trước hai người không có ý giảm nhỏ tiếng nói bọn họ cố ý để lưu tuệ nghe thấy lương vũ thần chỉ là dòng bên nhưng giờ lại trắng trợn thay người là đang muốn nói với Lưu Tuệ rằng nhà họ Lưu muốn phản rồi. Lưu Tuệ siết chặt nắm đấm, nghiến răng bà cót két. Hắc Long vệ là thân vệ của ông nội cô ấy và cũng là thủ hạ trung thành nhất của ông nội cô ấy, nhưng giờ Lương Vũ Thần nói đổi là đổi. Quá ngạo mạn rồi, Lưu Tuệ thì thầm. Trên đường đi có thể nghe thấy giọng nói cố ý của Lương Vũ Thần ở sau lưng. Lát nữa anh ta muốn giúp anh Lý đổi một công việc béo bở, chắc chắn sẽ làm chủ, để bảo vệ tiểu vương lấy cô chủ dòng bên nào đó của nhà họ lưu. Trước đây, những điều này đều cấm bàn tán, nhưng giờ lương vũ thần nói rõ ràng đâu ra đấy như thể anh ta mới là chủ nhà họ lưu. Chẳng bao lâu sau, lưu tuệ dẫn đường tuấn đến lão trạch viện. Ngôi nhà nhìn có vẻ rất bình thường, không có gì kỳ lạ, nhưng ngoài sáng và trong tối đều có rất nhiều bảo vệ đáng sợ, bọn họ đều là cao thủ thật sự. Trường 2025 ông sẽ không sao đâu ngoài cổng lão trạch viện một ông lão chắp hai tay sau lưng chậm rãi bước ra ông ấy mang bộ đồ bằng vải thô đầu tóc bạc phơ trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng hừng hực ông ấy hơi ngẩng đầu nhìn lương vũ thần và nói gì thế ngay cả cháu gái ruột đến thăm các người cũng quan tâm ư giọng nói không lớn lắm nhưng lại đầy mạnh mẽ khiến người khác không thể nghi ngờ lương vũ thần chảy mồ hôi đầm đìa trên trán cơ thể run rẩy nói ông cụ nói đùa rồi theo như lời cha anh ta nói, giờ ông cụ chẳng phải đang hôn mê hay sao? Nếu biết ông cụ đã tỉnh thì anh ta sẽ không dám ngang ngược như vậy. Vậy còn không mau cút đi, ông cụ gào thét. Lương vũ thần như được giải tỏa, anh ta kho mình liên tiếp xin lỗi, sau đó đi thẳng không quay đầu. Lưu Tuệ, cháu gái ruột của nội. Giờ ông cụ nhà họ Lưu mới nhìn Lưu Tuệ, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Lưu Tuệ vội tiến lên trước và dìu đỡ ông cụ, nói ông nội sức khỏe của ông thế nào rồi cô ấy ngạc nhiên nghi ngờ nếu như là trước đây gặp những kẻ mạo phạm như lương vũ thần thì ông nội sớm đã phạt thật nặng rồi nhưng giờ ông nội cô ấy đã tha cho đối phương vào trong rồi nói ông cụ lưu liếc nhìn đường tuấn và lim dim mắt cười ha ha hỏi đây là bạn cháu hà nghe xong lưu tuệ xấu hổ biết ông cụ đã hiểu nhầm nhưng lúc này cô ấy cũng không giải thích gì nhiều ông cụ dẫn đường tuấn và lưu tuệ vào trong viện nói khẽ với hư không phiền các anh em rồi vừa dứt lời trong hư không hiện ra từng lớp cấm phong tỏa nơi này ngăn cách tạm thời với thế giới bên ngoài âm uhm. vừa vào trong viện ông cụ đứng không vững phút chốc ngã nhào xuống sàn oa lên một tiếng rồi phun ra ngụm máu đỏ ông nội lưu tuệ hoảng hốt gọi ông cụ lau vết máu ở khóe miệng và xua tay ra hiệu không sao ông cụ nói hai hôm trước trong lòng có cảm ứng biết cháu sắp quay về sợ lương minh bọn họ gây bất lợi cho cháu nên ông cố chịu vết thương không dám chìm vào giấc ngủ sâu giờ vết thương không kìm nén được nữa trên khuôn mặt ông cụ lưu lộ vẻ buồn đau nói thiết nghĩ ông tung hoành một đời giờ lại rơi vào kết cục thế này lưu tuệ rơi nước mắt ông nội ông sẽ không sao đâu cô ấy đến kéo đường tuấn vừa khóc vừa nói ông nội cháu tìm phân thần của cô về rồi để cô quay về trấn áp lương minh thay cho vị trí của ông. Trong mắt hổ của ông cụ lưu bỗng bắn ra ánh sáng khó chịu, rồi khẽ phát ra tiếng kinh ngạc, nói đúng là phân thân của lương thiên lam rồi, xem ra cậu chính là đường tuấn đệ tử thần đình hay được bà ta nhắc đến đúng không? Đường tuấn gật đầu, trong lòng có hơi kinh sợ, ông cụ lưu có sức mạnh tu luyện rất khủng khiếp, e là cách cảnh giới hóa thần không xa nữa tiếc là có hai sức mạnh từ bên ngoài đang bám lấy cơ thể ông ấy làm tiêu hao tinh khí thần và làm sức mạnh ông ấy bị đẩy lùi. Audio điện tử võ tấn bền chương 2026 cấm chế của viện đã bị phá rồi. Đường Tuấn ngẫm nghĩ dây lát, cuối cùng lấy ra phân thần Lương Thiên Lam trả cho ông Cụ Lưu. Cảm ơn, ông Cụ Lưu khách sáo nói. Ông nội, cuối cùng ông làm sao thế? Lưu Tuệ cảm thấy hành động của ông nội rất kỳ lạ, như thể đang dặn dò chuyện hậu sự. Ông cụ lưu lắc đầu, lấy ra một cái bình ngọc rồi đổ ra một viên đan dược ô hắc quang trạch và chuẩn bị uống. Đường Tuấn bỗng nhích mũi và khuyên bảo, đan dược này sẽ hại ông đấy, uống ít vẫn tốt hơn. Ông cụ lưu gượng cười, nói, xem ra cậu cũng hiểu một chút về thuật đan dược. Nói xong, ông ấy uống rồi nói tiếp, nếu như không uống thì sức mạnh trong cơ thể sẽ không khống chế được, rất có thể sẽ banh xác mà chết. Vì nhà họ lưu, cho dù biết rõ là đan dược có độc thì tôi cũng phải uống nó. Lưu Tuệ khóc thảm thiết, nói ông nội, là lương minh sao? Ông cụ Lưu nói, ngoài cậu ta ra thì còn ai dám làm như vậy nữa? Sao anh ta dám? Lưu Tuệ nghiến răng nói. Ông cụ Lưu nói, của cải làm người ta động lòng, huống hồ nhà họ Lưu lớn như thế. Cháu hãy sớm rời khỏi nhà họ Lưu đi, ông thấy bọn họ sắp ra tay rồi. Lưu Tuệ chợt nhớ lại một chuyện chỉ về phía Đường Tuấn và nói, "Ông nội, anh ta cũng là dược sư luyện đan, có lẽ có thể luyện đan chữa bệnh tiềm ẩn của ông." Mặc dù trong lòng không tin Đường Tuấn thật sự là dược sư luyện đan, nhưng lúc này cô ấy chỉ có thể, còn nước còn tát, ít ra cho ông cụ hy vọng rồi tính tiếp. Lưu Tuệ quay đầu ra hiệu với Đường Tuấn, nói, "Anh có thể trị bệnh cho ông nội tôi không?" Cô ấy muốn Đường Tuấn nói giúp một lời nói dối có thiện ý để làm tâm trạng của ông cụ được ổn định. Đường Tuấn nghiêm túc nhìn ông cụ Lưu, anh chuẩn bị tiến về trước bắt mạch cho ông ấy. Lưu Tuệ đứng bên đưa mắt ra hiệu. Ông cụ Lưu thờ dài và nói, Lưu Tuệ, cháu đừng làm khó đường Tuấn nữa. Dược sư luyện đan quá khan hiếm rồi, có thể coi Lương Minh là một trong những dược sư luyện đan lợi hại nhất, cậu ta đích thân hạ độc thì đâu dễ phá như vậy được. Lưu Tuệ nghẹn ngào, hung dữ chừng mắt nhìn đường Tuấn như thể muốn trách anh không phối hợp cùng. Vào đúng lúc này, Ngoài viện bỗng truyền đến tiếng sấm liên tục, sau đó là tiếng đánh nhau. Cấm chế của viện đã bị phá rồi. Có mấy lão già cũng muốn cản tôi. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chương 2027, muốn làm thầy của tôi, ông còn chưa đủ tư cách. Tiếng bước chân vọng đến, sau đó có người đàn ông trung niên mặc bộ đồ gấm bước vào. Ánh mắt ông ta u ám, thản nhiên liếc nhìn những người kia, khinh thường nói, đúng là chịu không nổi một đòn ông cụ thân là chủ nhà họ lưu bảo vệ lại yếu như vậy tôi thấy những tên vô dụng đó nên về hưu cho rồi lương minh ông ông cụ lưu tức giận kiêng rè nhìn phía sau người đàn ông trung niên người đàn ông kia đang xỏ hai tay vào tay áo lúc này xông đến ông cụ và lộ ra hàm răng trắng như tuyết giống như đang khiêu khích ông cụ lưu không sợ lương minh cảnh giới nguyên anh đỉnh cao điều khiến ông ấy lo lắng chính là người đàn ông này người này là kẻ thù ngày trước thực lực ngang bằng với ông ấy. ông ấy không ngờ lương minh lại kết hợp lại với ông ta. lưu tuệ, cô cũng nên hiểu chút chuyện. bệnh của ông nội cô cần phải tĩnh dưỡng, cô đừng đến làm phiền ông ấy. lương minh không nhìn ông cụ, mà lại nhìn lưu tuệ với giọng điệu dạy bảo. lương minh, ông, lưu tuệ vô cùng tức giận, cái tên này dám phản công, thật quá vô liêm sỉ. có biết tôn trọng bề trên không? lương minh trao mày hơi thở đè nén làm cho Lưu Tuệ bị đẩy lùi hai ba bước. Ông ta vốn có thực lực rất mạnh, không thua kém gì Lưu Tuệ. Lương Minh nhìn Đường Tuấn và nói, cậu chính là dược sư luyện đan ư. Con trai tôi từng nói về cậu với tôi, nếu cậu là dược sư luyện đan, vậy tôi cho cậu một cơ hội, luyện chế đan dược ở trước mặt tôi, nếu như chất lượng đan dược được luyện ra không tệ, tôi có thể cân nhắc thu nhận cậu làm đồ đệ. Lương Minh nói, giọng nói rừng rưng, nhưng ai cũng nghe ra được loại kiêu ngạo kia ông ta cảm thấy mình là một trong những dược sư luyện đan lợi hại nhất thế giới này bằng lòng cho đường tuấn một cơ hội đó là sự ban ân và vinh dự cực lớn tôi đã làm mất mặt con trai ông ông không thay anh ta ra mặt còn muốn thu nhận tôi làm đồ đệ đường tuấn cau mày lương minh cười một tiếng nói đó là tu vi của nó chưa đủ chẳng thể trách người khác nhưng nếu như cậu vào môn đệ của tôi nó chính là sư huynh của cậu Sư huynh để có xung đột, cậu là sư đệ, dập đầu xin lỗi cũng bổn phận. Ông ta búng ngón tay một cái, nói, "Bây giờ một cơ hội tốt đẹp đang đặt trước mặt cậu, xem cậu chọn lựa thế nào." Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tuệ hơi thay đổi, yêu cầu này đối với dược sư luyện đan quả thật là cơ duyên tốt đẹp, dường như không có cách nào từ chối. Ông còn chưa đủ tư cách, lúc này, Đường Tuấn nói khẽ. Vừa dứt lời, Lương Minh đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, "Cậu nói cái gì?" Đường Tuấn nói, muốn làm thầy của tôi, ông còn chưa đủ tư cách. chương 2028, đưa đàn kinh thập tam giải qua. Thao thiết ở một bên nghe vậy, không khỏi tức giận, tên này quá kiêu ngạo. Anh ta đã có thể nhìn ra, thực lực của người đàn ông này không kém so với anh ta bao nhiêu, sư tử vàng đương nhiên không phải là đối thủ. Thao thiết muốn ra tay, nhưng ông cụ lưu bỗng nhiên quát lên, lương minh, đừng có quá đáng. Tôi còn chưa chết, Cậu muốn cá chết lưới rách theo tôi sao? Nét mặt Lương Minh hơi cứng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Tuấn, nói, đừng để tôi gặp lại cậu. Lưu Tuệ, con đưa Đường Tuấn rời đi đi. Lúc này, giọng nói của ông cụ Lưu vang lên trong đầu Đường Tuấn và Lưu Tuệ. Đôi mắt Lưu Tuệ đỏ bừng, ôm lấy ông cụ Lưu. Cô ấy nhìn Lương Minh, nói, nếu ông nội của tôi xảy ra chuyện, tôi chắc chắn sẽ giết ông. Lương Minh giễu cợt nói có bản lĩnh này rồi hẳn nói thiên niên nguyên anh tôi đã chuẩn bị luyện chế đan hóa thần ít ngày nữa sẽ có thể đột phá nửa bước hóa thần mà cô vẫn mãi dừng lại ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao ai giết ai còn chưa nói được đâu lưu tuệ nghe thấy danh xưng thiên niên nguyên anh này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như máu cô ấy tiêu hao số lượng lớn tài nguyên tu luyện của nhà họ lưu lại kẹt ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao đến nay người nhà họ lưu bên dưới ngầm gọi cô ấy là thiên niên nguyên anh mượn điều này mỉa mai cô ấy ôi ông cụ lưu thở dài vỗ bả vai lưu tuệ rất bất đắc dĩ đi thôi ông cụ lưu ra hiệu bọn họ rời đi trước khi rời đi đường tuấn mượn cơ hội vỗ bả vai ông cụ lưu lập tức hiểu rõ tình trạng vết thương của ông ta nhà họ lưu các cô cũng có phòng chứa thuốc ra khỏi nhà đường tuấn đột nhiên hỏi lưu tuệ lưu tuệ hơi nhíu mày nói cậu hỏi cái này để làm gì. Có lẽ tôi có thể vết thương của ông nội cô, Đường Tuấn nói. Thật chứ, gương mặt xinh đẹp của Lưu Tuệ đột nhiên thay đổi, cầm lấy cổ tay Đường Tuấn, vô cùng cấp bách. Đường Tuấn nói, chỉ là có xác suất nhất định. Tình trạng vết thương trong cơ thể ông cụ Lưu rất kỳ lạ, trước đây chưa từng thấy qua, anh cũng không chắc chắn trăm phần trăm. Lưu Tuệ nghe vậy, trong mắt không nhìn được hiện ra vẻ thất vọng. Cô ấy cảm thấy mình đã quá đề cao Đường Tuấn, ngay cả Lương Minh cũng không thể làm gì được vết thương, Đường Tuấn lại có thể làm gì chứ? Chương 2029 xung kích thất bại. Rất nhanh đan kinh thập tam giải đã đưa đến trong tay Đường Tuấn, sắc mặt của Lưu Tuệ rất khó coi. Tên đầy tớ đưa đan kinh nói với Đường Tuấn, ông chủ chúng tôi bảo tôi nói cho anh biết, nếu như bây giờ anh bắt đầu học luyện đan, có lẽ qua trăm năm nữa có thể đuổi kịp anh ta. Đan kinh thập tam giải này là lòng tốt của chủ nhân tôi hy vọng trên con đường luyện đan anh càng đi càng xa. khinh người quá đáng, Lưu Tuệ đập nát một cái bàn. Đường Tuấn, cậu đang làm gì vậy? Cô ấy nhận ra Đường Tuấn vậy mà thật sự đang xem đan kinh thập tam giải, hơn nữa còn là một bộ dạng như say mê, dường như đã chìm vào. Đọc sách đó, Đường Tuấn nói. Lưu Tuệ tối sầm mặt lại, cả giận nói, đan kinh thập tam giải là đồ bình thường, quyển sách nhập môn mà mỗi một dược sư luyện đan phải xem, chẳng lẽ cậu chưa từng xem qua? khi cô ấy nhìn đường tuấn luyện đan hóa thần, dáng vẻ thuần thục kia, làm sao cũng không tin rằng anh là người không biết gì. Thật sự chưa từng xem qua, đường tuấn nói. Răng của lưu tuệ cắn vang lên cót két, bị chọc tức nói không nên lời. Ngay cả đan kinh thập tam giải cũng chưa xem qua, anh lại còn muốn luyện đan chữa trị cho ông cụ. Việc này truyền ra ngoài, còn mất mặt hơn so với thiên niên nguyên anh của cô ấy. Tên đầy tớ kia cười lớn rời đi, khi nói chuyện này nói cho Lương Minh biết. Lương Minh càng cười ha ha, nói, xem ra tôi nói trăm năm mới đuổi kịp tôi, cũng tính tôn trọng cậu ta. Đường Tuấn thật sự đã chìm vào trong đan kinh thập tam giải, tất cả thuật luyện đan nấu thuốc anh tu tập đều là trên trái đất. Còn thuật đan dược của thế giới man hoang, anh chưa bao giờ học qua. Hai thế giới, cho dù là dược liệu hay là thủ pháp luyện đan, đều có khác biệt rất lớn. Mà cuốn đan kinh thập tam giải vừa vặn bổ toàn lỗ hồng này của anh. Từ phân biệt dược tính như thế nào, đến thủ pháp luyện đan, trong quá trình đường tuấn xem thập tam giải đã tiến hành học tập hệ thống nhất. chương 2030 Xem xong rồi, đường tuấn dùng sức gật đầu một cái. Nhìn dáng vẻ đường tuấn vô cùng nghiêm túc, trong lòng. Lưu tuệ thở dài, thầm nghĩ, một cuốn đan kinh thập tam giải. Đã có thể làm cho anh thỏa mãn thành ra như vậy, xem ra cũng. Là tên nhóc chưa từng thấy qua cảnh đời lớn gì, buồn cười là, mình lại thật sự cho rằng cậu ta có thể trị hết bệnh của ông nội. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như đã xem xong, vậy tôi tiến cậu rời khỏi nhà họ Lưu, Lưu Tuệ nói. Hôm nay nhà họ Lưu đã là một ao nước đục, cô ấy không muốn để cho Đường Tuấn dính dáng vào. Sai, tôi vẫn chưa chế thuốc cho ông cụ đâu, Đường Tuấn nói. Bước chân Lưu Tuệ khẽ khựng lại, cho là mình đã nghe lầm, không kiềm được hỏi cậu nói cái gì. Đường Tuấn nói, chế thuốc cho ông cụ đó. Sau khi anh xem xong Đan Kinh thập tam giải, càng nhận thức đầy đủ đối với hệ thống đan dược của thế giới này, đã chắc chắn chữa khỏi bệnh lạ của ông cụ Lưu, chân chữa khỏi pin ST của ông cụ. Cậu còn muốn chế thuốc, đôi mắt đẹp của Lưu Tuệ Trừng Đường Tuấn mang theo giận dữ. Cậu một tên ngay cả Đan Kinh thập tam giải cũng chưa xem qua, lại còn muốn chế thuốc. Đây không phải là lấy tính mạng của ông nội cô làm trò đùa sao? chẳng lẽ cô không muốn chữa bệnh của ông nội cô? Đường Tuấn nhíu mày hỏi. Trước đó Lưu Tuệ Cầu xin anh chữa bệnh cho ông cụ, bây giờ sao lại là một dáng vẻ không bằng lòng? Lưu Tuệ tức giận vô cùng, nếu như không phải đánh không lại tên này, cô ấy thật sự muốn ra sức đánh cho anh một trận. Đây là người gì chứ, ai cho anh tự tin? Vốn dĩ xông cảnh thất bại, cô ấy đã tức sôi ruột, bây giờ nghe thấy những lời này của Đường Tuấn, càng giận không chỗ phát tiết. Cô ấy dứt khoát, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nói cậu muốn chế thuốc đúng không? Vậy cậu chế đi tôi ở đây xem, ép sai. Đường Tuấn gật đầu, ảnh mắt tìm kiếm bên trong phòng chữ thuốc, trong này cất rất nhiều được thảo quý hiếm nổi tiếng, bởi vì có không gian trận pháp bảo vệ, còn cất giữ sức sống số lượng lớn. Anh hỏi, những dược liệu này, tôi có thể dùng không? Lưu Tuệ vung tay lên, nói, dùng tùy thích. Dược liệu tốt thật sự, sớm đã bị Lương Minh lấy đi trước mắt cô ấy vẫn là cô chủ nhà họ, quyết định này vẫn có thể làm chú. Có ai van là có qua nhà nó quyết định này vẫn có thể làm. Đường tuần nghe vậy, bèn bắt đầu đi lại bên trong phòng chữ thuốc, thỉnh thoảng lấy một loại dược liệu ra, có khi ngửi một chút, có khi xem một chút. Anh đang phân biệt niên đại và dược tính của những dược liệu này, muốn lựa chọn ra món thích hợp nhất với tình trạng cơ thể trước mắt của ông cụ. Lưu Tuệ nhìn dáng vẻ, nghiêm túc, tức giận đến nối gương mặt xinh đẹp run run từng đợt, một mình ở nơi đó lẩm bẩm giả với tiếp tục giả với tôi xem cậu có thể giả vờ tới khi nào. Rất nhanh, Đường Tuấn đã chọn xong dược liệu, anh thở dài, nói, những dược liệu này đều rất bình thường, chỉ có thể dùng tạm. Những dược liệu anh chọn này chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến yêu cầu, nhưng ít ra chữa trị bệnh của ông cụ lưu bệnh thì không thành vấn đề. Lưu tuệ nghe vậy, suýt chút nữa muốn mang người, loại tay mơ như cậu đây, yêu cầu còn rất cao. Đúng vậy, Đường Tuấn ngay cả đan kinh thập tam giải cũng chưa xem qua đã chính thức bị cô cả Lưu chứng nhận là tuyển thủ tay mơ trong dược sư luyện đan. Cô ấy cố nén vẻ giận dữ, cố gắng để cho giọng nói mình lộ ra êm dịu bình tĩnh, nói: "Vậy đại đan sư đường của chúng ta chuẩn bị khi nào bắt đầu chế thuốc nhi?" Đường Tuấn nói: "Vẫn còn thiếu một vị thuốc chủ yếu." "Sược liệu gì?" Lưu Tuệ hỏi. "Nguyện tinh." Lưu Tuệ lập tức trở nên hít thở nặng nề, đó là tức giận Nguyên tinh chính là kỳ trận có thể đấu giá 10 triệu linh thạch thượng phẩm, coi như là thật sự dùng để luyện đan, cũng là cho lương minh loại đại sư đan dược này làm việc, làm sao có thể giao cho tay mơ ngay cả đan kinh thập tam giải cũng chưa xem qua chứ. Audio điện tử võ tấn bền chương 2031 Nhìn răng vẻ kia của cô, đoán chừng nhà họ lưu cũng không còn nguyên tinh. Bỏ đi, tôi người tốt làm đến cùng. Đường Tuấn tìm đến thao thiết, đúng lúc trong tay thao thiết có một khối nguyên tinh vốn là dự định để sư tử vàng đột phá dùng nhưng bây giờ sư tử vàng đã đột phá không dùng được đương nhiên thao thiết sẽ không từ chối rất sáng khoái đem nguyên tinh cho đường tuấn nhưng ngay khi đường tuấn nhìn thấy nguyên tinh thì khế cho mày bởi vì vốn trên nguyên tinh hoàn chỉnh thiếu một góc hình dáng khoảng một phần ba chuyện gì xảy ra đường tuấn hỏi thao thiết giải thích hôm đó sau khi chúng tôi rời khỏi để mà đối đi chuẩn bị đi chặn đường chủ nhân, lại bị người ta phòng giá, nhau với tê tới, tôi đánh nhau với người đó, cuối cùng đã tổn thất một phần của nguyên tinh. Đường Tuần hỏi, người đó là ai? Thao thiết lắc đầu, nói tôi không biết anh ta, nhưng tôi có người tình nghi, chính là người mà hôm đó đấu giả nguyên tinh với tôi trên hội đấu giá. Theo tin tức tôi nghe ngông được, người đó hình như tên Tiêu Hùng Thịnh. Sắc mặt đường Tuấn bởi thay đổi, thấp giọng nói. Triều, Xuân Minh, Tiêu Hùng Thịnh. Không cần nghĩ cũng biết người này và Tiêu Xuân Minh không thể không liên quan, lại nghĩ đến hôm đó anh cảm nhận được khí thức của bia vạn giới ở phòng đấu giá, trong thời gian ngăn đường Tuấn đã suy nghĩ ra rất nhiều chuyện. Cậu có còn chế thuốc nữa không vậy? Lưu Tuệ ở một bên không vui nói. Cô ấy cảm thấy đường Tuấn đang rời sự chú ý của cô ấy, nhất thiết phải nhạc nhỏ một chút. Chuẩn bị xong tất cả dược liệu và nguyên tinh, đường Tuấn bắt đầu chế thuốc đã học đan kinh thập tam giải, lần này tốc độ đường tuấn chế thuốc nhanh hơn rất nhiều, chỉ là thành phẩm cuối cùng lại khiến cho lưu tuệ nhíu chặt lõng mày. Đó là một nằm thuốc nước màu bạc, có chút giống với thủy ngân, càng giống như đan dịch chưa thành hình. Cái này ở trong mắt lưu tuệ, không thể nghi ngờ là một lần chế thuốc thất bại. Đây chính là thứ mà cậu luyện chế ra, thứ đồ chơi này cũng có thể tính là đan dược, lưu tuệ hết sức khinh bỉ, cho dù là tay mơ, cũng biết thứ này nhiều nhất có thể xem là đan dịch, thành đan vẫn còn xa. Đường Tuấn nghiêm túc gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, nói đúng vậy. Anh thở dài, nói chủ yếu là dược thảo bên trong phòng chữ thuốc của các cô quá nghèo nàn, nếu không thì có thể luyện. Hành đại chế thành đạn. Đẳng cấp của nguyên khi thế giới bên trong nguyên tinh quả cao, vượt xa được liệu anh tìm được trong phòng chứa thuốc nếu như không phải dựa vào chỗ thần kỳ của Nguyễn Anh trong cơ thể anh, e rằng ngay cả năm ngân dịch cũng không có. Lưu Tuệ cười khẩy, việc đó trách tôi rồi. Cô ấy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không luyện được đan dược, tìm cái cớ này. Ai ngờ đường Tuấn lại cho là lẽ đương nhiên gật đầu, sau đó nói trong ảnh mất như giết người của cô ấy, nhưng cái này cũng có thể chữa trị bệnh của ông cụ. Lưu Tuệ trần chờ, Cô ấy có đầy đủ lý do nghi ngờ năm ngân dịch mà Đường Tuấn luyện chế ra này, nhưng bây giờ thời gian còn lại cho cô ấy và nhà họ Lưu cũng không nhiều n. Được rồi, xem ngựa chết là ngựa sống. Do dự một hồi, Lưu Tuệ hung hăng dậm chân một cái, làm ra một nét mặt liều chết. Bỗng nhiên cô ấy nói, trong mấy ngày cậu xem sách và luyện đan này, Lương Minh đã luyện chế thành công hai viên đan hỏa thần, anh ta và Lương Vũ thần cũng bắt đầu bế quan xung cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất quan. Cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, ngộ nhớ tình hình không ổn, cậu lập tức rời khỏi nhà họ Lưu. Thời gian Đường Tuấn luyện đan không dài, nhưng đọc sách đã dùng thời gian 4 năm ngày, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô ấy cảm thấy cần phải báo cho Đường Tuấn biết, tránh bị liên luy. Đan hóa thần, anh ta đã dùng bao nhiêu vật liệu? Có thể Đường Tuấn dường như không có nghe ra sự lo lắng của cô ấy, ngược lại hỏi một câu hỏi kỳ quái. Nghe nói dùng 3 viên trái cây hỗn loạn, còn có Lưu Tuệ nói được một nửa, thì bị cắt ngang. chương 2032 Gương mặt đường Tuấn lộ vẻ coi thường, nói, ba viên trái cây hỗn loạn mới luyện chế ra hai viên đạn hóa thần, quả thật là tay mơ. Trước kia anh dùng hai quả trái cây hỗn loạn đã có thể luyện chế ra sáu viên đan hỏa thần, với kỹ thuật luyện được của anh bây giờ, nếu như luyện chế lại lần nữa, ít nhất có thể đạt đến tám viên đan hóa thần. So sánh như vậy, Lương Minh trong mắt anh đích thực là rất tay mơ. Lưu Tuệ im lặng, không nói gì. Lương Minh luyện chế thành công hai viên thuốc thần đan. Đây được coi là chuyện tốt, thế mà vẫn bị nói rằng người mới vào nghề. Điều đáng nói ở đây là người nói những lời này chỉ là tên nhãi mới đọc được cuốn 13 cách luyện đạn, là tân binh cấp tuyển thủ vừa được cấp chứng nhận dược sư của cô ấy. Bình tĩnh, mình phải kiên nhân, không so đo với anh ta. Lưu Tuệ trong lòng không ngừng tự nhắc nhở chính mình. Lưu Tuệ với Đường Tuấn đi tới khu nhà của một lần nữa lúc này xung quanh vệ sĩ thiếu đi rất nhiều chỉ còn mấy người đi theo lão gia canh giữ ở cửa chính có điều trên người mấy tên vệ sĩ này đều bị thương hỏi qua mới biết là đều bị lương minh này khiến lưu tê đánh điều này khiến lưu tuệ rất phẫn nộ tam ly lưu tuệ mời vào một vệ sĩ thở dài có chút thương cảm nói lưu tuệ với đường tuấn vừa tiến vào sân đã nhìn thấy lương lão gia ngồi ở cái ghế gỗ đang ngẩng đầu nhìn một gốc cổ thụ cây cổ thụ này rất lớn cả khoảng sân đã được che phủ bởi bóng dâm không giống những cây khác so với lần cuối gặp sắc mặt của lão ra ngày càng kém tóc cũng rũ rượi không có sức sống cây này là năm đó ông và bà nội con cùng nhau trồng xuống bây giờ đã lớn như vậy nếu như bà con có thể nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui đáng tiếc bà ấy lại không thể thấy nhưng không sao đợi đến khi ông xuống dưới ông sẽ chính miệng nói cho bà ấy lương lão ra nói nhỏ mà không quay đầu nhìn bọn họ Lưu Tuệ nghe vậy, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống. Đến cả cô ấy cũng có thể nhìn ra bệnh tinh của lão gia ngày càng nghiêm trọng, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ông nội, Lưu Tuệ nghẹn ngào, ghé đầu lên gối của lương lão gia, khóc không thành tiếng. Lương lão gia xoa đầu Lưu Tuệ mà nói, đừng khóc, đây là điều không thể tránh khỏi. Cha con dẫn người tới biến tinh tủ để tìm thuốc cho ông, xem ra ông không đợi được nữa. Nếu như con gặp lại nó, hãy bảo nó không cần về nhà họ lương này nữa trời đất thay đổi chắc là hai cha con lương minh cùng với lương vũ thần sắp đột phá thành công các con rời đi sớm một chút phi ttt tê tê tê. thanh mặc dù nhỏ giống như kim châm vào da thịt nhưng lương tuệ với lương lão gia là người tinh ý tất nhiên nghe rất rõ lưu tuệ ngẩng đầu phát hiện là đường tuấn lập tức quát lên anh ở đây làm gì đường tuấn trong tay cầm một cây ngân châm bạc đâm vào đỉnh đầu lương lão gia lúc trước cô còn tùy ý để đường Tuấn làm loạn, nhưng bây giờ ông nội cô như thế này, sao vẫn? Tôi chỉ thương cho ông ý, đường Tuấn thần nhiên nói. Hán không thể không ra tay, bởi vì bệnh của lương lão gia tử đã rất nghiêm trọng, có thể không qua khỏi. Anh, Lưu Tuệ thấy đường Tuấn còn muốn cầm châm đầm thêm, trong mắt bùng lên lửa giận, đẩy đường Tuấn ra, nói anh coi ông nội của tôi là gì? Anh định lấy ông nội tôi làm chuột bạch thí nghiệm sao? Ngay đến cả 13 cách luyện đan giải độc anh cũng chưa từng thấy qua, còn dám nói chữa bệnh cho ông nội tôi, bản thân người có bao nhiêu tài cán cũng không biết lượng sức mình hay sao. Mấy ngày này cô luôn có thành kiến đối với Đường Tuấn, lúc này Đường Tuấn lại muốn trị liệu cho ông nội của cô, trực tiếp nổi giận, nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khi. Thì ra là như thế. Đường Tuấn cười khổ, nghĩ lại những việc trước đây Lưu Tuệ làm. Anh đi đi, Lưu Tuệ nhìn chăm chăm Đường Tuấn, như muốn ăn tươi nuốt sống hẳn. "Cô chắc chứ?" Đương Tuấn hỏi lại. Lưu Tuệ vừa muốn trả lời, bỗng nhiên sắc mặt Lương lão gia tử thay đổi, nói: "Đường Tuấn, anh đâm lại một châm thử xem." "Ông nội, người, Lương Tuệ nghi hoặc." Giọng điệu Lương lão gia tử có hơi vội vàng, nói: "Con đừng cản Đường Tuấn." Lương Tuệ nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía Đường Tuấn, có chút lúng túng nói: "Anh tiếp tục đi." Chương 2033 vừa giấy trước cô còn buộc tội đường Tuấn, nói anh châm kim loạn, bây giờ lại chủ động yêu cầu hắn châm kim. Tình hình này thật xấu hổ. Đường Tuấn bây giờ làm gì còn tâm tư tính toán nhiều thử như vậy, bắt đầu lấy ra ngân châm, tiếp tục châm. Lúc này, Lương Tuệ mới phát hiện những ngân châm kia cũng không phải vậy ngân châm, mà là những thứ lúc trước đường Tuấn chế tạo từ bạc lòng. Ngân châm đâm vào huyệt của lão gia tử, trong chốc lát bóng hòa tan, thẩm thấu vào bên. Trong, ngay sau đó, sắc mặt cô cũng thay đổi, bởi cô phát hiện dọc theo những đường chăm của đường Tuấn, sắc mặt lão ra tử vậy mà lại tốt lên, trong khi lúc trước thì âm u, đầy tử khí, cảm giác như muốn chút hơi thở cuối cùng. Đây thật giống như là vừa mới sống dậy. Bệnh tình của ông nội có chuyển biến tốt rồi, Lương Tuệ đương nhiên biết những chuyển biến tốt này từ đầu mà có. Giờ phút này, cô nhìn về phía đường Tuấn bằng ánh mắt rất phức tạp, ấy này cả, sợ hãi cổ, và cả hồi hận, nếu như ban nãy cô thật sự đuổi Đường Tuấn đi, vậy bệnh ông nội của cô có lẽ đã không cứu nổi. Hóa ra anh cũng có chút bản lĩnh, Lương Tuệ lau nước mắt, quay sang Đường Tuấn có chút áy náy. Mà lúc này, tại cổng Lương gia, hai thân ảnh liên tiếp phóng lên trời, rõ ràng là Lương Minh và Lương Vũ Thần. Lúc này khí tức hai người tăng vọt, hiển nhiên là đã tiến vào cánh giới nửa bước hóa thần. Xung quanh đã có rất nhiều người nhà họ Lưu đang chờ, nhao nhào tiến lên chúc mừng. Người đàn ông hai tay giấu trong áo cũng xuất hiện, hắn cười nói, chúc mừng đạo hữu tiến thêm một tầng, ít ngày nữa đã có thể bước vào hóa thần. Lương Minh tiếp lời, cảnh giới hóa thần biết bao khó khăn có điều chỉ cần tôi luyện thuật đan thêm một bước, chắc chắn có thể sung kích một chút. Tử hồng, nếu quả thật có một ngày như vậy, tôi sẽ không quên anh. Dù sao lần này anh đã giúp ta được việc lớn. Đo, hai mặt từ hồng lập tức sáng lên, hắn với Lương Minh hợp tác, ngoại trừ muốn đối phó kẻ thù bên ngoài mấy ngày qua là lương lão gia tử chủ yếu vẫn là coi trọng thuật luyện đan của lương minh vậy tôi phải cảm ơn ông rồi từ hồng cười cười lương minh khoát tay lạnh lùng nói đến lúc thu dọn lão già kia rồi bây giờ ta đã nửa bước hóa thần có năng lực tranh đoạt bảo hộ tộc đại trận trưởng khống quyền với lão ta đến lúc đó từ hồng nhà người ra tay thì có thể giết chết lão gia hỏa kia dễ như trở bàn tay từ hồng đáp, như thể không còn gì tốt hơn. Từ trước đến giờ bọn họ vẫn luôn cam chịu, chỉ vì lo lắng lương lão gia tử phát động bảo hộ tộc đại trận chết chung với bọn họ. Chương 2034 tôi còn tưởng rằng anh lợi hại như thế nào. Đi thôi. Đầu tiên Lương Minh bay về phía trạch viện của Lương gia, hôm nay hắn nhất định phải khiến Lương lão gia tử biển mất. Lương Vũ Thần đi theo phía sau, mặt cũng tươi cười đắc ý. Lưu Tuệ cô có trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu không ổn bọn lương minh đã đột phá nửa bước hóa thần bên trong trạch viện lương lão gia tử cũng cảm nhận được sắc trời thay đổi mặt dần biến sắc ông thu lại khí thức của mình nhìn không ra sâu cạn rõ ràng bệnh tình đã khôi phục hơn phân nửa có thể tự mình khống chế sức mạnh lưu tuệ khẩn trương nhìn về phía đường tuấn chất phấn đường tuấn còn bao lâu nữa đường tuần mặt đầy mệt mỏi chán đã lấm tấm mồ hôi Mặc dù mới làm mười mấy chấm, nhưng lại tiêu hao của anh ều bình lực cũng tối bệnh tỉnh của lão gia hong hai ma rất nhiều tử rất kỳ lạ, mà thời gian hạn chuẩn bị lại quả ngăn nên mới dẫn đến hiện tại, hần không cách nào khống chế đủ loại biến số. Đường Tuấn Đáp còn hai châm. Binh binh binh. Bên ngoài trạch viện, chuyển đến một chuỗi tiếng đánh nhau, sau đó lương vũ thần hai tay chấp sau lưng, một mặt ngạo nghề đi vào, anh mặt nóng bỏng nhìn chăm chăm lưu tuệ, tràn đầy bản tinh xâm lược bên cạnh chân của hắn là mấy vệ sĩ áo đen đang nằm lăn lộn. Những người này đều được xem như trưởng bối của hắn, nắm giữ thanh danh hiển hách, nhưng hôm nay cũng không phải đối thủ của hắn. Mấy người lương minh với từ hồng cũng đi đến, lương minh nhìn về phía lương lão ra, cười lạnh nói, hôm nay tôi tới tiên ông lên đường. Hàn nhìn về phía lương lão gia tử sau lưng đường Tuấn. Châm chọc nói, đây không phải đường đại sư của chúng ta hay sao? không biết cậu đã xem xong 13 cách luyện đan dược chưa? Ha ha ha! Đường Tuần không để ý tới hắn, chỉ là quay sang nói kể với Lương Lão ra một câu, ốn cả rồi. Nói xong, Đường Tuấn lập tức ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt tu dưỡng. Lần châm kim này đã tiêu tốn của anh khá nhiều công lực, nên lập tức phải điều chỉnh lại hơi thở, nếu không sẽ ảnh hưởng tới quá trình tu luyện sau này. Thực ra cũng không nghiêm trọng đến vậy, nhưng từ khi bắt đầu, Đường Tuấn đã phát hiện trong cơ thể của ông Lương có một lực lượng quá quỷ dị, thậm chí có thể nuốt chửng hết tinh lực. Năm người thao thiết đã sớm được Đường Tuấn truyền âm, cùng lúc vây quanh, bảo vệ Đường Tuấn ở trung tâm. Có năm người liên kết bảo vệ, trừ khi chính cảnh giới hóa thần ra tay, bằng không căn bản không làm Đường Tuấn bị thương được. Nhìn thấy bộ dạng Đường Tuấn bị tiêu hao năng lực như vậy, ánh mắt của Lương Minh càng thêm phần khinh thường, tôi còn tưởng rằng anh lợi hại như thế nào. Hóa ra cũng chỉ là trình độ nửa vời, trị thương không thành mà còn khiến bản thân bị cuốn vào, thật là nực cười. Rồi ông ta hướng về lương lão ra mà nói, hôm nay, tôi sẽ cho ông về với tổ tiên. Âm ầm ông ta trực tiếp đánh ra một quyền, quyền này đánh thẳng về phía mi tâm của lão gia tử, như muốn lấy đi cái mạng của lão. Một quyền này, cho dù là cấp bậc tu sĩ hay nửa bước hóa thần thì đều có thể nổ tung. Đây lại là một lão già sắp chết thì quả là dư thừa hừ, bỗng nhiên, lương lão ra tưởng như sắp chết trong mắt lương minh lại đột nhiên đứng dậy, giống như ngọn núi cao sừng sững, mang theo khí thế kinh người và đôi mắt tràn đầy sát khí. Lão vỗ tay một cái, lập tức có thể phá vỡ được chiêu này của đối phương. Đồng thời lao về phía đám người lương minh khẽ gầm lên, hôm nay ta phải giết bọn phản đồ lương ra chúng bay. Lương minh bất ngờ không kịp đề phòng, chiêu này của lương lão ra khiến ông ta suýt chút thì gãy tay. Nếu không phải đã kịp thời cản phá, chỉ một chiêu này cũng có thể giết chết ông ta. Ông ta kinh ngạc vô cùng, lão gia tử không phải rất nhanh sẽ chết sao, sao lại quay về thời kỳ đỉnh cao của sức mạnh? Chương 2035, anh đáng chết. Từ Hồng dĩ nhiên cũng phát hiện ra bên này xảy ra sự cố, vội vàng gia nhập vào cuộc chiến, liên thủ với Lương Minh muốn giết chết lão gia tử. Từ Hồng là người đã theo lão gia tử tu hành, sau khi gia nhập vào cuộc chiến, lão gia tử đương nhiên đấu không lại nhưng lương lão gia hiển nhiên có sự chuẩn bị, dậm chân một cái, trong phạm vi bán kính 800 dặm của lương gia, vô số kim quang dũng mãnh tràn vào thân thể của ông lão, khiến thân thể ông trở nên tráng lệ. Khí tức lên cao, ngược lại có thể áp chế từ hồng và lương minh. Lương lão ra đây là đang mượn sức mạnh bảo hộ của lương gia, sức lực nhanh chóng được cải thiện. Lương Minh cười lạnh, ông cho rằng chỉ có ông mới có thể sử dụng chiêu bảo hộ đại trận sao. Ta khinh. Lương Minh quát khẽ một tiếng, Vậy mà 800 giảm kim quang kia lại bị chia thành hai phần, trong đó 3 phần 8 hòa vào trong thân thể hắn như dòng suối. Sức lực của Lương Minh lập tức tăng vọt. Lúc này Lương Minh chiếm ưu thế, liên minh với Tử Hồng, cuộc chiến với Lương Lão ra trở nên ngang tài ngang sức. Vũ thần, lập tức ra tay giết Lưu Tuệ, để ta xem Lão già này còn bình tĩnh được hay không. Lương Minh hướng về phía lương vũ thần dưới sân mà la lớn. Mày dám! Quả nhiên câu này đã khiến lương lão ra tức giận, phút chốc sơ ý liền bị Lương Minh tận dụng thời cơ đánh lén một quyền vào phần bụng, xuất hiện một mảng máu lớn. Lương Minh vui sướng, thúc giục Lương Vũ Thần, hắn thấy bây giờ không có ai có thể bảo vệ được Lưu Tuệ. Tên đường Tuấn kia đang tính dưỡng nửa bước hóa thần, bọn người hầu hiển nhiên không thể tự ý ra tay. Lương Vũ Thần vừa cười đắc ý, vừa tiến về phía Lưu Tuệ, diễu cợt nói, Lưu Tuệ, xem ra kiếp này chúng ta không thể trở thành vợ chồng được rồi. Nhưng cô yên tâm, sau khi cô chết, Tôi sẽ nhờ cha tôi luyện chế một hòa tử đan, bảo đảm thân thể ngươi vạn năm vẫn thế, đến lúc đó tôi vẫn sẽ đối với cô vô cùng sủng ái. Chúng ta khi đó có thể làm một cặp vợ chồng chân chính rồi. Ánh mắt hắn không chút kiêng rè quét lên thân thể mềm mại của Lưu Tuệ, lời nói càng ngày càng khó nghe. Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tuệ tràn đầy lửa giận, cô làm sao lại không rõ lương vũ thần thâm hiểm như thế nào? Cô đã nghe nói qua hòa tử đan kia. Có thể giữ gìn cơ thể của người mất giống với lúc còn sống nhưng không thể động đậy. Nếu quả thật phải chịu cảnh trơ mắt nhìn Lương Vũ Thần giày vò thân thể của mình như vậy, quả thực cô sống không bằng chết. Anh đáng chết. Lưu Tuệ nhịn không được, cầm nhánh cây hướng về phía Lương Vũ Thần quét tới. Nhánh cây này rõ ràng không phải vật bình thường, đảo qua một cái, vậy mà xuất hiện một mảng sương mù, thoát ẩn thoát hiện bóng dáng chim thần. Phượng Hoàng chi lương lão ra vậy mà lại đem loại bảo vật này cho cô. Lương vũ thần nhìn cái lập tức nhận ra nhánh cây trong tay cô, sắc mặt thay đổi, đồng thời đôi mắt hiện rõ bản chất tham lam. Audio điện tử võ tấn bền chương 2036, Lưu Minh, mày thua rồi. Đây quả là thần khí vượt biên giới. Lương vũ thần nóng mắt vô cùng, đồng thời trong lòng hắn vô cùng tức giận, vốn dĩ nửa bước hóa thần của hắn có thể giết chết lưu tuệ, nhưng bây giờ lại bị một phượng hoàng chi ngăn cản bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra ý cười nói lưu tuệ phượng hoàng chi này quả nhiên rất mạnh tuy nhiên cô tu luyện chưa đủ để tôi xem cô còn có thể ra tay thêm mấy lần đủ để giết anh lưu tuệ lại quét một lần nữa một mảnh mây đỏ xuất hiện nhưng gương mặt xinh đẹp của cô lại tái nhợt đi rất nhiều uy lực của phượng hoàng chi tuy mạnh nhưng lại khiến sức lực của cô tiêu hao rất nhanh với trình độ tu luyện của cô, chắc chắn chẳng thể ra tay thêm mấy lần. Rất nhanh sau đó, sức lực lưu tuệ giảm mạnh, bị lương vũ thần tấn công, một trường vào vai, máu đỏ bắn lên trời. Phượng Hoàng chi suýt chút nữa đã rời khỏi tay cô, chuyện thất bại chỉ là sớm hay muộn, nhưng dù thế nào thì kết quả chắc chắn sẽ rất thảm. Lão đại, chúng ta cần ra tay hay không? Mối quan hệ của chủ nhân và cô gái này rất tốt, lỡ sau này cô ấy trở thành vợ của chủ nhân, chúng ta phải thì sao sư tử vàng thắc mắc thao thiết nhíu mày chuyện này quả khó nghĩ nói linh tinh cái gì thế đột nhiên một thanh âm vang lên cùng lúc đó sư tử vàng cảm giác mình đầu bị ai hung hăng đập một cái chủ nhân ngài đã tỉnh rồi sư tử vàng đang tức giận nhưng quay đầu trông thấy đã đường tuấn tỉnh dậy lập tức không còn tức nữa mà thay vào đó trong mắt lộ ra ý cười lấy lòng chủ nhân ngài không sao chứ thao thiết hỏi lại Đường Tuấn lắc đầu, tôi không sao, mau đi giúp cô ấy. Thao thiết gật đầu, bay vút qua chợ giúp Lưu Tuệ. Sức chiến đấu của nó vô cùng khủng khiếp, có thể so sánh được với Lương Lão Gia, trong nháy mắt thay đổi cục diện, ba chiêu xuất ra đã nhanh chóng đánh bại Lương Vũ Thần, bắt giữ ông ta lại. Bịch, Thao thiết ném Lương Vũ Thần trước mặt Đường Tuấn. Lúc này người Lương Vũ Thần đầy vết thương, dính đầy bụi đất, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Ông ta không nghĩ tới đường Tuấn lại có hai tên người hầu nửa bước hóa thần, mà một người trong đó sức lực quá đáng sợ, như có thể giết chết ông ta bất cứ lúc nào. Lưu Tuệ lúc này ngã vào lòng đường Tuấn, nói tiếng cảm ơn. Phía trên, Lưu Minh nhìn thấy con trai mình bị trọng thương, sắc mặt đại biến, lại thấy hai người thao thiết và sư tử vàng, hắn cũng biết mình đã thua rồi. Ông cụ Lưu càng đánh càng hăng, bắt đầu đoạt lại quyền nắm giữ đại trận bảo hộ tộc. Lưu Minh, mày thua rồi. Đúng lúc này, giọng nói âm trầm của Từ Hồng từ sau lưng Lưu Minh vang lên. Bụp, Từ Hồng một cước đá vào sau lưng Lưu Minh, còn bản thân thì mượn cơ hội chạy trốn. Lúc này, ông cụ Lưu chưa nắm hoàn toàn đại trận bảo hộ tộc của Lưu gia, hắn vẫn còn có hy vọng trốn thoát. Chương 2037 các người biết Từ Hồng là người như nào không? Ông cụ Lưu cùng Lưu Tuệ nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Từ Hồng thuộc hàng cao thủ cấp cao nhất trong biển tinh tú, hơn nữa người này không có gia nhập bất kỳ thế lực nào thuộc loại tán tu có thể quật khởi cơ hồ đều dựa vào cướp của giết người làm việc không kiêng nể gì cả bị hắn để mắt tới giống như âm thầm bị rắn độc dòm ngó thập phần nguy hiểm từ hồng lúc này rõ ràng đang dùng bí thuật tốc độ vô cùng kinh người ông cụ lưu cũng không đuổi kịp được a à, đường tuấn đâu ông cụ lưu thở ra một hơi từ không trung đáp xuống nhưng lại phát hiện không thấy đường tuấn đâu chủ nhân đuổi theo từ hồng rồi, anh ấy nói không muốn lúc ngủ còn có người nhớ đến. Sư tử vàng nói lại, bậy bà, ông cụ lưu sầm mặt lại, dùng ngữ khí nghiêm túc khiển trách, nó làm loạn, các người cũng tùy ý để nó làm loạn sao? Các người biết từ hồng là người như nào không? Có lẽ tên tuổi của hắn chẳng ra sao, nhưng các người hẳn là biết tiểu đội thao thiết đi. Từ hồng thế nhưng chính là cường giả đáng sợ có thể đánh đồng được cùng lão đại của tiểu đội thao thiết, thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc, Ông bất mãn nhìn đám người nói, chẳng lẽ các người cho là nó có thể sánh ngang được với tiểu đội thao thiết hung uy hiển hách hay sao? Giờ khắc này, vẻ mặt mấy người thao thiết, sư tử vàng rất ngại ngùng, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đến lưu tuệ cũng vạch đen đầy đầu, tưởng như có đám quạ đen bay qua. Có thể được ông lưu đánh giá cao như vậy, thật là vinh hạnh của năm anh em chúng tôi. Thao thiết bỗng nhiên cười nói. Ông cụ lưu ngẩn người, sau đó, trong ánh mắt chấn kinh của ông, Năm người thao thiết biến trở về bộ dạng ban đầu. Thao thiết, sư tử vàng, vậy mà lại là các ngươi. Giọng nói của ông lão khẽ run, có chút không dám tin. Năm tùy tùng của đường tuấn thế nhưng lại chính là tiểu đội thao thiết huy danh truyền quá nửa biển tinh tú. Là chúng tôi, thao thiết nói, ông Lưu yên tâm, chúng tôi đã quy thuận chủ nhân, sẽ không gây bất lợi đối với Lưu gia. Ông cụ Lưu trong lòng khiếp sợ, năm người này trong biển tinh tú chính là phần tử khủng bố chân chính, chuyện đồ ra diệt tộc làm qua không ít. Có điều, ông bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có thể để cho 5 người tiểu đội tình nguyện thần phục đường Tuấn, đến cùng là dựa vào cái gì? Ông không nghĩ rằng là dựa vào thực lực, nếu quả thật như vậy, vậy thì quá kinh khủng rồi. Thực lực của chủ nhân rất mạnh, ông không cần lo lắng. Thao thiết nói với ông cụ. Ông cụ Lưu rất muốn hỏi mạnh bao nhiêu, nhưng cuối cùng không hỏi. Có điều, ông lập tức đã biết rồi. Đường Tuấn sau khi rời đi không đến 10 phút liền trở về nhà họ Lưu, trên người không nhiễm bụi, khí phách xuất trần. Chương 2038 có lẽ ba chiêu là đủ rồi. Hô hấp của ông lão đột nhiên trở nên nặng nề hơn rất nhiều, đây đều là bí kíp cất giấu của nhà họ Lưu, không cần nghĩ nhiều, nhất định là Lưu Minh đưa ra ngoài. Ông không dám tưởng tượng, ngộ nhớ những thứ điển tịch này thật sự lưu truyền ở bên ngoài, nhà họ Lưu sẽ gặp phải cục diện gì nữa. Ông bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía đường tuấn thất thanh nói từ hồng đâu ông vừa rồi quá kích động trong lúc nhất thời quên mất hỏi từ hồng sống chết thế nào chết rồi đường tuấn nhẹ nhàng đáp ông cụ lưu sau khi nghe xong chấn kinh đến nỗi nói không ra lời ông cẩn thận đánh giá cả người đường tuấn từ trên xuống dưới không bỏ qua bất kỳ chỗ nào ánh mắt này khiến trong lòng đường tuấn hoảng sợ ông ông làm gì vậy đường tuấn hỏi Ông cụ lưu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn anh nói, nhìn xem con bị thương chỗ nào. Từ hồng rất mạnh, lúc trước khi chết phản công, con có lẽ sẽ bị thương đi. Đường Tuấn sờ mũi nói một câu suýt chút nữa làm ông cụ lưu hộc máu. Rất mạnh sao, con không thấy vậy, năm chiêu con đã có thể giết hắn rồi. Nếu như không phải lực tinh thần của con hao tổn nghiêm trọng, có lẽ ba chiêu là đủ rồi. Cuối cùng, ông cụ lưu không nói nữa, ông cảm thấy tiếp tục hỏi, sẽ bị Đường Tuấn đả kích đến thương tích đầy mình. Chờ đợi hai ngày ở nhà họ Lưu, tu vi của ông cụ Lưu cũng sắp hồi phục hoàn toàn. Mà hai ngày, Lưu Tuệ đã dẫn Đường Tuấn đi thăm thú các nơi nhà họ Lưu. Ông cụ Lưu nghĩ, muốn cho quan hệ hai người tiến thêm một bước, để anh trở thành một nửa người nhà họ Lưu. Đáng tiếc, biểu hiện của Đường Tuấn từ đầu đến cuối rất bình thản, cái này làm cho Lưu Tuệ vốn có chút tâm tư hơi thất vọng trừ cái đó ra đường tuấn cũng hỏi thăm qua thương thế của ông cụ lưu là đến từ đâu bởi vì nguồn năng lượng tạo thành thương thế của ông cụ lưu rất kỳ quái trong lòng của anh đã có suy đoán nhưng cần phải kiểm chứng đó là thương thế do ông xông vào hỗn mang tạo thành ông cụ lưu thở dài nói hỗn mang là một khu vực thần bí nhất trong biển tinh tú có dấu đủ loại cơ duyên những năm nay hai mươi bốn nhà chúng ta âm thầm liên thủ muốn đánh hạ nơi đó tìm kiếm các bí mật quả thực có chút thành quả, Phượng Hoàng chỉ trong tay Lưu Tuệ chính là ông lấy được bên trong hỗn mang. Nhưng lần đó, ông bị một năng lượng thần bí đánh trúng, lưu lại ẩn bệnh cho cơ thể, thế nên mới để trong lúc hành công xảy ra sự cố, cho Lưu Minh cơ hội. Đường Tuấn gật gật đầu, những điều ông cụ Lưu nói so với suy đoán của anh không chênh lệch là bao. Thấy con đối với hỗn mang rất có hứng thú, mấy nhà chúng ta vài ngày nay đang thương lượng, chuẩn bị tiến hành một lượt tìm kiếm mới. Nếu như con có rảnh, có thể tới gia nhập, ông cụ Lưu nói với Đường Tuấn. Vốn là dựa theo hiệp nghị giữa nhà họ Lưu và nhà họ Minh, bọn hắn sẽ đem Đường Tuấn giao cho nhà họ Đinh. Nhưng sau khi phát sinh sự việc của ông cụ Lưu, ông cụ Lưu đã sớm cho nhà họ Đinh một cái bồi thường tương ứng cùng cảnh cáo. Ít nhất trước mắt Đường Tuấn chính là đại ân nhân nhà họ Lưu. Đường Tuấn do dự một hồi, cuối cùng đáp ứng, bất kể là sự thật của hỗn mang hay là nguyên khí của thế giới, đều đáng giá để anh đi hỗn mang thử một chút. Đường Tuấn nói, có điều con trước tiên cần về phá quân doanh một chuyến. Chương 2039 nửa bước hóa thần đầu tiên trong trăm doanh. Nhà họ Lưu cách phá quân doanh một đoạn, nửa ngày sau mấy người Đường Tuấn mới đến nơi. Từ bên ngoài nhìn, biển tinh tú cũng không lớn, nhưng ở trong đó mới phát hiện nó to đến mức không cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa bên trong có vài không gian rất không ổn định, vô cùng nguy hiểm, hóa thần cảnh tiến vào, cũng vẫn có thể bị lạc. Đường Tuấn không thể không duy trì cảnh giác. Trên đường đi, Đường Tuấn hỏi năm người thao thiết một ít chuyện liên quan tới diệt thần. Có điều cho dù bọn họ là tiểu đội đầu tiên của diệt thần, cũng biết được rất ít, thậm chí bọn họ cũng không biết Lưu Thiên Lam là thành viên của diệt thần. Lúc Đường Tuấn nhắc đến cái tên Tả cẩm, bọn họ mới có phản ứng. Bên trong diệt thần có một thái thượng trưởng lão họ tạ. Tạ cẩm, cái tên này tôi có nghe nhắc qua một lần, hình như có quan hệ rất sâu với thái thượng trưởng lão nghe nói thái thượng trưởng lão này còn rất trẻ, rất có khả năng là anh em với tạ cầm. Thao thiết suy tư một hồi rồi mới lên tiếng. Sắc mặt đường Tuấn có chút thay đổi, tạ cầm quả thực còn trẻ, sẽ không quá 50 tuổi. Vậy anh của bà ta cũng sẽ không quá lớn, thậm chí không đến 100 tuổi. Một vị cao thủ hóa thần không đến trăm tuổi, cái này cũng có chút kinh khủng, trong lịch sử tu hành của thế giới man hoang, e rằng mấy ngàn năm mới có một người đi. Lúc này, trên võ đài trung ương của phá quân doanh, một người đàn ông to lớn như cái cột điện dùng một trưởng lôi ngân lang vương xuống đài. Một trưởng này sức mạnh rất lớn, cho dù ngân lang vương là yêu thú, thể chất ngang tàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức huệ oải xuống. Phía dưới, đám người của ngân lang bảo và 50 doanh đều lộ ra sắc mặt bi phẫn. Trên người bọn họ hầu như đều mang thương tích, nhìn có vẻ rất chật vật. Người đàn ông giống như cột điện đứng ở trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống mấy người, khinh miệt nói, không hổ là quân doanh rác rưởi nhất trong trăm doanh của biển tinh tú, đến một người có thể đánh cũng không có. Nếu không thì thế này, tao chỉ dùng một tay, cho bọn mày một chút cơ hội. Loại ngữ khí giống như diếu cợt này khiến cho binh sĩ của 50 doanh và ngân lang vương vô cùng phẫn nộ. Ngược lại, các binh sĩ của phá quân doanh đều là một bộ dạng không thèm quan tâm, thậm chí có một số người còn thấp giọng bàn luận. Đã sớm nói là đánh không lại, hết lần này tới lần khác còn muốn đánh, cũng không nhìn xem chút đối phương là người nào. Đây chính là bộ hành, là nửa bước hóa thần đầu tiên trong trăm doanh. Ngay từ đầu ngoan ngoãn phục tùng không phải tốt rồi sao, bây giờ còn liên lụy đến cả phá quân doanh chúng ta cũng mất mặt theo. Ngân lang vương cùng các binh sĩ 50 doanh càng nghe càng tức giận. Trước đây không lâu, cái tên bộ hành này mang theo mấy người đi tới phá quân doanh tuyên đọc quân lệnh, thái độ rất không tốt, đối với phá quân doanh cùng đường tuấn rất bất kính. Mấy người bọn họ nhịn không được, Cùng bộ hành lên lôi đài tỷ thí, kết quả là thua rất thảm. Nói đến đây, Ngân Lang Vương bọn họ còn tính vì phá quân doanh ra mặt, nhưng nhóm binh sĩ phá quân doanh này cùng mấy trăm phu trưởng từ lúc bắt đầu đã tính nhận lỗi xin thua, bây giờ còn ngược lại trách bọn họ khiến phá quân doanh mất mặt. Ngân Lang Vương trong lòng thầm than, sớm biết phá quân doanh cũng là một đám luồn cúi nịnh bợ, thật không nghĩ đến vậy mà lại tự sa đọa đến trình độ này. Bị người ta nhục mạ, ngược lại còn muốn hạ mình chịu thua có người vì bọn họ ra mặt, ngược lại còn bị trách tội. Bộ tướng quân, ngài khổ cực rồi, mau nghỉ ngơi một chút. Hôm nay ngài ra tay giáo huấn bọn họ, thiết nghĩ bọn họ lần sau sẽ không dám nữa. Bộ tướng quân, chúng tôi biết ngài sành uống, đây là một vò rượu quý phá quân doanh chúng tôi đoạn thời gian trước tìm được, mời ngài nhấm nháp một chút. Chương 2040, bộ hành là thứ gì chứ? Chủ nhân, doanh trưởng Ngân Lang Vương cùng đám người năm mươi doanh trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, nhao nhao hô. Người bộ hành chợt cứng đờ, chậm rãi xoay người qua, vừa hay nhìn thấy Đường Tuấn đang đi tới chỗ anh ta. Đường Tuấn sắc mặt rất âm trầm, không có lập tức để ý luôn tới bộ hành, mà là đi đến trước mặt tên binh sĩ cầm vò rượu kia, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, anh đã không còn là người của phá quân doanh. Tên binh sĩ kia nghe vậy, sắc mặt đại biến nói, thống lĩnh, tôi Đường Tuấn trước kia đánh giết trình lão tam, tình cảnh chấn phục sở hải, bọn họ đều nhớ rõ, quả thật chính là một hung thần chân chính. Vì vậy, binh sĩ của phá quân doanh đối với anh đều là rất e dè. Thống lĩnh đại nhân, ngài không thể làm như vậy, anh ta không phạm lỗi gì. Ngài xử lý bất công, chúng tôi không phục, tên binh sĩ phía sau, là binh sĩ của nhóm lớn phá quân doanh, không biết ai hô một câu liền mang theo ngữ khí khích bác nói. Người kia trốn ở trong đám người, không hề lộ diệt. Nhưng hai câu này của anh ta cũng rất có sức mạnh, khiến đám binh sĩ phá quân doanh không còn e ngại đường tuấn như trước nữa. Thống lĩnh đại nhân, tôi không có phạm lỗi, tôi không chấp nhận xử phạt này. Tên binh sĩ tay cầm rượu cũng khôi phục lại một tia chấn định, ánh mắt nhìn thẳng đường tuấn. Nếu như hắn thật sự rời phá quân doanh, cơ hồ chỉ có một con đường chết, cũng không chạy khỏi biển tinh tú được. Ánh mắt đường tuấn lục tìm trong đám người chợt ngưng lại, một tay đem một người tóm tới trước mặt. Vẻ tươi cười đắc ý trên mặt người kia còn chưa hết, thay vào đó là sự kinh hoàng. Anh cho rằng dựa vào bí thuật của Vũ Khí bí mật, trốn trong bóng tối, tôi sẽ tìm không ra anh sao? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Người kia hoảng sợ, liền vội vàng giải thích, thống lĩnh, không phải tôi. Anh ta là thủ hạ của Trình lão Tam, sau khi Trình lão Tam bị giết, anh ta sống không như ý, tất nhiên đối với Đường Tuấn sẽ sinh lòng mang oán hận. Anh ta vừa rồi trốn ở trong đám người lên tiếng, chỉ là muốn mượn cơ hội phát tiết một chút, mang cho Đường Tuấn một chút phiền toái. Anh ta không nghĩ tới tinh thần lực của Đường Tuấn nhạy bén tới mức này, có thể lập tức khóa chặt được mình. Đường Tuấn căn bản không nghe anh ta giải thích, khẽ vẫy tay, một cái trường thương màu đen từ giá võ khí trên võ đài bay đến, đem cái tên kích động đám người này đính lên trên giá. Ực ừ, ực. Ừ, đám binh sĩ phá quân doanh ban đầu còn muốn tiếp tục náo loạn nhưng lúc này không còn một ai dám lên tiếng nữa anh anh còn có anh từ giờ trở đi đều không phải là người của phá quân doanh thu dọn đồ đạc trong hôm nay nhất định phải rời đi bằng không giết đường tuấn liên tục điểm người mấy người những người này cũng là trước đó chào phúng ngân lang vương còn lớn tiếng khen bộ hành tên binh sĩ bị điểm danh sắc mặt tái nhợt một lúc bọn họ biết bản thân liền xông rồi thống lĩnh đại nhân uy phong thật lớn nha lúc này Bộ hành cười lạnh, giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc vâng lên. Anh là ai? Đường Tuấn nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản. Cơn xanh trên mặt bộ hành nổi lên, trong mắt hiện ra vẻ tức giận nói: Tôi là bộ hành. Bộ hành là thứ gì chứ? Đường Tuấn khinh thường nói. Kẻ này chỉ là cảnh giới nguyên anh cảnh đỉnh cao, không đáng lọt vào mắt anh. Audio điện tử võ tấn bền chương 2041, con vật này vừa hay có thể làm thịt cho chó. Bộ hành lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói, "Thống lĩnh Đường, cậu đã là nửa bước hóa thần, trước mắt tôi không phải đối thủ của cậu. Nhưng tôi vẫn muốn khiêu chiến phá quân doanh của cậu một chút. Không biết Thống lĩnh đại nhân có dám tiếp nhận không?" Theo ý của anh ta, dù sao cấp bậc của Đường Tuấn và anh ta đều không cùng đẳng cấp, anh ta cũng không là đối thủ của Đường Tuấn. Nhưng mà thật sự bộ hành có chút tâm cơ biết lúc này không thể phô trương thanh thế. Trước đó Đường Tuấn trở về, anh ta cũng đã đánh vài lần người của phá quân doanh cùng doanh trại 50. Ngay cả Ngân Lan Vương cũng bị thương dưới tay của anh ta. Bất luận Đường Tuấn từ chối hay thua thảm hại, đều cũng phải nhường phân nữa danh tiếng cho anh ta ở tinh tú. Anh ta tưởng tượng ra tình cảnh này khóe miệng không tự chủ lộ ra ý cười. Bộ hành nói xong vài lời, đám người Ngân Lăng Vương sắc mặt đều khó coi, nhục nhã xấu hổ cúi đầu, một số sĩ binh phá quân doanh tuy không nói nữa, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hả hê, hiển nhiên do ban nãy thấy đường tuấn xử phạt bọn chúng mà sinh oán hận. Trong mắt những người già đời ở đây căn bản không vui vẻ đối với chuyện này. Không dám sao, thống lĩnh đường, nhìn thấy tình hình của mọi người, bộ hành càng thêm đắc ý, lúc nói chuyện còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thống lĩnh mang ý châm chọc. Chuyện này có khó gì? Đột nhiên đường tuấn cười lên. Đại nhân, người doanh trại năm mươi muốn khuyên ngăn bọn họ không thể nắm phần thắng trong cuộc chiến này. Đường Tuấn khoát tay để bọn họ im lặng. Bộ hành khoanh tay trước ngực lạnh lùng cười, vậy các người định phái ai? Nếu thật sự không có người, tôi có thể một đánh mười. Lời nói này cũng quá kiêu ngạo rồi, xém chút nữa làm Ngân Lan Vương nổi giận lên. Không cần, chỉ cần tiểu tử này thôi. Đường Tuấn chỉ vào lòng bàn chân bên cạnh, nói. Mọi người đều nhìn theo hướng anh chỉ nhất thời không nói gì. Bộ hành cười lớn lên. Bởi vì đường Tuấn lại chỉ vào một con chuột, con chuột này chỉ lớn bằng bàn chân, lông có màu vàng, nhìn cũng có vài phần đặc biệt. Vị thống lĩnh đại nhân này cũng biết nói đùa, lại dựa vào một con chuột đánh bại được bộ hành. Cậu ta đúng là đang nằm mơ mà, không ít binh sĩ phá quân doanh âm thầm châm biếm, cười nhìn đường Tuấn nói. Bộ hành cũng là bách doanh đệ nhất, nếu như chỉ một con chuột vừa rồi có thể đánh bại được anh ta, Vậy cái danh tiếng này vứt đi được rồi. Chủ nhân, hay để tôi lên vậy, tôi còn có thể chiến." Tiếng Ngân Lan Vương trầm thấp. Ông ta cũng cảm thấy Đường Tuấn có chút cảm giác tuyệt vọng. "Không cần, chỉ cần dùng một con chuột để đánh bọn họ, đã là xem trọng bọn họ rồi." Đường Tuấn nói. Con chuột này cũng không thể là phàm vật, mà là lão ngũ tầm kim thử tham ăn của tiểu đội thao thiết, cũng là một loại dị thú. Chỉ ở cảnh giới nguyên anh nhưng đủ so chiêu với nửa bước hóa thần. Dĩ nhiên những người khác không nhìn ra con chuột là thành viên của tiểu đội thao thiết, nếu không sẽ không có một trận ngăn cản như vậy. Xem ra phá quân doanh các người thật sự không có người rồi, lại yêu cầu mộ con chuột xuất chiến. Bộ hành hài hước nhìn qua con chuột, khinh thường nói con vật này vừa hay có thể làm thịt cho chó. chương 2042, xử lý đi. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Lên đây đi, bộ hành ngoác tay về phía tầm kim thử. ồn ào, tầm kim thử di chuyển, tựa như một đường kim quang. Sắc mặt bộ hành cũng biến đổi, kim quang này lại làm cho anh ta cảm giác nguy hiểm, anh ta vừa rồi lơ là, lúc này không kịp dùng pháp lực chống đỡ, tạm thời chỉ có thể dùng thân thể. Một con chuột, còn có thể nghịch thiên sao, bộ hành khẽ quát, hi hi, kim quang yếu ớt, nhưng trong nháy mắt xuyên qua bả vai của bộ hành, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống làm anh ta đau rên lên. Bộ hành nhìn về phía đầu vai mình, thấy thiếu đi một miếng thịt lớn, miếng thịt kia đang bị tầm kim thử nhai nuốt, biểu cảm dường như đang ăn rất ngon. Mùi vị quả không tệ, rất có ý vị, tầm kim thử nói giọng người, một dáng vẻ đang ăn ngon. Hả, đáng chết, mày là yêu tộc, dám đả thương tao. Lúc này bộ hành cũng đã nhận ra tầm kim thử không đơn giản như vẻ ngoài, hẳn đã tu hành thành yêu tộc, nhưng mà anh ta cũng không sợ, anh ta là bách doanh đệ nhất sao lại thua một con chuột chứ. Ma thân biến, Bộ hành gầm lên, cơ thể anh ta nâng cao, cuối cùng biến thành một tên khổng lồ cao hơn 10 thước, cơ bắp trên người giống như được núi non bao phủ, nhìn vô cùng dữ tợn, như một cái cân lớn vụt lên, âm thanh cơ bắp đổ xuống như ma âm, làm cho toàn thân người khác cảm thấy một trận huyết lãnh. Anh ta cúi đầu, nhìn xuống Tầm Kim Thử. Lúc này nhìn Tầm Kim Thử trong mắt cũng chỉ là một con kiến, chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Sinh vật thấp kém, có thể làm tao sử dụng ma biến thân mày cũng nên tự hào. Em mờ thanh của bộ hành như sấm nổ, loại trạng thái này của anh ta cũng có khả năng so sánh với nửa bước hóa thần. Ha ha, so lớn nhỏ sao, tầm kim thử cười lạnh. Trên người nó lấp lánh kim quang che phủ, đến khi kim quang tản đi, tầm kim thử nho nhỏ đã không thấy đâu, trong chớp mắt cũng trở nên to lớn không gì sánh được. Cao hơn 30 mét, bộ lông vốn mềm mại sắc vàng thành kim châm, tỏa ra u quang. Tầm kim thử cúi đầu, lại nhìn bộ hành giống với con kiến hơn. Bộ hành tròn mắt, đây là yêu tộc gì, sao lại có thuật biến hóa mạnh mẽ như vậy, hơn nữa khí thể không hề yếu ớt chút nào. Nói như vậy loại này không giống với pháp thiên tượng, biến càng lớn càng không tốt. Mà anh ta thi triển ma thân biến hình cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh, chỉ là 10 mét đã là giới hạn của anh ta rồi. Sinh vật thấp hèn, dám khiêu khích chủ nhân, tầm kim thử nhìn bộ hành, nói lại y như lời trước đó của anh ta cuối cùng bộ hành cũng cảm thấy sợ đáy lòng hối hận hôm nay đáng lý không nên phô trương làm dáng vẻ cao cao tại thượng coi thường phá quân doanh khiêu khích đường tuấn anh ta nhìn về phía đường tuấn nói đường thống lĩnh đường ta nhận thua đường tuấn làm như không nghe ngẩng đầu nhìn lên lòng bộ hành nhất thời lạnh lại biết hành động vừa rồi của mình đã hoàn toàn chọc giận cậu ta thống lĩnh đường là thiếu ra sai tôi đến không liên quan đến tôi bộ hành cầu xin Tầm kim thử chảy nước miếng, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn anh ta. Bộ hành không dám tiến lên. Xử lý đi, đường tuấn thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân, tầm kim thử hưng phấn nói. chương 2043. Đường tuấn nhìn thoảng qua phá quân doanh. Không nhìn thấy bóng dáng của sở hải, hỏi người ở dưới anh mới biết được hóa ra hai ngày trước sở hai đã rời khỏi, nghe nói là cũng một số người bạn đi thăm dò một nơi nguy hiểm nào đó hoàn cảnh trong biển tinh tú đặc biệt, không ai dám ở trong này phát động chiến tranh quy mô lớn, cho nên đều cho những tướng lĩnh đầy đủ tự do. Sở hải cũng không ngờ mình mới rời khỏi hai ngày, phá quân doanh lại xảy ra chuyện này. Ánh mắt đường Tuấn hơi rét run, tản ra khí lạnh, xem ra sở hải không hề nghe lời Minh nói. Biểu hiện lần này của phá quân doanh khiến đường Tuấn quả thất vọng, chỉ nói với ý chí chiến đấu. Nếu sau này cùng những người này chiến đấu, chỉ sợ sẽ phát sinh lục đục nội bộ bên trong anh để Thủy Thanh Lam và A Lan Nạp làm một cuộc tranh trừ trong phá quân doanh, xóa sạch một số người hỗn tạp. Lần thanh trừ này phá quân doanh bị khai trừ 2 phần 3 binh sĩ, ngay cả bách phụ trưởng cũng bị loại hai người. Cuối cùng, hợp nhất phá quân doanh và doanh trại 50, tạm thời tạo thành một quân đội, khoảng 500 người. Lan thể quân đội cũng chưa mạnh yếu nhất chỉ có nhưng toàn cảnh giới Nguyễn Anh, mà cảnh giới này không đến 10 người. Về phần tổ đội thao thiết được đường Tuấn tách ra độc lập, xem là thân vệ cho anh phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho những người này. lòng Đường Tuấn có chút gấp gáp. anh có dự cảm với cảnh giới nửa bước hỏa thần sẽ tiêu tốn thời gian của anh, mà anh cũng đã quyết định xử lý hết toàn bộ việc của Biến Tinh Tú sẽ quay về trái đất một chuyến, đi đến trước ngăn chặn quân đội của Ma tộc Hắc Ám đến trái đất. quân đội Ma tộc Hắc Ám theo cách lý giải của Thủy Thanh Lam đều có hơn vài vị cao thủ hóa thần cảnh và càng có nhiều nửa bước hóa thần. đến lúc đó anh không thể nào một người chống chọi nhất định phải có một quân đội có sức. Mạnh mới được, nếu 500 người này đều nửa bước hỏa thần, vậy thì ma tộc hắc ám cũng sẽ bị cản quét rồi. Lòng đường Tuấn khế động, nghĩ đến cảnh tượng đó. Đan hỏa thần lại thêm y thuật của anh, đường Tuấn có 80% chắc chắn thành công giúp họ từ một cảnh giới nguyên anh bước vào nửa bước hóa thần, trở nên lĩnh hội quy luật của người tu hành. Chỉ có điều anh cũng biết mình nghĩ quá nhiều, nhiên liệu luyện chế đan hỏa thần đều rất không tầm thường, 500 phần đan hoa thần dù là triều đình cũng không thể nào chỉ trả. Chỉ riêng phần này cũng đủ để đường tuấn phá sản. Nhưng cũng có thể dùng một ít thuốc để bọn họ đánh bóng thân thể. Rất nhanh, lòng đường tuấn đã có quyết định. Lần này anh thu hoạch rất lớn, ông cụ lương vì muốn chuộc đồ trang sức màu đỏ, dùng rất nhiều đồ quý hiếm đến đối. Dĩ nhiên cũng bởi vì ông cụ lương muốn mượn sức của đường tuấn. Trừ lần đó anh còn siêu tầm được một ít bảo bối, cũng đủ để luyện ra thuốc tốt lúc còn nhỏ ông nội của đường tuần ngày ngày đều dùng nước thuốc rửa gần cốt cho anh vì muốn căn cơ tu luyện vững mạnh cho anh anh quyết định sẽ làm theo anh đưa năm viên đan hóa thần còn lại phân cho ngân lan vương thủy thanh lam và ba người trong tiểu đội thao thiết những người này đều đã lập lời thề khế ước với anh có thể tin tưởng đường tuấn tiêm thuốc luyện dịch thuốc cuối cùng năm người lần lượt đột phá bước vào nửa bước hóa thần ngân lan vương và thủy thanh lam vô cùng kích động Bọn họ đều không nghĩ chính mình có thể thăng cấp thành cao nửa bước hóa thánh. Chủ nhân, Ngân Lang Vương quỳ xuống rất biết ơn Đường Tuấn, vốn nghĩ đến mình năm tai họa, không nghĩ đến lại có một cơ duyên như vậy. Chương 2044. Đường Tuấn đỡ ông ta đứng lên, đồng thời khuyên bọn họ không nên tùy tiện bộc lộ sức mạnh. Phải biết nhà họ Lương cũng chỉ mới có 3 4 người là cao thủ nửa bước hoa thần cảnh, mà hiện tại phá quân doanh hơn nữa chính đường Tuấn đã có 8 vị nửa bước hỏa thần cảnh, đây là một sức lực vô cùng đáng sợ, đủ để ném hết các thế gia của biển tinh tú. Có những người trợ thủ nửa bước hỏa thần cảnh rất nhanh đường Tuấn đã sắp xếp ổn thỏa dịch thuốc nhất đại quân Kim Hoàng. Nước thuốc tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ trói mất, ngào ngạt năng lượng, giống như một xe ông quan dinh Nguyễn Ẩn nấp trong quán chung. Ngay những mông quầng thái dương cả những người nửa bước hóa thần cạnh như Ngân Lang Vương cũng không dám nhìn thẳng, phải dùng sức mạnh mới có thể chịu được một chút chủ nhân, đây là dịch thuốc sao? ngân lang vương hội. đường tuấn do dự một lát nội, gọi là chỉ dương dịch đi. mấy người thao thiết nghe thấy vậy, vẻ mặt ngạc nhiên thất thanh nói, chủ nhân chẳng lẽ đây là thuốc do người tự chế tạo? bọn họ đều có thể nhìn ra loại thuốc này không hề tầm. thường, e là còn quý báu hơn cả đan hóa thần, dĩ nhiên cũng là đường tuấn dựa vào bài thuốc của người xưa. nhưng hiện tại nghe ngữ khí của đường tuấn thấy cũng không giống lắm. Đường Tuấn nói, xem như là vậy. Đây là dịch thuốc anh căn cứ theo bài thuốc gia truyền nhà họ Đường cũng có chút cải tiến, dùng một chút trái cây hoang dại thay thế, nên mới tạo nên sản phẩm này. Ở trái đất rất ít gặp được nhân sâm ngàn năm. Nhưng ở thế giới man hoang nhân sâm ngàn năm cũng không quá khó tìm, có thể nói thuốc này sử dụng nhiên liệu quý hơn trăm lần so với bài thuốc gia truyền. Lúc biết Đường Tuấn muốn dùng quán thuốc này xác nhập với cơ thể binh sĩ của phá quân doanh, những thiết thao cũng bị làm cho khiếp sợ. Năng lượng của quần thuốc này quá nồng đậm rồi cho dù bọn họ có thể đạt được nửa bước hóa thần, cũng không dám tùy tiện. Những binh sĩ bình thường này hấp dược khi chắc hắn toàn thân đều bốc cháy. Đường Tuấn nói, trước hết sẽ pha loãng dịch thuốc, Đường Tuấn nói. Trước hát, anh chia dịch thuốc ra làm hai phần, một phần đã pha loãng 100 lần, một lần pha loãng hơn gấp bội. Cơ thể có tu vi mạnh hơn dùng một loại, còn cơ thể yếu hơn thì dùng loại khác. Đợi đến lúc tiến hành, Đường Tuấn phát hiện Minh đã xem nhẹ chỉ dương của loại dịch này. Cho dù đã pha loãng đi 100 lần thì có người có sức lực cơ bản như A La Nạp mới có đủ gần cốt để chịu đựng, nhưng chính bạn cũng cảm thấy chính mình như đang trong thang đốt, toàn thân năng hối, mọi loại tạp chất được loại từ mồ hôi đổ ra, người cũng nhanh chóng gầy lại. Tuy thống khổ đau đớn, nhưng hiệu quả rất rõ rệt. A La Nạp chỉ chịu đựng một lần gần như sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, hơn không biết bao nhiêu khổ tu. A à, la nạp lột xác làm mọi người rất ngưỡng mộ, bọn họ cũng bắt đầu cùng phong. Đường tuần cầm dịch thuốc lại pha loãng thêm 500 lần, để đa số mọi người đều có thể chịu được. Nhưng không phải ai cũng có thể chịu đựng được, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian khảo nghiệm mới ra thành tích được. Hai ngày ngắn ngủi, không tính đến nửa bước hỏa thần cảnh, toàn bộ phá quân doanh đều nâng cao đến 5 lần, có loại thuốc làm khen thưởng, lại làm cho lực lượng phá quân doanh chưa bao giờ hùng mạnh đến thế. Làm xong những điều này, Đường Tuấn nhận được truyền tin từ ông Cụ Lương, bảo anh đến nhà họ Lương, bọn họ đã chuẩn bị khởi hành, đi đến vùng hỗn loạn. Lần này Đường Tuấn dự định một mình đi về trước, để mấy. Người thao thiết Thủy Thanh Lam và Ngân Lang Vương ở lại trấn giữ phá quân doanh. Anh chỉ sợ thông tin chi dương dịch truyền ra, làm những doanh trại khác tham lam đến cướp đoạt. Có 7 người nửa bước hóa thần cảnh trấn giữ cũng đủ để ứng pho hết tất cả phiền phức lúc đường Tuấn đuổi theo đến nhà họ Lương, nhà họ Lương đang rất náo nhiệt, người của 24 gia tộc biển tinh tú đến không ít, nhà họ Lương thế lực lớn nhất, nhà họ Thu và họ Sở, còn lại một số gia tộc hơi yếu một chút, ví dụ như nhà họ Đinh, họ Ti, họ Mục. chương 2045, to nhỏ đều đại diện cho hơn 10 gia tộc, từng thể ra cũng phải theo ít nhất một cao thủ nửa bước, như nhà họ Thủ nhà họ Sở phải hai vị. Trong đại sảnh rộng lớn, đường Tuấn xuất hiện, làm sắc mặt toàn bộ thể ra có chút biến đổi. Mấy ngày nay bọn họ đã nghe qua chuyện của đường Tuấn Đại náo nhà họ Lương, sau đó lại thì khỏi vết thương cho ông Cụ Lương, để nhà họ Đình không dám gây phiền phức cho anh. Ông Cụ Lương, đây là ý của ông sao? Lần này thăm dò vùng hỗn loạn, là 10 đại thế gia chúng ta cùng nhau làm, ông lại để cho một người ngoài đi vào, đây đúng là không hợp quy tắc. một thanh niên nhíu mày tỏ thái độ thù địch với đường Tuấn. Đại ca nhà họ Thu nói không sai, Mấy nhà chúng ta hao tâm khổ lực, không biết phải trả giá bao nhiêu mới tìm ra một con đường an toàn. Cậu ta chỉ là một người ngoài, hoàn toàn không thích hợp. Sau khi bám sát theo lời của thanh niên, lại thêm một cô gái có dung nhan diễm lệ nói, vẻ mặt còn mang theo trào phúng, nhìn về phía Đường Tuần. Đường Tuần, hai người này một người là Thu Nhiên Ngọc nhà họ Thu và Sở Tiểu Đồng nhà họ Sở, hai người đều là hai người trẻ đứng đầu trong người tu hành, sức mạnh hơn ta rất sẽ phá bản bộ Hòa Nhan công đời nhiều, đều đã đột phá bản bộ hóa thần, Lương Tuệ âm thầm truyền âm cho Đường Tuấn, trong giọng nói có chút chua chát. Ông cụ Lương, vị này là thầy thuốc có ơn với nhà họ Lương, ngoài ra cũng không có ân tình gì với các nhà khác. Dựa vào gì mà muốn để cậu ta đồng hành cùng chúng tôi? Hơn nữa các dược sự luyện đan có sức mạnh cũng phổ biến, đến lúc đó chúng ta còn phải bảo vệ an toàn cho cậu ta, người như vậy chỉ làm cản trở chân tay của chúng ta thôi, mục ra chung một người có ánh mắt âm u giọng nói thâm trầm mọi người cùng nhau ôi chao cũng không muốn để đường Tuấn gia nhập vào, nhất là việc hỗ trợ thêm cho nhà họ lương, và còn có thêm nhiều người phải chia bầu vật. Chỉ là những lời này họ không nói ra, đều để trong lòng. Ông cụ lương lạnh lùng cười, nói, vậy các vị muốn thể nào mới có thể để đường Tuấn cùng đồng hành? Thanh niên nhà họ mục nhìn đường Tuấn với ánh mắt khinh thường, tươi cười chút đắc ý nói, rất đơn giản, đưa đan hóa thần cho mỗi vị đại diện mỗi nhà chúng tôi. Như vậy xem như cậu ta đã có chút công ơn, chúng tôi sẽ bỏ ra một ít sức lực bảo vệ cậu ta, để cậu ta không phải chết thảm trong vùng hon loan. Ông cụ lương văn bộ dáng tươi cười, luyện đan hóa thần cho mỗi một nhà, yêu cầu này đối với đường Tuấn cũng đơn giản quá, nhưng cầu tiếp theo của thanh niên nhà họ mục làm nụ cười trên mặt ông cụ lương liền chuyển lạnh lùng. Nhưng nguyên liệu luyện hòa thần, phải của mình cậu ta mới có thể hiện được thành ý của cậu lại không tỉnh nhà họ lương, chỉ tính chín nhà còn lại ngồi ở đây, không nhiều thanh niên nhà họ mục cười nói ý kiến của thanh niên nhà họ mục làm mắt của các nhà còn lại đều sáng ngời đan hóa thân đối với các đại thế gia đều vô cùng quý giá nếu có được một viên tương đương với sẽ có một vị đạt được bản bộ hoa thần cảnh không sai nếu cậu cho mỗi nhà chúng tôi một viên đan hóa thần vậy chúng tôi sẽ đồng ý cho cậu đồng hành nghe nói đan dược do dược sư luyện đan đây rất phong phủ tôi cảm thấy một viên đan hòa thần cũng ít quả hai viên mới được chứ rất nhiều người cùng nhìn về phía đường tuấn ánh mắt vừa trêu tức vừa tham lam. Mục Ly, cậu quả đáng rồi. Ông cụ lương nổi giận, nhìn trăm người trẻ tuổi nhà họ Mục. Vật liệu luyện đan hóa thần là loại võ cùng đất, mấy người này lại mở miệng yêu cầu, hơn nữa còn không muốn chịu chi trả, đây chính là cướp đoạt. Hơn nữa bộ dáng của đám người còn thấy một viên đan hóa thần là quả ít, còn muốn nhiều han. Ông cụ lương đừng nóng giận, Mục Ly cười ha ha nói, tôi đây là muốn tốt cho các nhà, lại nói là cậu ta cũng chưa lên tiếng mà. Ánh mắt anh ta quét qua đường Tuấn nói, cậu cảm thấy thế nào? Tăng mỗi nhà chúng tôi một viên đan hóa thần, chúng tôi liền sẽ đồng ý nếu hai viên thì lại càng tốt. Đường Tuấn, đừng kích động, mấy người này chỉ cố ý tìm chút lợi. Ông cụ lương truyền âm cho đường Tuấn, ông ta biết rõ thực lực của đường Tuấn, ngay cả liên tố hoa còn có thể dễ dàng bị giết, nếu thực sự động thủ ở đây e không ai là đối thủ của cậu nhưng lúc này cũng rất nhiều người thế ra, thêm có hơn 10 vị sắp đột phá bán bộ hóa thần, đây cũng không. Phải sức mạnh của một người có thể địch nổi, sắt mạch của người có. Mất đường Tuấn nhìn qua ông cụ lương, sau đó cười nhàn nhạt, nhạt nói, tiểu tử này miệng thật thối, ai có thể giúp tôi đánh anh ta hai bà tay, tôi sẽ luyện miễn phi hai viên đan hỏa thần cho người đó. May! Audio điện tử võ tấn bền Trường 2046 mày gì mà mày mày là cái thả gì mà dám ở đây khiêu khích mọi người còn muốn tạo tặng đan miễn phí đúng là cái tên tiểu tử không biết xấu hổ tao cũng lười động thủ đánh đường tuấn khinh thường nói tu vi của mục ly còn chưa đến bản bộ hóa thần hoàn toàn không lọt vào trong mắt của anh mục ly cười lạnh thế mới biết chính mình đã xem nhẹ đường tuấn chế diễu nói mày cho rằng vậy là có thể chia rẽ mấy nhà thế ra sao kết nối của mấy đại thế gia sớm đã lập khế ước anh ta không tin có người sẽ động thủ vì hai viên đan hóa thần. Ai biết được anh ta vừa mới dứt lời, liền có người đứng ra cười nói với Mục Ly, Mục Ly, nếu không hay là anh để tôi đánh hai bạt tay đi chờ tôi lấy được hai viên đan hóa thần, đến lúc đó chia anh một viên. Lại có thêm người đứng ra nói, Mục Ly, không ngờ đánh anh lại có giá trị như vậy. Đường Tuấn, tôi có thể đánh thêm vài cái, có thể làm thêm mấy viên đan hoa thần không? Mặt Mục Ly đỏ lên, như muốn tức ôi mẫu, chỉ vào những người này, mày, bọn mày. Đường Tuấn nhìn qua Mục Lý, cưỡi nói, không phải này rất kiêu căng sao. Muốn làm chim đầu đàn, vậy phải chuẩn bị cho tốt. Đường Tuấn, mày đang tìm cái chết, dám sỉ nhục nhà họ Mục. Một ông cụ bản bộ hóa thần bên cạnh Mục Ly đứng dậy, tràn ngập sát khí nhìn Đường Tuấn. Ông ta là ông nội của Mục Ly, vốn thấy Mục Ly đan dồn ép Đường Tuấn, ông ta nghe thấy vui tai, không nghĩ đến tình huống bị lật lại nhà họ mục phải chịu nhục nhã. Ông ta không thể không đứng ra. Sắc mặt mục ly xanh mét, khí thế bùng nổ, bộ dáng như muốn nuốt chửng đường Tuấn. Còn những thế gia khác thờ ơ lạnh nhạt, cũng hiểu biết được đường Tuấn không phải là Hồng Nguyễn. Đủ rồi, mục lão đầu, ông là người lớn không lẽ không biết xấu hổ mà muốn đánh nhau với một tiểu tử sao? Lúc này ông cụ lương trầm giọng nói. Sắc mặt ông trầm xuống nhìn mọi người, lần này cần tìm kiếm đường, Bản đồ là do nhà họ Lương tôi cung cấp, nếu các người không đồng ý để Đường Tuấn gia nhập, vậy nhà họ Lương tôi cũng sẽ rút và đương nhiên bản đồ do nhà họ Lương cung cấp cũng sẽ thu lại, các người tự mình đi tìm đi. Về phần bao nhiêu người phải chết, các người hãy tự nghĩ. Lời ông cụ làm lòng mọi người đều trầm xuống, bởi chuyện ông nói cũng là chuyện làm mọi người đau đầu. Vùng hỗn loạn khắp nơi đều nguy hiểm, không có bản đồ bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng trên mặt người nhà họ Thù vân mang ý cười hồng cụ phang gơ phan. Lương, ông thật sự phải làm như vậy sao? Vì một người ngoài, muốn trở mặt với mấy đại thế gia chúng tôi. Ông cụ Lương nói, là các người cố tình gây sự trước, Đường Tuấn là khách nhà họ Lương. Chuyện này trước đó tôi đã nói qua, là các người không nề mặt. Lời nói của ông cụ Lương nhất thời làm sắc mặt mọi người đều khó coi. Cuối cùng, ông cụ nhà họ Thu, ông nội của Thu Nhiên Ngọc đứng ra, vẻ mặt ông ta mang ý cười nhìn qua đường Tuấn, trong mắt mang theo tia sát bên, như là cánh cáo nói. Nếu ông cụ lương đã nói như vậy, chúng tôi tự nhiên sẽ tuân theo. Chẳng qua, an toàn dọc đường của đường Tuấn, cậu ta cũng phải tự chịu trách nhiệm, sẽ không liên quan đến chúng tôi. Thu Mạc nói, ông ta vẫn muốn phân rõ giới hạn với đường Tuấn, không? Muốn phí sức họ mần lang phi xúc nhà ho. Ông cụ lương lạnh lùng cười, thực lực của đường Tuấn vốn không cần người khác bảo vệ, người khác không yêu cầu cậu bảo vệ thì thôi đi. Đương nhiên là được, nhưng mà sau này nhà họ thu đừng hối hận. Ông cụ lương cười như không cười nói. chương 2047 Thu mạc lắc đầu cười, chỉ là một dược sư luyện đan mà thôi, có đáng giá gì để nhà họ thu phải hồi hận. Tuy dược sư luyện đan rất hiểm, nhưng nhà họ thu cũng đã có hai người, là hai tinh tủ trong nhà họ thu. Vậy thì chuẩn bị xuất phát thôi. Thu Mạc và ông Cụ Lương cùng nói, mọi người còn lại không dám có ý kiến gì thêm. "Đường Tuần, lần này Lương Tuệ cũng sẽ đi cùng, đến lúc đó phiền cậu chăm sóc trên đường đi." Giọng ông Cụ Lương vang lên trong đầu Lương Tuệ và Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Lương Tuệ đó lên, lặng lẽ nhìn qua Đường Tuấn. Mặt. Một cảnh này bị Thu Nhiên Ngọc nhìn thấy, trong mắt hiện lên phẫn nộ. Anh ta thầm để ý Lương Tuệ, nên ngay từ đầu đã chĩa mũi nhọn vào Đường Tuấn nhưng không ngờ được kết quả cuối cùng lại như vậy ngược lại để Đường Tuấn càng thêm nổi trội Đường Tuấn lòng giả tên Thu Nhiên Ngọc này hẹp hòi có thủ ất sẽ báo cậu phải cẩn thận ông cụ lương lại âm thầm nói với Đường Tuấn Đường Tuấn gật đầu người làm cho anh nóng nảy bất kể là nhà họ Thu Hào Kiệt nhà họ sở tài năng thì đều phải giết không phải chỉ mà một dược sư luyện đan nhỏ nhoi thôi sao sợ cái gì chứ Thu Nhiên Ngọc nhìn qua Đường Tuấn không cam lòng vào ngày hôm đó 10 đại thế gia đều xuất phát đi về phía vùng hỗn loạn. 10 đại thế gia đều có phương tiện riêng, đều là một thuyền bảo bối gì đó. Những thiếu gia tiểu thư này đã quen hưởng thụ, ra ngoài cũng đem theo người hầu hạ, không có thuyền bảo bối hư không cũng không thể sắp xếp ổn thỏa cho nhiều người như vậy. Một con thuyền bảo bối hư không đang tiến sâu vào biến tinh tú, chậm rãi, nhìn qua rất hùng vĩ. Trên thuyền bảo bối hư không của nhà họ Lương, trên tay Đường Tuấn là một bản đồ được mở ra đây là ông cụ lương đưa cho anh, còn ghi chép tỉ mi lại lần tìm kiếm đường đi lần này. Góc tây nam của bản đồ, đánh vòng tròn còn có chữ viết bên cạnh. Cấm địa, nguy hiểm, mà mục tiêu bọn họ lần này muốn đi chính là nơi đó. Đây là nơi nào, đường Tuấn hỏi. Ông cụ lương nói, đây là nơi nghe nói có rất nhiều cuộc chiến thần ma, tuy đã qua ngàn vạn năm, nhưng nơi này vẫn còn lưu lại quy mẫu và sức mạnh của những cuộc đại chiến, thậm chí có thể dễ dàng giết được cao thủ hóa thần cảnh lần này chúng ta muốn đến chỉ là bên cạnh của chiến trường thần mà thôi nói đã được gột rửa máu huyết và hơi thổi ở của nhân n ma trong truyền thuyết tinh tú được hình thành là có liên quan đến chiến trường thần ma vẻ mặt đường tuấn có chút run sợ nhẹ sức mạnh ngàn năm lưu lại còn có thể diệt sát được hóa thần có thể suy ra sức mạnh mà thần ma là có bao nhiêu ngang tăng lòng đường tuấn khẽ động nói đúng rồi nghe nói đạo sĩ trung thanh sống ở tinh tú ông cụ có biết ông ta ở đầu không lại nói tiếp đạo sĩ Trung Thanh là một trong những sư phụ của anh, với lại hình như đạo sĩ Trung Thanh có liên hệ với trái đất, đây mới chính là ý mà Đường Tuấn muốn nhắc đến. Ông Cụ Lương trầm giọng nói, thật sự đạo sĩ Trung Thanh sống ở tỉnh Tú, hơn nữa ngay chỗ chiến trường thần ma. Có lời đồn ông ta lập ra một động phủ an toàn trên chiến tường thần ma, ta cũng không rõ làm. Đạo sĩ Trung Thanh hình như có chút liên quan thiên khí chi địa, tốt nhất, cậu đừng nên có liên quan gì đến ông ta, ông Lương nói thanh cánh cao. Đúng lúc này, đột nhiên Lương Tuệ chạy đến, âm thanh gấp gặp nói, ông ơi, người nhà họ thu mới đường Tuấn lên thuyền nhà họ làm khách. Sắc mặt ông cụ Lương liền biến đổi, trầm giọng nói, bọn họ muốn gì? Lương Tuệ nói, hứa dung đang luyện đan muốn mời đường Tuấn đến đánh giá. Hừ, đánh giá gì, chỉ là muốn thời cơ thăm dò thuật luyện đan của đường Tuấn sao? Hứa dung ta cũng biết, Lưu Minh đã nói qua với ta thuật luyện đan của hứa dung còn kém ông ta một chút. Ông cụ lương cười lạnh nói, đáng tiếc bọn họ đều không biết thuật luyện đan của đường tuần còn cao hơn cả Lưu Minh. chương 2048 Với việc Lưu Minh ra ngoài luyện thuốc, cũng không hề đem tin tức này truyền ra ngoài. Nếu ông ta đã mời, vậy tôi qua đó nhìn một chút, đường tuấn cũng đang muốn tìm cơ hội dạy dỗ những công tử tự cao tự đại đó. Ông cụ lương cũng chỉ có thể đồng ý, lúc đường tuấn và lương tuệ cùng nhau lên thuyền bảo bởi hư không của nhà họ thu liền nghe thấy một tiếng kinh hô không hổ là hứa dược sư viên đan hỏa thần này như ngọc tỏa ra hương thơm mát đúng là thương phẩm nhà họ thủ có hứa được sư luyện đan dược cấp bậc này đúng là như hổ thêm cánh đi vào trong thuyền bảo bối hư không đường tuấn nhìn thấy mục ly và mấy vị thiếu gia đang khen ngợi một người áo trắng tay ông ta cầm một hộp ngọc bên trong hộp ngọc là một viên đan dược nhìn đúng là hương thơm mát không thể nghi ngờ gì chính là đan hỏa thần. Ông ta thở dài nói, ta trộn hai trái cây hỗn loạn mới luyện ra được một viên hỏa thần đan, loại đan này làm thành đan dẫn quá thấp. Nghe đồn có một dược sư luyện đan một trái cây hỗn loạn có thể luyện ra ba bốn đan hóa thần, và lại mỗi viên đều là cao cấp. Hứa đại sư, vậy là ông quả khiêm tốn rồi, tất cả ở tỉnh tù này cũng chỉ có thuật của Lưu Minh cao hơn ông. Hứa sư phụ, trung quy đó chỉ là lời đồn mà thôi không cần so đo làm gì. Mấy vị thế gia công tử đều nhao nhao nổi lên, một vị dược sư luyện đan, không nên đắc tội thì cũng không nên mạo phạm. Qua nhiên, mặt hứa dung lại lần nữa đắc ý cười nói, là lão phu nói nhiều thôi, loại thần kỳ đó cuối cùng chỉ là nghe đồn, tất nhiên không thể tồn tại. Lương tuệ cô đến rồi. Lúc này Thu Nhiên Ngọc ngồi trong góc vẫn luôn yên lặng đứng lên, cất tiếng nói. Hừa đại sư, người đó cũng là một vị dược sư luyện đan đã. Chữa trị cho ông cụ lương, có người chỉ vào đường Tuấn, giới thiệu cho hứa dung. Hứa dung nhìn qua đường Tuấn, bình nói quá trẻ, hơi thở không ổn định, thì đan dược sao có thể cao siêu. Nói xong, ông ta nhầm hai mắt lại, như thế là lười nhác nội một cầu. Lời của hứa dung rất rõ ràng vang vọng, trong lúc nhất thời mọi người đều chiêu cười nhìn qua đường Tuấn, mặt lương tuệ. Có chút giận ánh mắt thu nhiên ngọc Trâm chọc nói, lương tuệ, cô đừng để bụng, hứa đại sư chỉ là nhanh mềm nhanh miệng, chỉ là thích nói thật, quả thực đường tuấn này tuổi còn trẻ mà trở thành một dược sư cũng không tệ rồi, bất quá so với hứa dược sư, vẫn còn kém lắm, cần phải học tập, cô cảm thấy vậy không? Lúc này hứa dung lại mở mất lần nữa nhìn về phía đường tuần, chấp hai tay ra sau nói, cậu luyện chế đan dược sở trường cho ta xem, hôm nay ở trước mặt thu thiếu ra, ta sẽ chỉ bảo cho cậu vài câu tránh để cậu đi đường vòng không hiểu được. Mục Ly cười lạnh nói, Đường Tuấn, Hứa đại sư muốn chỉ điểm cho máy, máy còn không nhanh chóng quỷ tạ ơn. Đúng là tên tiểu tử này gặp may, còn được Hứa đại sư chỉ điểm, thật là vinh dự. Sắc mặt Đường Tuần bình tĩnh, dáng vẻ không có chút nào. Vinh dự, anh liếc mắt nhìn qua Hứa Dung, bình tĩnh nói, tôi luyện đan không hề đi lòng vòng, không ông cần ông quan tâm, ông nên quan tâm chính mình đi. Nếu như tôi không nhìn nhầm Ông không còn sống được thêm bao nhiêu ngày nữa. Đang nói lời này sắc mặt mọi người đều biến đổi. Một lúc sau mới có người nhẹ giọng nói. Người này điên rồi sao? Lại dám nói thế với hứa đại sư? Hứa đại sư vốn là đan dược sư kiệt xuất, am hiểu thuật luyện đan dưỡng sinh, thọ nguyên còn dài hơn so với tu sĩ cảnh giới. Ngay cả tôi cũng có thể cảm giác sinh mệnh hứa đại sư võ cùng dài, tuổi thọ ít nhất còn mấy trăm năm, mắt nhìn người này kém như vậy, sao lại trở thành đan dược sự? đám người nhỏ giọng bàn tán không dám lớn tiếng bởi vì lúc này mặt hứa dung đen như than vẻ mặt u ám vô cùng đáng sợ thần là đan dược sư lại là trưởng lão cung phụng nhà họ thu thân phận vô cùng tôn quý cho dù là các gia chủ của đại thế gia kia cũng rất lễ phép với ông ta người trước mặt này là một hậu bối đan dược sư lại dám nói với ông ta như vậy thằng nhóc cậu nói gì hứa dung nói Thu nhiên Ngọc bên cạnh cười hì hì nói, đường đại sư, anh nói chuyện cẩn thận, chúng tôi cũng nghe thấy đấy. Lưu Tuệ cũng kéo ống tay áo của đường Tuấn, nhạc anh không được nói bậy bạ. Nhớ, biểu cảm đường Tuấn bình tĩnh, mỉm cười nói với hứa dung, ông sắp chết, ông biết không? Cậu muốn tìm chết à? Lời nói vang lên, hứa dung quát to. chương 2049 Mấy công tử các đại thế gia ở bên cạnh cười lạnh, mặc dù hứa dung chỉ có tu vi cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, nhưng bản lĩnh đan dược sư nhiều vô cùng, khiến sức chiến đấu của ông ta không tầm thường. Chỉ thấy một tay hứa dung vẩy một ít bột màu vàng, bao phủ đường tuấn, đồng thời phong độ của ông ta thay đổi, cuồng bạo như một kẻ vô cùng thổ bạo, ngang nhiên xông vào trong lần bột màu vàng. Đây là kim sa trưởng, hứa đại sư dựa vào phương pháp của luyện chế bí đan đặc biệt, có thể chế ngự tu vi người khác, mà hứa đại sư phối hợp bị pháp, có thể đạt được sức mạnh tăng phúc nhất định trong kim sa trường. Thu nhiên ngọc bên cạnh giải thích. Tên cô sao tên kia cuối cùng cũng phải gặp báo ứng. Ánh mắt mục ly sáng rực nhìn kim sa trướng, hết sức sảng khoái. Kim sa trướng có thể tạm thời che giấu mắt người khác, vì vậy bọn họ cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Nhưng âm thanh vẫn truyền ra ngoài. Tôi tốt bụng nhắc nhở ông sắp chết, để ông sớm chuẩn bị hậu sự một chút, ông lại dám ra tay với tôi. Đây là giọng đường Tuấn, thằng nhóc, cậu còn đám nói bấy ba, ông đầy đánh chất cậu, đây là hứa dung đang thức giận. Tiếp đó là một loạt âm thanh hỗn tạp đoảng đoàng, âm thanh đấm đá vào người vang vọng. Trên mặt lưu tuệ bên cạnh lộ ra vẻ lo lắng. Thu nhiên Ngọc đi tới, tay cầm một chiếc quạt giấy trắng, thật là một cậu chủ hào hoa phong nhã. Anh ta cười nói, lương tuệ, cô yên tâm đi. Tôi sẽ dặn hứa đại sư ra tay nhẹ nhàng một chút, sẽ không đánh chết anh ta đâu. Anh ta vốn nửa bước hóa thần, cũng không tình nguyên đánh nhau với hứa dung trong kim sa trường. Tu vi đường Tuấn và anh ta giống nhau, anh ta không tin đường Tuấn có thể không sao cả. Lương Tuệ lạnh lùng nói, anh suy nghĩ nhiều rồi. Cô sợ đường Tuấn vô tình đánh chết hứa dung. Hứa dung là đệ nhất đan dược cùng phụng người nhà họ thu, có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của ông ta với người nhà họ thu. Thật sự xảy ra chuyện người nhà họ thu còn không nổi trận lôi đình sao. Tu nhiên Ngọc vẫn cứ bày ra vẻ cao cao thượng thượng, khiến cô cảm thấy buồn cười một lúc sau kim sa trương mới bắt đầu tiêu tán lúc thấy rõ được cảnh tượng trước mặt cảm của mọi người suýt rơi xuống đất đường tuấn không sao cả chắp tay sau lưng dáng vẻ rất thảnh thơi mã cơ thể hứa dung toàn vết thương trên mặt còn có một vết dài sống mũi cũng bị đánh lệch trên người toàn là máu so sánh hai bên ông ta quá thảm thương mọi người giờ mới hiểu được thì ra những âm thanh đánh đầm kia là đường tuấn đánh hứa dung nụ cười trên mặt thu nhiên ngọc đột nhiên cứng đờ, mấy người mục ly vốn xem đường tuấn là trò cười, sắc mặt đều khó coi. Nhanh chóng, mục ly phản ứng đầu tiên, chỉ vào đường tuấn nói, đường tuấn, cậu thật quá đáng, lại ý vào sức mạnh bắt nạt một đan dược sư. Tuổi tác hứa đại sư lớn hơn nhiều so với cậu, cậu không hiểu được yêu trẻ kinh ra sao. Lúc này, ngay cả các người của đại thế giá khác đều cảm thấy ra mặt của mục ly quả thật quá dày. Trước đây còn nói để hứa đại sư dạy dỗ đường Tuấn, Bây giờ Hứa đại sư bị thua, ngược lại biến thành Đường Tuấn không kính dạ yêu trẻ. trang lẽ Đường Tuấn chỉ có thể bị đánh sao? Mặt mày Thu Nhiên Ngọc u ám nói, "Đường Tuấn, cậu có ý gì? Ước hiếp người nhà họ Thu sao?" Anh ta nhìn về Hứa giọng hỏi ổn như anh ta nhìn về phía Hứa Dung, giọng nói ôn nhu hơn chút, "Hứa đại sư yên tâm, người nhà họ Thu tôi sẽ làm chủ cho ông, nhất định không tha cho bất kỳ kẻ nào làm ông bị thương." Nói xong, Thu Nhiên Ngọc chuẩn bị ra tay. Lúc này, Hứa Dung bỗng nhiên quát lên, dừng tay. Hứa đại sư nói gì vậy, chẳng lẽ Đường Tuấn anh ta chơi xấu với ông? Thu Nhiên ngọc cao mày nói. Hứa Dung lát sau noi không phai. Ông ta xoay người, thở chút quỳ xuống trước Đường Tuần nói, "Đường đại sư ân cứu mạng, Hứa Dung không thể bảo đáp, trước đây xúc phạm đến đại sư, xin ngài thứ lỗi." Cái gì? Tình huống gì? Chương 2050. Lúc này biểu cảm của mấy người đại gia thế như mục ly, thu nhiên ngọc mấy cả đại thế gia chưa từng đồng nhất như vậy, giống như táo bón. Hứa dung là một dược sư vô cũng cao quý, bị người đánh một trận, lại còn quỹ xuống trước đối thương, nối xin lỗi. Sắc mặt thu nhiên ngọc lại vô cùng u ám, bởi vì đây là trưởng lão cung phụng người nhà họ thu anh ta. Đường Tuấn cười như không cười nhìn hứa dung, nói còn muốn so thật đan dược với tôi không? Hứa Dung vội vàng lắc đầu nói, cái mạng của kẻ hèn mọn này đều do đường đại sư cứu nào còn dám có ý nghĩ đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Lương Tuệ bên cạnh hỏi. Đường Tuấn nói, ông ta có bệnh, vừa rồi mới để tôi chữa khỏi. Hàng năm Hứa Dung luyện đan, hút rất nhiều khi có độc, độc tích tụ trong người cũng có thể tạo ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu vi và cơ thể. Đường Tuần liếc qua đã biết, cho nên mới nói ông ta sống không được lâu. Lưu Tuệ nghi hoặc vừa nãy không phải hai người vừa đánh. Nhau sao, lúc nào chữa trị, cô nhìn các vết thương trên người hứa dung, này ra một ý nghĩ. Không sai, những cú đấm kia là tôi đang giúp ông ta đã thông huyệt đạo, dùng quyền thay kim, ép độc tố trong cơ thể ông ta ra ngoài. Đường Tuấn nói, Lưu Tuệ càng nghe càng kỳ quái, chỉ vào sống mũi của hứa dung hỏi, nơi đó cũng phải không? Sống mũi hứa dung dường như hai lệnh, nhìn không giống đang đả thông huyệt đạo ai ngờ đường tuấn liếc nhìn ho nhẹ một tiếng nói lão già này quá không đứng đần không nhịn được đánh nhiều hơn hai chiêu lương tuệ không nói gì lúc này thủ nhiên ngọc đi tới do dự nói hứa đại sư ngài có khỏe không anh ta luôn cảm thấy hôm nay hứa dung có phải bị ngốc rồi không mặt hứa dung đầy nghiêm túc nói tôi rất khỏe còn có thể sống thêm mấy trăm năm ngược lại cậu đừng gây rắc rối cho đường đại sư nữa nếu không sau này đừng nghĩ tôi luyện đan dược cho cậu Nói xong, hứa đung lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. Nói với đường tuần, đường đại sư, ngài xem có muốn đánh thêm mấy chiều nữa không, để đẩy hết độc tố chưa sạch ra. Mất người thu nhiên ngọc cũng sắp điên rồi, hứa dung sẽ bị đánh không đủ sao. Nhìn thái độ này, còn hy vọng đường tuấn đánh nhiều hơn. Đường tuấn tự nhiên ngại đánh hứa dung, cuối cùng dưới sự nhiệt tình đưa tiền của hứa dung, đường tuấn trở lại thuyền hư không nhà họ lưu. Sau khi ông cụ lương biết chuyện này, lại vỗ bàn cười lớn. Sau khi xảy ra chuyện của Hứa Dung, dọc theo đường đi mấy người Thu Nhiên Ngọc không dám khiêu khích Đường Tuần nữa, sợ bản thân mình có kết quả như Hứa Dung, đến lúc đó bị người đánh còn phải quỳ xuống nói cảm ơn, truyền ra ngoài rất mất mặt. Rất nhanh, cuối cùng đám người đã đến nơi gọi ra chiến trường thần ma. Đường Tuấn đứng trên mũi thuyền của thuyền hư không, nhìn về phía trước. Cách anh không xa, bầu trời giống như mở ra một dòng sông lửa rộng mấy mươi mét chảy từ không khí xuống, chảy hừng hực. Đất đai nứt nẻ, từng vết nứt dài lộn xộn đến mười mấy dặm, những dấu vết này đều rất sâu, mỗi một vết cũng tạo thành một rãnh vực sâu. Ông cụ lương nối với đường tuấn những vết này là vết kiếm, là đại chiến thần ma đại chiến đã hết sức phá hại tạo thành. Đến sống lửa trên trời cũng là quy luật lưu lại. Sức mạnh của quy luật lại khủng khiếp như vậy sao? Đường Tuần thấp giọng hỏi anh cũng hiểu được mấy cái pháp quy này, nhưng cũng không có uy lực đáng sợ như vật. Sông lửa xé toạc bầu trời, mấy nghìn năm nay không tắt, đây quê thật là chuyện không dám tưởng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2050